hai người dám nói lời nói chi gian, chỉ nghe khí linh tinh la thanh âm lại lần nữa vang lên nói, thời gian không hạn chế, nhưng lại có thể minh bạch nói cho ngươi chờ, nếu ai nghĩ không hạn chế thời gian vẫn luôn ngốc tại chỗ bất động, kia có thể to lắm, sai đặc sai rồi, hắc hắc, từ này một quan bắt đầu, chín đại tinh la chi lộ chi gian, sẽ có bất quy tắc độ chênh lệch xuất hiện. Nói cách khác nhất hào tinh la lộ khả năng sẽ cùng số 2 số 3 giao nhau ở bên nhau, cũng có thể là cùng số 9 từ bất luận cái gì một cái nói đều sẽ có điểm giao nhau xuất hiện. Tương đương nói từ một đoạn này bắt đầu, 9 đại tinh la bàn chi gian đều sẽ có điểm giao nhau xuất hiện, người chờ là có thể chạm mặt, ha ha ha. Lời nói ở đây sau, Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đều là sắc mặt đại biến. Lời này có ý tứ gì? Chẳng phải là nói, 9 điều tinh la bàn người có thể chạm mặt. Nếu là địch nhân gặp nhau đâu? Hắn cùng rất nhiều người chính là có thủ oán. Này như thế nào lợi hại? Dương Nghị Vân sắc mặt khó coi vô cùng, Mai Tỷ cũng là âm trầm. Rất nhiều thế lực đều bị Dương Nghị Vân cấp đắc tội quá, này như thế nào cho phải? Đoạn thân mới vừa cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng đều có chút lo lắng lên, nhớ trước đây tiến vào chúng thần vực thế giới, thần chủ mang theo hắn sao Đông Nam Tây Bắc ở chúng thần vực thế giới chạy thời điểm. Chính là tiêu diệt rất nhiều gia thế lực thiên đạo thần linh A. Hiện giờ đây là cái gì thao tác? Dương Nghị Vân cảm giác đây là khí linh tinh la cố ý chỉnh hắn đi. Ở đây rất nhiều hợp đạo cường giả, hắn chính là chém giết nhân gia lần này tiến vào chúng thần vực thế giới đồ tử đồ tôn, trong đó như cửu Lê Tia, A chờ mấy người thậm chí là hắn trực tiếp cấp đắc tội người. Hơn nữa hắn một đường mà đến tất cả đều là đệ nhất thứ tự, khen thưởng phong phú, liền tính không phải đối địch người. Cũng bắt đầu đối hắn có ghen ghét chi tâm, hiện tại hảo, trực tiếp chín đại nói chi gian có thể liên hệ, nếu là đây là trực tiếp làm hắn tao ngộ địch nhân chém giết a. Nhiều như vậy hợp đạo cường giả, Dương Nghị Vân cũng ấm áp không phải. Quả nhiên Dương Nghị Vân trong lòng lo lắng thời điểm, hảo những người này lại là trong lòng vui sướng. Cửu Lê Cha, Cơ Vô Mệnh, Ngũ Hành gia tộc bốn người còn có mấy nhà cường giả đều ở Dương Nghị Vân trên người đảo qua. Không có hảo ý ánh mắt ở chuyển động. Đối ở đây rất nhiều người tới nói, giờ phút này Dương Nghị Vân mặc kệ là địch nhân, càng là một đầu dê béo. Vì cái gì? Bởi vì Dương Nghị Vân trong tay có thánh khí huyền hoàng âm dương dù, có hai viên thánh quả, có một chương hư không thay đổi phù, liền chỉ bằng này vài món bảo vật, liền cũng đủ làm người động tâm động thủ. Đặc biệt là thánh khí huyền hoàng âm dương dù cùng hư ảo thay đổi phù. Bất quá! Đây là đơn phương ý tưởng mà thôi. Chân chính nếu là lẫn nhau giao nhau, nhưng không đơn giản là bọn họ có thể cùng Dương Nghị Vân đụng tới, cũng có thể cùng bất luận kẻ nào đụng tới một khối đi, đến lúc đó đại gia nhưng đều là đối địch tồn tại, bởi vì đây là ở cạnh tranh. Tranh cái gì? Tranh bảo vật, tranh thứ tự, càng là tranh sống sót cơ hội. Đừng nhìn bọn họ là hợp đạo cường giả, chính là ở cái này hư không thiên đế bản thế giới, tinh la mới là chúa tể, bọn họ mọi người tất cả đều là quân cờ. Một đường mà đến đã có rất nhiều người bị lưu đày ở trong hư không, tương đương là tuyên bố diệt vong, rốt cuộc không về được. Này nhưng còn không phải là sinh tồn sao? Mai Tỷ là nữ nhân tương đối mẫn cảm, nàng có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân cảm xúc biến hóa, cũng là vô cùng người thông minh, trong lòng biết Dương Nghị Vân đang lo lắng cái gì, nhẹ giọng cười nói, đồ ngốc ngươi cần gì lo lắng. Tại đây một phương thiên địa chung, đại gia vị trí hoàn cảnh đều giống nhau, ngươi có địch nhân. Cũng liền ngoài ý muốn người khác cũng có địch nhân. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ quên mất, hiện tại ngươi ta, đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng bao gồm Hùng Hoan nhưng đều là hợp đạo một tầng tu vi. Nếu xem như nói nhi nói, chúng ta chính là ước chừng 7 cái hợp đạo, liền tính là thực sự có người đuôi mù muốn tìm phiền toái, chẳng lẽ chúng ta 7 đại hợp đạo thêm lên còn có thể sợ bọn họ không thành. Toàn trường hiện tại đi đến hiện tại người bao gồm chúng ta ở bên trong cũng chính là 25 người mà thôi. Chúng ta liền chiếm cứ 7 người, liền tính là cùng mọi người là địch, bọn họ nhân số thêm lên cũng mới là 18 người, cũng không nhất định tất cả đều cùng chúng ta là địch. Nếu là thực sự có đuôi mù muốn tìm chúng ta phiền toái, ha ha, đến lúc đó ai khi dễ ai còn không nhất định, người nhà chính là lo lắng quá nhiều, muốn ta nói căn bản không cần lo lắng này đó, nghĩ như thế nào tưởng đánh sâu vào đến thứ 5 tinh la bàn mới là lẽ phải, người nói có phải hay không đâu. Nghe Mai Tỷ nói chuyện. Dương Nghị Vân bế tắc giải khai. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại thêm lên chính là 7 người đâu. Hơn nữa hắn là vào trước là chủ trong lòng, tổng cảm giác hắn ở bảo hộ những người khác, quên mất Hùng Hoan đám người tất cả đều tiến giai hợp đạo, nghe Mai Tỷ như vậy vừa nói, tức khắc liền rộng rãi lên.
quả thật giờ phút này toàn trường luận nhân số ngược lại là bọn họ nhiều nhất. Tin tưởng như Mai tỷ lời nói, liền tính là có người muốn tìm hắn phiền toái, cũng đến ước lượng ước lượng. Muốn chiến liền chiến hảo. Ở Dương Nghị Vân cùng Mai tỷ nói chuyện hết sức, Khí Linh Tinh La tiếp tục mở miệng nói, ngươi chờ nghe hảo, có thể đi đến đệ tứ tinh la bàn, cũng coi như là không kém, có một chút bổn tọa hiện tại có thể nói cho các ngươi. Lời nói ở đây Khí Linh Tinh La nghiêm túc lên, hoặc là nói rốt cuộc có vài phần nghiêm túc tiếp tục nói, bổn tọa phía trước liền nói quá, này một phương thiên địa vì hư không thiên đế bàn, là bàn cờ thế giới, nhưng lại không phải bình thường bàn cờ thế giới, nơi này là thiên đế sáng tạo thế giới. Có lẽ ở các người nghĩ đến ở chỗ này là cho các ngươi tia, a tấn, nhưng bổn tọa hiện tại có thể nói cho các ngươi, hoàn toàn tương phản, có thể vào đến này hư không thiên đế bản thế giới, là ngươi chờ vô lượng tạo hóa. Có thể đi vào chúng thần vực đã nói lên ngươi chờ là biết nơi này cơ bản tình huống, đích xác nơi này chính là chúng thần cùng tu la tộc chiến trường, mà này hư không thiên đế bản, càng là trọng trung chi trọng, bổn tọa hiện tại liền có thể nói cho các ngươi một ít việc, cùng một ít lựa chọn. Đại gia nghe Khí Linh Tinh La nói chuyện, một đám bỗng nhiên tinh thần đại chấn, nghe tới tựa hồ có cái gì khó lường bí mật muốn cho hấp thụ ánh sáng mà ra. Chỉ nghe Tinh La tiếp tục nói, bổn tọa chính là nơi đây Khí Linh, ngươi chờ nhưng xưng hô bổn tọa vì Tinh La, hư không thiên đế bản chính là thánh thiên đế chí bảo, cũng chính là các ngươi biết đến chúng thần sơn hoặc là nói chúng thần điện, đích xác từ ngoại giới nhìn lại nơi này đã hủy diệt, nhưng là chân chính trung tâm chính là này một phương hư không thiên đế bản, cũng không có hủy diệt. Nơi này cũng là thánh thiên đế để lại cho hậu nhân một chỗ rèn luyện nơi, bảo tàng nơi, tu luyện nơi. Bổn tọa còn có thể nói cho ngươi chờ bổn tọa trong miệng thánh thiên đế đó là các ngươi biết cùng kia tu la vương đại chiến đồng quy vu tận thánh thiên đế, chính là khai thiên thời đại thần tộc một thế hệ chúa tể giả. Phía trước ngươi chờ còn không có tư cách biết, hiện tại bổn tọa nói ra, là bởi vì ngươi chờ thông qua giai đoạn trước khảo nghiệm, kế tiếp là thứ 5 tinh la bàn, mãi cho đến cuối cùng thứ 9 tinh la bàn. Mỗi quá một quan đối ngươi trở tới nói đều là xé trời cơ duyên, mỗi một đoạn tinh la trên đường trở ngại chi lực càng là lực lượng, có thể hay không có bản lĩnh hóa thành mình dùng, liền xem ngươi chờ bản lĩnh. Có thể nói từ kế tiếp bắt đầu, ngươi chờ mỗi quá một quan đều đem là cơ hội, nhưng đồng thời bổn tọa cũng nói cho các ngươi, tiếp theo mỗi một quan càng là sinh tử, muốn đạt được ngạch thánh thiên đế lưu lại bảo tàng, cũng phải nhìn ngươi chờ có hay không khí vận có hay không ý chí lực. Hảo. Nhiều đến bổn tọa sẽ không nói cho ngươi chờ, càng nhiều tân bí chờ các ngươi một quan qua đi sẽ tự biết, kế tiếp đó là đi trước thứ 5 tinh la bàn, này một quan không trừ bỏ phía trước bổn tọa lời nói, khen thưởng cũng sẽ siêu việt phía trước tứ đại quan, có mấy cái trọng điểm hiện tại có thể nói cho các ngươi, đệ nhất phàm là đến thứ 5 tinh la bàn giả, mỗi người sẽ đạt được một khối truyền tống lệnh, đến lúc đó có thể sử dụng truyền tống lệnh rời đi hư không thiên đế bàn thế giới. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đi xuống đi, đương gặp được chính mình không thể lực kháng dưới tình huống, cũng có thể thúc giục truyền tống lệnh trực tiếp truyền tống đi ra ngoài do đó ôm lấy tánh mạng, đệ nhị đạt tới thứ 5 tinh la bàn người nhưng đạt được một đạo thánh đạo hiểu được, đến lúc đó có thể lĩnh ngộ nhiều ít thánh đạo tạo hóa, có thể hay không đột phá tu vi xem cá nhân tạo hóa. Hoa ở đây mà bế, Khí Linh Tinh La thanh âm vang vọng thiên địa nói, hiện tại bắt đầu. Nửa ngày rất nhiều người đều đứng ở tại chỗ. Khí Linh Tinh La nói, để lộ ra quá nhiều tin tức, hơn nữa nhiều mọi người tới nói, là vô cùng chấn động, đại gia yêu cầu tiêu hóa mới được. Bao gồm Dương Nghị Vân cũng đều không nghĩ tới, Khí Linh Tinh La nói ra những lời này như thế kính bạo. Đích xác đối bọn họ tới nói thực châm. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ là Thánh Thiên Đế chính là trong truyền thuyết cùng Tu La Vương đại chiến người. Tuy rằng đại gia đối Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại không hay biết, nhưng lại cũng có thể đoán được tuyệt đối là trong thiên địa chân chính nhất đẳng nhất trí cường giả đại năng hạng người. Không nghĩ tới cái này cái gì hư không thiên đế bản thế giới, chính là Thánh Thiên Đế chí bảo thế giới, là Thánh Thiên Đế để lại cho thần giới hậu bối bảo khố, đương nhiên muốn đạt được cái này bảo khố chung bảo vật, đó là muốn trả giá đại giới, không phải tùy tiện là có thể được đến, chín đại quan đó là thiết hạ khảo nghiệm. Hiện tại nghĩ đến Khí Linh Tinh La chính là giám sát giám khảo, ai có thể quá quan sẽ căn cứ bất đồng thành tích cấp ra tương đối khen thưởng. Có thể tưởng tượng, càng là đi đến cuối cùng đạt được khen thưởng sẽ càng lớn. Cứ việc Khí Linh Tinh La không có nói thấu, nhưng ở đây đều là hợp đạo cấp bậc cường giả nhân tinh, đều có thể đủ đoán được, chỉ sợ là chân chính đại khen thưởng ở cuối cùng. Cái này làm cho tất cả mọi người tim đập lên. Thánh đạo Thánh Thiên Đế lưu lại bảo tàng, vô pháp tưởng tượng a.
thần giới cô đơn thật lâu, bọn họ những người này, liền tính là tu luyện một cái hợp đạo đều phải trả giá vô pháp tưởng tượng tinh lực cùng đại giới, hiện tại còn lại là trực tiếp đối mặt chính là Thánh Thiên Đế lưu lại bảo tàng. Đại gia cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến, nếu là có thể một quan qua đi, đừng nói hợp đạo về một, có lẽ tương lai vấn đỉnh thánh đạo đều là có khả năng, thần giới. Đã toàn bộ kỷ nguyên thời đại không có xuất hiện quá chân chính thánh đạo thánh nhân. Này đó hợp đạo ai không hy vọng thành thánh? Ai không hy vọng vấn đỉnh thánh đạo, do đó siêu thoát tam giới ngũ hành? Đều tưởng, nằm mơ đều tưởng. Nhưng nề hà về thánh đạo truyền thừa đã sớm tuyệt tự, nhiều nhất chỉ là lưu lại có quan hệ thánh đạo truyền thuyết mà thôi. Nhưng hiện tại không giống nhau, đại gia tựa hồ ở chỗ này có thể tiếp xúc đến thánh đạo truyền thừa, này sẽ là đối toàn bộ thần giới đều có thật lớn ảnh hưởng sự. Ai không hướng về thánh đạo siêu thoát đâu? Đều tưởng, nhưng không phương pháp. Xông vào chúng thần vực thế giới mục đích, chính là vì đạt được thánh đạo truyền thừa, tìm kiếm tăng lên thực lực biện pháp, tìm kiếm thánh đạo chi lộ, vì thế không tiếc đại giới. Cơ hồ có thể nói, thần giới mỗi một thế hệ người đều ở vì thứ mà nỗ lực, nhưng lâu dài gần nhất đều không có chân chính thành công quá. Nhưng hiện tại có hy vọng. Không bao lâu một đám đều xông ra ngoài, lúc này giống tiêm máu gà giống nhau, đều tưởng lao xuống đi, vẫn luôn vào tới cuối cùng, đạt được tư cách, đạt được có quan hệ thánh đạo truyền thừa. Nháy mắt công phu tám đại tinh la bàn không ai. Chỉ có Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ còn không có động, hắn lâm vào trầm tư, tiêu hóa khí linh tinh la theo như lời nói, hắn tổng cảm giác nơi này tồn tại bí mật tựa hồ rất lớn rất lớn. Bất quá lại khả năng muốn chân chính đi đến cuối cùng mới có thể công bố. Mai tỷ tiến lên mở miệng nói, Vân tử chúng ta cũng đi thôi. Dương Nghị Vân như ở trong mộng mới tỉnh, a, ân, đi chúng ta cũng đi. Hắn cũng không ngoại lệ, đối với khí linh tinh la những lời này, có rất lớn đánh sâu vào. Thánh đạo, thực xa xôi, nhưng cũng rất gần. Hô, Dương Nghị Vân phun ra một hơi nói, dụ hoặc thật lớn, nhưng đồng dạng tất nhiên càng thêm tàn khốc, đại gia đừng đại ý, cũng đừng quá lạc quan. Trọng điểm là có thể đi đến cuối cùng mới là người thắng, nghĩ đến tiếp theo mỗi một quan đều đem là thực thảm thiết, có lẽ tinh la trên đường xuất hiện trở ngại chi lực cũng sẽ là muốn mệnh, ta xem chúng ta không bằng dùng thánh quả lúc sau mới xuất phát, dù sao này một quan không có thời gian hạn chế, này cũng thuyết minh, này một quan không hảo quá, nếu là thánh quả có thể tăng lên thực lực tu vi. Cũng đem đối chúng ta tiếp theo lộ phải có vài phần bảo đảm, đại gia cảm thấy như thế nào? Dương Mỗ Nhân đối mặt thật lớn dụ hoặc thời điểm vẫn là tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn là từ tầng dưới chót đi bước một đi lên tới, tự nhiên minh bạch dụ hoặc càng pháp đại, nguy hiểm lại càng lớn đạo lý. Hiện giờ ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, tiếp theo này giai đoạn tất nhiên không phải như vậy hảo tẩu, trừ bỏ khí linh tinh la lời nói có lẽ chín điều nói sẽ ở vô khác biệt tương giao ở bên nhau, các đại cường giả chi gian sẽ gặp phải xung đột ở ngoài, còn có tinh la trên đường bản thân sẽ xuất hiện trở ngại chi lực. Tất nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là thực lực càng cường đại, liền sẽ cũng an toàn. Có thánh quả không cần, còn giữ đây là ngu xuẩn. Dù sao này một quan không hạn thời gian, vậy hấp thu luyện hóa thánh quả tăng cường một ít thực lực ở đi cũng không muộn. Như thế rất tốt. Mai tỷ cũng gật đầu đồng ý. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Theo sau đại gia khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu luyện hóa thánh quả. Nếu là có thể đột phá tu vi đó là không thể tốt hơn, liền tính là đột phá không được, tăng trưởng nhỏ tí tẹo, đối đại gia ở tiếp theo muốn quá này một quan cũng là cái bảo đảm. Thánh quả không có tên, tinh la chưa nói quá, đây là nhìn như là quả đào, nhan sắc đỏ đậm, là trái cây. Khả năng bị xưng là thánh quả, tất nhiên là thiên địa chi tinh. Này giá trị sẽ không so thánh dược kém, thậm chí từng có chi, thánh quả là có thể trực tiếp dùng. Đương nhiên cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, nhưng ở chỗ này thời gian vẫn là thực quý giá, Dương Nghị Vân không tính toán. Trực tiếp dùng luyện hóa liền hảo. Hắn có hai viên, cũng không biết đối chính mình có bao nhiêu trọng dụng, lấy ra một viên một ngụm nuốt vào. Tức khắc vào miệng là tan, một cổ bồng bột năng lượng ở trong cơ thể hóa khai. Vô cùng thuần tịnh, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, càn khôn đạo chủng công vận chuyển dựng lên, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Đích xác thánh quả cùng mặt khác thần quả bất đồng, năng lượng là vô cùng thuần tịnh, phù hợp hợp đạo cấp bậc nhu cầu, dựa theo hiện tại thu vi thần quả cấp bậc lực lượng đã đối hắn không có hiệu quả. Cũng chỉ có bực này chất chứa thuần tịnh khổng lồ năng lượng thánh quả mới có trợ với hợp đạo cấp bậc tu luyện. Hắn hiện tại lực lượng là khí chi lực,
thần hạch đạo chủng trong vòng có khí loại có 10 đại đạo thụ, 10 đại đạo thụ trăm mét chi cao, đương nhiên đây là nội coi dưới đạo chủng trong vòng tự thành không gian chỗ đã thấy, đều không phải là thân thể trong vòng cảnh tượng. Hiện tại hắn tu vi tăng trưởng này đây nói thụ cao thấp mà nói. Tiếp theo đột phá, tất nhiên là 10 đại đạo thụ trưởng thành đến cây số thời điểm, đó là đại cảnh giới đột phá, dựa theo hợp đạo 5 tầng tu luyện tăng trưởng. Chờ hắn đột phá đến hợp đạo 2 tầng thời điểm hẳn là 10 đại đạo thụ tăng trưởng đến 300 nhiều mễ thời điểm. Hai viên thánh quả, Dương Nghị Vân chờ mong có thể làm hắn nói thụ tăng trưởng đến 300 mễ, bất quá nghĩ đến hẳn là rất khó. Tu luyện đến hắn cái này cấp bậc cho dù là tu vi tăng cường một chút ít đều là vô cùng gian nan, đương nhiên chỉ cần tăng cường cho dù là một đinh điểm, thực lực lại sẽ là thật lớn tăng lên. Muốn đột phá đến hợp đạo 2 tầng, đó là không dễ dàng. Nhưng cho dù là không dễ, cũng muốn nỗ lực. Không nói đến mặt khác, chỉ cần ở trên hư không thiên đế bản chung, liền có 5 đại 2 tầng cường giả, trong đó đại bộ phận đều cùng hắn là đối địch thế lực. 2 tầng cùng 1 tầng khác nhau kia chính là phi thường đại. Càn khôn đạo chủng công vận chuyển, công pháp ưu việt tính thể hiện ra tới, luyện hóa hấp thu tốc độ thực mau, cuồn cuộn không ngừng thánh quả năng lượng tiến vào thần đường sông loại, bị khí loại hấp thu, ở lúc sau truyền lại đến 10 đại đạo thụ. Rồi sau đó khuếch tán toàn thân kỳ kinh bát mạch, các đại khiếu huyệt, cuối cùng hình thành chu thiên vận chuyển, luyện hóa rèn luyện lúc sau lại lần nữa về tới khí loại trong vòng, hóa thành tự thân pháp lực. Như thế một cái đại chu thiên vận chuyển tu luyện xuống dưới, một viên thánh quả năng lượng bị hấp thu luyện hóa. Khí loại gạo lớn nhỏ một chút, lại là tăng lên một vòng, 10 đại đạo thụ tăng trưởng gấp đôi, đạt tới 200 mễ độ cao. Dương Nghị Vân đại hỉ. Kết quả này lại cũng ở cùng bên trong. Quả nhiên thánh quả uy lực không kém, tuy rằng không có đột phá cảnh giới, nhưng lại rèn luyện tăng gấp bội. Còn có cuối cùng một viên thánh quả, Dương Nghị Vân đơn giản lần thứ hai ăn vào bắt đầu luyện hóa. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Dương Nghị Vân luyện hóa hấp thu hoàn thành, kết thúc tu luyện. Hai viên thánh quả năng lượng, đoán trước bên trong không có đột phá đến hợp đạo 2 tầng cảnh giới, nhưng lại cũng tăng trưởng không ít tu vi. Khí loại từ gạo tiểu tăng trưởng tới rồi đậu nành đại. Nội loại khí phương pháp lực phiên gấp 3, 10 đại đạo thụ tăng trưởng 200 mễ, tới rồi 300 mễ độ cao, hắn trong lòng tiếc nuối nói, nếu là lại có một viên thánh quả tất nhiên có thể đột phá đến hợp đạo 2 tầng, đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không lòng tham, rốt cuộc hắn đạt được 2 viên thánh quả, những người khác nhưng đều là một viên mà thôi. Làm người không thể quá lòng tham. Dù sao thực lực tăng lên, đây là thật thật tại tại. Thu công Dương Nghị Vân mở hai mắt. Lại là Mai tỷ đám người đã sớm kết thúc tu luyện, thoạt nhìn liền đang đợi hắn một người. Nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ mọi người đều không có đột phá đến hợp đạo 2 tầng, nhưng là hơi thở lại càng cường đại, này thuyết minh thánh quả uy lực là không yếu, đối tất cả mọi người có tăng lên. Qua bao lâu? Dương Nghị Vân đứng dậy hỏi Mai tỷ. Nửa canh giờ, Mai tỷ trả lời. Mới nửa canh giờ, Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc. Dựa theo dĩ vãng một lần tu luyện như thế nào cũng là muốn hơn 10 ngày thậm chí càng dài, không nghĩ tới mới đi qua nửa canh giờ. Luyện hóa thánh quả hấp thu thực mau, hợp đạo cấp bậc phun ra nuốt vào chuyển hóa đã không phải thiên đạo cấp bậc có thể so, tốc độ mau là bình thường, chúng ta nhanh lên xuất phát đi, tuy rằng không có thời gian hạn chế, nhưng trước đến thứ 5 tinh la bàn người, tất nhiên là có ưu thế. Mai tỷ nói, Dương Nghị Vân gật gật đầu, cũng là, hành, chúng ta đi. Một lòng người lần thứ hai bước lên đi trước thứ 5 tinh la bàn đại đạo. Lần này ngay từ đầu đều thực bình tĩnh, bọn họ một hơi đi rồi mấy ngàn mét, đều không có phát sinh bất luận cái gì trở ngại lực lượng xuất hiện, đương nhiên cũng nhìn không tới những người khác tồn tại, cũng không có phát hiện tinh la nói có giao nhau tình huống xuất hiện, vẫn luôn là thẳng tắp mà đi. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là khí linh tinh la cố ý hù dọa. Ngẫm lại cũng là không có khả năng, không cần thiết. Liền ở mấy người nghi hoặc hết sức, Đoạn Thân mới vừa đột nhiên nói, thần chủ phía trước giống như sương mù bay. Dương Nghị Vân vừa thấy thật đúng là, phía trước trăm mét ở ngoài, có màu trắng ngà nồng đậm sương mù che trời. Nháy mắt công phu liền đến bọn họ trước mắt. Cơ hồ nháy mắt cuốn tịch bọn họ, tầm mắt có thể đạt được không đủ 3 mét. Đại gia cẩn thận, có thể là trở ngại lực lượng xuất hiện. Dương Nghị Vân toàn thân pháp lực vận chuyển, thần kinh đều cảnh căng chặt lên. Đi rồi một đại đoạn gió êm sóng lặng, lúc này đột nhiên trực tiếp liền khởi sương mù, tuyệt đối là có miêu nị. Quả nhiên, ngay sau đó liền có chuyện. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn quét bốn phía,
Dư Quang nhìn thấy, đi ở cuối cùng Đoạn Thân mới vừa cư nhiên quay đầu tưởng đi trở về đi. Lão Đoạn, Dương Nghị Vân hô một tiếng. Nhưng mà hắn một tiếng kêu to, Đoạn Thân mới vừa không hề có phản ứng, lo chính mình xoay người mà đi. Vân tử này sương mù không đúng, mơ hồ tâm thần. Mai tỷ sắc mặt biến đổi nói. Thuần Dương đem Lão Đoạn kéo trở về. Dương Nghị Vân đối Thuần Dương Kim Cương hô to. Nhưng mà giờ phút này lại là phát hiện Thuần Dương Kim Cương vợ chồng đứng ở tại chỗ cũng không động tĩnh. Lần này Dương Nghị Vân biết không thích hợp, Mai tỷ nhắc nhở tựa hồ là chính xác, vội vàng đối với Mai tỷ ý bảo, hắn một bước bước vào, thẳng đến Đoạn Thân mới vừa mà đi, thoạt nhìn là bị mơ hồ tâm thần. Dương Nghị Vân cũng ở hô hấp chi gian phát hiện này đó sương mù dày đặc ở xâm nhập trong cơ thể, tức khắc làm hắn có chút choáng váng, vội vàng vận chuyển công pháp, lúc này mới hảo một ít. Phất tay chi gian càng là mở ra huyền hoàng âm dương dù. Huyền hoàng âm dương tán tản mát ra thanh hoàng thần quang, tức khắc đem nồng đậm màu trắng ngà sương mù dày đặc xua tan mở ra, hình thành 3 mét đường kính không gian. Đều tiến vào. Dương Nghị Vân hô một tiếng, Mai tỷ cùng Hùng Hoan hai người lại là ảnh hưởng nhỏ lại, vội vàng đi đến. Rồi sau đó, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, đem công pháp vận chuyển tới cho đến, như thế mới cảm giác hảo rất nhiều. Vội vàng đi hướng âm dương kim cương vợ chồng cùng Đoạn Thân cương. Này ba người hiển nhiên là bị ảnh hưởng sâu nhất. Đương huyền hoàng âm dương dù bao phủ sau khi đi qua, sương mù dày đặc xua tan, Dương Nghị Vân cùng đằng ra một bàn tay ở Đoạn Thân mới vừa trên người một đạo khí chi lực độ nhập ở Đoạn Thân mới vừa kỳ nội. Công pháp vận chuyển chi gian luyện hóa Đoạn Thân vật thể nội sương mù dày đặc, như thế Đoạn Thân vừa rồi trong ánh mắt có tinh khí. Thần chủ ta đây là làm sao vậy? Đoạn Thân mới vừa là một năm nghi hoặc bộ dáng, tựa hồ căn bản không biết chính mình nói sự. Sương mù dày đặc ảnh hưởng tâm thần, người bị mê hoặc tâm trí. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian ở âm dương kim cương vợ chồng quay người thượng như pháp chế pháo, làm âm dương kim cương vợ chồng khôi phục thần trí. Như thế đại gia lúc này mới khôi phục. Đoạn Thân mới vừa xấu hổ hồi tưởng nói, ta rõ ràng vừa mới là về phía trước đi đến, như thế nào sẽ xoay người đảo trở về đâu. Cho nên người bị sương mù dày đặc mơ hồ bái. Mai tỷ phiên trợn trắng mắt nói. Cái này nồng đậm sương trắng trung kỳ thật nàng cùng Hùng Hoan ngược lại thu được ảnh hưởng không lớn. Dương Nghị Vân còn lại là có cường đại công pháp chống đỡ, đối hắn càng là không nhiều ít ảnh hưởng. Đoạn Thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng ngược lại là tại đây loại hoàn cảnh hạ ứng đối yếu đi rất nhiều. Nhưng cũng may Dương Nghị Vân lấy ra huyền hoàng âm dương dù sau, hết thảy vấn đề giải quyết. Cái này thánh khí quả nhiên lúc trước tuyển đúng rồi. Lần này Tâm Tinh La trên đường xuất hiện không nghĩ tới là sẽ là bực này có thể ảnh hưởng tâm trí sương mù dày đặc, bất quá có huyền hoàng âm dương dù ở, đại gia đến lúc đó không cần lo lắng. Còn có một cái kỳ quái chỗ là, lần này không có xuất hiện cuồng phong. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, lúc này xuất hiện chính là sương mù dày đặc. Nếu là ở có cuồng phong xuất hiện chẳng phải là thổi tan sương mù, vậy không có tác dụng gì. Mặc kệ là cuồng phong vẫn là sương mù, kỳ thật đều là vì mê hoặc người mà thôi, đều là vì thiết trí trở ngại, không cho người về phía trước mà đi. 3 mét độ rộng tinh la trên đường, bị cuồng phong thổi một chút, cũng hoặc là xuất hiện cái gì trở ngại, thực dễ dàng ngã xuống, này nói hai sườn nhưng đều là hư không, rớt xuống tinh la nói chính là lưu đầy hư không kết cục, cũng chưa về cái loại này. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn là có cơ hội, bởi vì trong tay hắn có một chương hư không thay đổi phù, liền tính là rơi xuống tiến hư không, hắn có thể sử dụng hư không thay đổi phù lại lần nữa trở lại tinh la trên đường. Đồng dạng hắn có thể dùng này một chương hư không thay đổi phù tới cứu người. Dù sao lại một lần người khác nhiều cơ hội, đây là mấy người bọn họ ưu thế. Trước mắt sương mù dày đặc trung, cơ hồ che đậy mọi người tầm nhìn, còn không biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Phát sinh cái gì, Dương Nghị Vân mang theo đại gia tốc độ thả chậm, không dám mau, cũng không có biện pháp mau, thần thức căn bản không dùng được, tầm nhìn không đủ 3 mét, ở tinh la trên đường chỉ có thể chậm rãi đi trước. Nếu không phải huyền hoàng âm dương dù, nếu là đừng sương mù dày đặc mơ hồ tâm trí, đến lúc đó khả năng liền sẽ như phía trước Đoạn Thân mới vừa giống nhau, xoay người sang chỗ khác quay về lối cũ, hoặc là khả năng sẽ ngã xuống tinh la nói, nào một loại đều rất nguy hiểm. Hư không thay đổi phù chỉ có một chương, cứu không được mọi người. Vẫn là muốn cẩn thận đi trước mới là. Đại gia tiếp tục về phía trước mà đi, lần này đi thong thả, ước chừng đi qua nửa canh giờ, bọn họ phát hiện sương mù dày đặc như cũ,
phía trước 3 mét ở ngoài cái gì cũng nhìn không tới. Cũng không biết khoảng cách thứ 5 tinh la bàn còn có bao xa. Mai tỷ vừa đi vừa nói chuyện nói, xem ra lần này sương mù hẳn là vẫn luôn xỏ xuyên qua tới rồi tinh la bàn thượng. Hẳn là. Dương Nghị Vân gật đầu. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có nhìn đến có người nào. Nhưng cũng không kỳ quái, bản thân bọn họ mấy cái liền so người khác chậm nửa canh giờ mới xuất phát. Cũng may có huyền hoàng âm dương dù sau, đại gia không còn có bị sương mù dày đặc sợ ảnh hưởng tâm trí. Vẫn là tiếp tục đi, chậm liền chậm một chút, Dương Nghị Vân không thèm để ý, dù sao lần này khí linh cũng không có giả thiết một cái thời gian hạn chế, càng không có nói có cái gì thứ tự thượng thêm vào khen thưởng. Đào cũng không nóng nảy. Nói cách khác chỉ cần có thể đến thứ 5 tinh la bàn, mỗi người đều có khen thưởng, lần này thành lập cũng đặc thù, lại là có thể được đến một khối truyền tống lệnh, nếu là không được ở chỗ này đãi, nghĩ ra đi thời điểm, liền có thể sử dụng truyền tống lệnh tùy thời đi ra ngoài, tương đương nói đến thứ 5 tinh la bàn sau, có thể bảo đảm tánh mạng. Mặt khác còn nói có một đạo thánh đạo hiểu được, đây mới là trọng điểm. Dương Nghị Vân cũng coi trọng, hắn biết có lẽ đột phá hợp đạo 2 tầng cơ hội liền ở thánh đạo hiểu được thượng. Cho nên hắn đối với đến thứ 5 tinh la bàn cũng là chí tại tất đắc. Cùng Mai tỷ vừa đi vừa nói chuyện. Lại là tại hạ một khắc thời điểm, dị biến nổi lên. Tiểu Tâm, oanh, Mai tỷ cùng Dương Nghị Vân cơ hồ đồng thời mở miệng, cũng là ở cùng nháy mắt ra tay. Hai người đều ở trước tiên cảm nhận được phía trước có một cổ thật lớn năng lượng dao động đột kích. Dương Nghị Vân một tay thúc giục huyền hoàng âm dương dù bảo hộ đại gia, một cái tay khác vung lên mà ra. Cường đại khí phương pháp lực, bùng nổ mà đi. Mai tỷ đồng dạng đánh ra một trường, lại là hóa thành một cái kim sắc long chảo ấn ký. Ở một tiếng nổ vang chung, sương mù dày đặc tạc vỡ ra tới. Phía trước oanh kích ra 8-9 mễ khoảng cách tầm mắt, hai người lại là thấy được có người xuất hiện che ở bọn họ phía trước. Nhưng cũng chính là chợt lóe rồi biến mất, đối phương hiển nhiên là đối bọn họ đánh lén, một kích không thành, nhanh chóng rời đi. Chớp mắt liền biến mất ở sương mù dày đặc chung. Truy, Dương Nghị Vân cái này có chút phát hỏa. Đồng thời cũng biết khí linh trong miệng theo như lời chín đạo giao nhau tình huống rốt cuộc xuất hiện. Mà đánh lén bọn họ người, chỉ là hiện lên một cái bóng dáng, đối phương quá mức cảnh giác, đánh lén thất bại lập tức thoát đi, cũng chưa thấy rõ là người nào. Trực tiếp đuổi theo. Nếu không phải hắn có huyền hoàng âm dương dù ở, vừa rồi bị đánh lén dưới, nhất định phải có hại. Thật sự là làm hắn vừa kinh vừa giận. Vừa động chi gian, mọi người đều đi theo Dương Nghị Vân phía sau đuổi theo. Cùng phía trước thong thả bất đồng, lần này một chút nhanh hơn tốc độ. Nếu phía trước có người tồn tại, vậy thuyết minh là an toàn. Bọn họ cũng không sợ. Một đường đuổi theo đi, cư nhiên không có tung tích. Ước có mười mấy phút sau, Dương Nghị Vân tốc độ thả chậm xuống dưới. Làm sao vậy? Mai tỷ hỏi. Cảm giác không đúng, Dương Nghị Vân trầm tư, theo sau hỏi Mai tỷ nói, người có hay không cảm giác chúng ta có thể hay không là tại chỗ đảo quanh. Mai tỷ nghe hắn như vậy vừa nói, ngây ra một lúc, lắc đầu nói, không có đi, chúng ta vẫn luôn là thẳng tắp mà đi, không phát hiện tại chỗ chuyển động a. Không đúng, tính thời gian, hoặc là đối lập phía trước chúng ta đi qua vài đoạn lộ, lần này thời gian đủ dài, đều đủ hai lần đến tinh la bàn. Nhưng lần này chúng ta như là bị nhốt ở tinh la trên đường, lâu như vậy, như cũng không có cuối, còn có vừa rồi đánh lén, hiện tại ngẫm lại, tựa hồ cũng không giống như là những người khác, chợt lóe rồi biến mất, bóng dáng cũng chưa đuổi theo, này không phù hợp lẽ thường, như là cố ý vì này, nếu muốn biện pháp, đem này đó sương mù dày đặc xua tan nhìn xem mới được. Dương Nghị Vân muốn trầm ngâm nói, xua tan sương mù dày đặc sợ là không có khả năng đi, chúng ta phía trước đều thử qua. Này đó sương mù dày đặc hội tụ tốc độ thực mau, liền tính xua tan cũng không có gì trọng dụng, căn bản thấy không rõ lắm. Mai tỷ nói. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, các ngươi từ từ, ta bay lên trời cao đi xem một chút. Như vậy sao được, vượt quá 3 mét liền sẽ lâm vào hư không, không được quá nguy hiểm. Mai tỷ lập tức lắc đầu. Nhưng mà Dương Mỗ Nhân cười hắc hắc nói, ngươi quên ta có một chương hư không thay đổi phù sao. Ta chính là muốn siêu việt tinh la nói phạm vi tiến vào hư không nhìn xem tình huống như thế nào, như thế chúng ta mới có thể đi ra ngoài, sương mù dày đặc chung cái gì đều không rõ ràng lắm, còn có người đánh lén, khó lòng phòng bị, tổng không thể vẫn luôn đừng vây ở trong đó. Hư không thay đổi phù dùng mới có giá trị, hiện tại chính là thể hiện giá trị thời điểm, ta liền tính là lưu đầy trong hư không,
cũng có thể sử dụng hư không thay đổi phù trở lại tại chỗ, các ngươi tại chỗ chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Kia, hảo đi, ngươi cẩn thận. Mai tỷ nghe được Dương Nghị Vân nói hư không thay đổi phù sau, cũng an tâm, đến lúc đó quên mất Dương Nghị Vân phía trước thêm vào được đến hư không thay đổi phù. Thần chủ tiểu tâm, Đoạn Thân mới vừa nếu cũng giúp không được vội, lại là chỉ có phục tùng. Huyền Hoàng Âm Dương dù ngươi thao tác đi. Dương Nghị Vân đem Huyền Hoàng Âm Dương dù cho Mai tỷ. Theo sau trực tiếp nhảy dựng lên. Đương hắn thân thể bay vọt 3 mét cao lúc sau, bỗng nhiên một chút liền mất đi cân bằng, cảm giác thân thể như là lông chim giống nhau hướng về phía trước thổi đi, bốn phía hoàn toàn đã không có bất luận cái gì trọng lực, có loại sở hữu lực lượng không nhạy cảm giác. Hắn biết đã tiến vào trong hư không. Đảo cũng không nóng nảy, bởi vì trong tay hắn nhéo hư không thay đổi phù, tùy thời có thể phản hồi đến tại chỗ đi. Lúc này thân thể hắn chậm rãi lên không mà đi, dần dần cảm giác sương mù dày đặc thưa thớt lên, lại là tại hạ một khắc thấy được phía dưới là chuyện như thế nào, cùng hắn suy nghĩ giống nhau, quả nhiên có huyền cơ. Nhưng lần này hắn đánh cuộc chính xác. Dương Nghị Vân bay lên trời cao lúc sau, thật là chạy ra khỏi sương mù dày đặc ở ngoài, sau đó hắn thấy được phía dưới sương mù dày đặc cảnh tượng. Toàn bộ sương mù dày đặc ở bao phủ hình thành một cái thật lớn bát quái trận. Kể từ đó thật là chín điều tinh la nói đều là tương liên chồng lên ở bên nhau, nếu là không hiểu biết tình huống, căn bản đừng hướng đi ra ngoài, hiện tại mới biết được trách không được bọn họ đi rồi rất dài thời điểm, như cũ ở sương mù dày đặc bên trong. Trừ cái này ra, Dương Nghị Vân còn tưởng quan sát một chút nơi nào có người tồn tại, đáng tiếc sương mù dày đặc đặc thù căn bản là nhìn không tới, liền tính là Mai tỷ bọn họ mấy cái Dương Nghị Vân cũng là nhìn không tới. Cũng may hắn cùng Huyền Hoàng Âm Dương dù chi gian là có liên hệ cảm ứng, có thể chuẩn xác cảm nhận được ở địa phương nào. Làm rõ ràng sương mù dày đặc tình huống sau, đối với Dương Nghị Vân tới nói liền dễ làm. Bát quái trận trong mắt hắn chỉ là tầm thường bát quái trận pháp, cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là không biết nói, tất nhiên là sẽ bị vây ở bên trong, rõ ràng lúc sau là không khó. Dương Nghị Vân may mắn được đến một chương hư không chuyển hóa phù, lúc này xem như dùng tới. Chút nào không cần cứu mạng kém, hắn hiện tại lao tới rồi hư không phía trên liền làm minh bạch trận pháp, lại đi ra ngoài liền tương đối dễ dàng. Bởi vì hắn thấy được toàn cảnh. Đương nhiên hắn cũng không sốt ruột trở về, nếu tới phải hảo hảo quan sát, đem sinh môn tìm được, bảo đảm chuẩn xác không có lầm, mang theo đại gia đi ra ngoài. Toàn bộ bát quái trận hiện ra trong mắt hắn, chợt vừa thấy thời điểm đích xác không có gì đặc biệt, chính là đương chính hắn quan sát trong chốc lát. Lại là phát hiện chính mình vẫn là tưởng đơn giản. Vẫn là có điểm bất đồng. Cái gì bất đồng đâu? Chín điều đại đạo, xác thật hiện ra bát quái chi lộ, còn nhiều một cái đâu? Đi đâu vậy? Dương Nghị Vân không thấy được. Đây mới là trọng điểm. Dựa theo bát quái trận lý giải hắn suy đoán sinh môn thời điểm, cư nhiên phát hiện trong chốc lát không có sinh môn, một hồi nhi lại là có 8 đại sinh môn. Đây là tuyệt đối không bình thường. Biết hắn nghĩ tới chín điều đại đạo lúc sau, cuối cùng là đối thượng hào. Cái này trận pháp ẩn tàng rồi một cái nói. Nhìn qua là bát quái trận pháp, kỳ thật là một cái cửu cung cùng bát quái nhất thể trận pháp. Minh bát quái ấn cửu cung. 8-9 tương sinh tương khắc, hình thành một cái liên hoàn trận pháp. Kể từ đó, này đã có thể không phải tầm thường trận pháp. Yêu cầu hảo hảo nghiên cứu. Cũng may Dương Nghị Vân đối với trận pháp chi đạo cũng không xa lạ. Có thể nhìn ra tới trận pháp vận chuyển quỹ đạo, kỳ thật liền không khó phá trận. Liền giống như xem bệnh, có thể xác định bệnh tình, rồi sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, thuốc đến bệnh trừ. Giờ phút này Dương Nghị Vân xem như xác định bệnh tình, xác định đây là minh bát quái ấn cửu cung hỗ trợ lẫn nhau một minh một ám chồng lên cùng nhau trận pháp. Kế tiếp chính là đúng bệnh hốt thuốc, phá giải chi đạo, ở lúc sau đó là thuốc đến bệnh trừ, liền có thể tìm được sinh môn đi ra ngoài. Này yêu cầu một ít thời gian, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói, là có thể tiếp thu, hắn nhắm mắt lúc sau, bắt đầu ở trong đầu suy đoán dựng lên. Một canh giờ lúc sau, Dương Nghị Vân mở hai mắt, lẩm bẩm, thì ra là thế, trận pháp âm dương, đi ngược chiều chính là đi trước, lùi bước chính là đường ra, cuối cùng là tìm được rồi. Rốt cuộc xác định phá giải phương pháp, tìm được rồi chân chính sinh môn. Dương Nghị Vân giờ phút này chuẩn bị sử dụng hư không thay đổi phù đi xuống. Ở trên hư không trung hắn đích xác cảm thấy nghĩ mà sợ, tuy rằng không có bất luận cái gì lực lượng công kích, nhưng lại có cảm giác vô lực, bốn phía không có bất luận cái gì lực lượng tồn tại,
thân thể mất đi trọng lực như là một cái tro bụi phiêu phù ở vũ trụ mênh mông chung giống nhau thực bất lực, pháp lực vận chuyển không được, nhiều nhất chỉ có thể là hoạt động một chút tứ chi, nhưng không có bất luận cái gì mượn dùng lực lượng, hết thảy đều là phí công, đây là một loại thực tuyệt vọng cảm giác. Đích xác lưu đày hư không chẳng khác nào là tuyên án tử hình. Cũng may hắn có hư không thay đổi phù, có thể một lần nữa trở về. Đáng tiếc chỉ có một chương mà thôi, hiện tại cảm giác hư không thay đổi phù là thứ tốt. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bóp nát trong tay hư không thay đổi phù. Căn bản không cần dùng bao lớn lực, răng rắc một tiếng liền vỡ vụn. Ngay sau đó thần quang thoáng hiện, tức khắc hắn cảm giác một cổ nhu hòa năng lượng bao vây ở hắn toàn thân. Bỗng nhiên chi gian một cổ lôi kéo chi lực đem hắn thân thể như là túm một chút giống nhau, có một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Bất quá cũng gần là khoảnh khắc công phu liền biến mất. Vân tử, thần chủ, bên tai vang lên Mai tỷ đám người nói chuyện. Dương Nghị Vân định định thần phát hiện đã về tới Mai tỷ đám người bên người, trong lòng cảm thán hư không thay đổi phù quả nhiên dùng tốt. Ta không có việc gì. Dương Nghị Vân nhìn đến Mai tỷ mấy người lo lắng, cười cười trả lời. Tìm được biện pháp sao? Mai tỷ nhẹ nhàng thở ra hỏi, Dương Nghị Vân rời đi hơn một canh giờ, nàng tâm đều là treo, hiện tại rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Tìm được rồi, nơi này là cái Minh Bát Quái Ám Cửu Cung tạo thành trận pháp, nếu là không đi không chung xem một chút, chúng ta không biết còn phải bị vây bao lâu, hiện tại hảo, chúng ta đi thôi, thực mau là có thể đi ra ngoài. Dương Nghị Vân nói chuyện thời điểm là tràn ngập tự tin. Vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là lại không trở lại chúng ta đều phải nghĩ cách đi tìm ngươi. Mai tỷ nói. Này không phải không có việc gì sao, lần này thật đúng là ít nhiều có hư không thay đổi phù, nếu không thật đúng là khó nói, trong hư không nói lưu đày vẫn là nhẹ, nếu là lưu đày hư không quả thực chính là tuyên án tử hình, đại gia nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận mới là. Đối với hư không cảm thụ, Dương Nghị Vân là tràn đầy thể hội, nhịn không được công đạo đại gia. Mấy người đều gật đầu, tỏ vẻ biết. Kế tiếp Dương Nghị Vân từ Mai tỷ trong tay tiếp nhận huyền hoàng âm dương dù, rồi sau đó xoay người đường cũ phản hồi. Đoạn thân mới vừa nhìn không được nói, thần chủ chúng ta đây là phản hồi lộ. Vừa rồi hắn chính là bị sương mù dày đặc mê hoặc đi rồi phản hồi lộ, là Dương Nghị Vân đem hắn đánh thức, hiện tại Dương Nghị Vân lại là lại muốn phản hồi, cái này làm cho đoạn thân mới vừa trong lòng khó hiểu. Dương Nghị Vân cười cười nói, trận pháp chi đạo, âm dương giao hội, minh ám tương phụ. Có đôi khi lui bước chính là về phía trước, hảo, các ngươi theo vào ta liền hảo, ta mang đại gia đi ra ngoài. Thì ra là thế. Đoạn thân mới vừa gật đầu. Dương Nghị Vân dẫn đường trở về đi, nhưng hắn trong lòng lại là mặc niệm, 8-76-54-321. Trở về đi rồi 8 bước lúc sau dừng lại. Lúc này dừng lại địa phương, sương mù dày đặc tản ra, lại là bên trái biên xuất hiện một cái nói. Thật đúng là thần, vừa rồi đi tới thời điểm. Ta rõ ràng nhớ rõ nơi này không có lộ A Hùng Hoan nhìn không được ngạc nhiên. Dương Nghị Vân cười cười tiếp tục đi tới, mở miệng nói, trận pháp biết mắt thấy chưa chắc đối, cùng ta tới. Dương Nghị Vân chuyển biến bước lên bên trái con đường, lại là trong lòng mặc niệm, lần này là về phía trước đi rồi 9 bước lúc sau, lần thứ 2 dừng lại. Quả nhiên bên phải biên lại xuất hiện một cái nói. Như thế lui về phía sau đi tới, 7 lần lúc sau, Dương Nghị Vân nói. Kém cuối cùng một bước. Hắn trong đầu đã sớm suy đoán quá vô số lần, 8 lần lui bước 9 lần đi trước lúc sau, đó là sinh môn nơi, cũng liền hoàn toàn đi ra trận pháp. Hít sâu một hơi, về phía trước mà đi. 987-321. Trong lòng mặc niệm nước cờ tự, bước ra 9 bước. Oanh! Giờ phút này một tiếng nặng nề vang lên. Trước mắt sương mù dày đặc tứ tán mở ra. Trong tầm mắt xuất hiện một cái tinh la bàn. Ra tới, ha ha, thứ 5 tinh la bàn. Đoạn thân mới vừa nhìn không được nở nụ cười. Dương Nghị Vân cười cười cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết chính mình suy đoán không sai, quả nhiên nơi này là sinh môn nơi. Ra tới lúc sau chính là thứ 5 tinh la bàn. Bất quá cái này tinh la bàn lại là so với phía trước muốn lớn mấy chục lần nhiều, ước chừng có nửa cái sân bóng rổ đại. Đi, chúng ta đi lên. Dương Nghị Vân nói chuyện đi đầu bước lên thứ 5 tinh la bàn. Làm Dương Nghị Vân không tưởng một màn xuất hiện. Vốn dĩ đi, hắn cho rằng bọn họ là trước hết bước lên thứ 5 tinh la bàn người, nhưng ai ngờ đến, đường hắn bước lên tinh la bàn sau lại là phát hiện đã có người tồn tại. Gì còn có người so với chúng ta mau a? Đoạn thân mới vừa phát ra giật mình. Dương Nghị Vân xem qua đi,
có hai người, chính là Quang Minh Chư Thiên người, một cái là hợp đạo một tầng, một cái là hợp đạo hai tầng. Quang Minh Chư Thiên người ngay từ đầu là ba người, hiện tại dư lại hai người, có một người hắn nhìn đến tới rồi trong hư không, trên thực tế các thế lực lớn người một đường mà đến đều có tổn thất, có chút cũng liền dư lại một người mà thôi. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến Quang Minh Chư Thiên hai người, ở đoán trước ở ngoài, ngẫm lại cũng ở tình lý bên trong. Vì cái gì đâu? Hai cái nguyên nhân, thứ nhất Quang Minh Chư Thiên người ở trận pháp biết phi thường tinh vi, cho nên đệ nhất sóng bước lên thứ năm tinh la bàn. Cái thứ hai nguyên nhân là thực lực. Năm đại hợp đạo hai tầng cường giả, trong đó liền có Quang Minh Chư Thiên cường giả. Từ lúc bắt đầu, năm đại hai tầng cường giả chung, chỉ có Cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh hai người biểu hiện thực phong tao, hơn nữa là nơi trốn ở nổi bật, đáng tiếc chính là bọn họ hai người trước sau bị chính mình áp chế, một đường đi tới đệ nhất, tất cả đều là hắn Dương Nghị Vân ôm đồm. Trừ bỏ Cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh hai người, dư lại ba cái hợp đạo hai tầng cường giả, biểu hiện thường thường, nhưng ở mỗi một quan thượng cũng không có tụt lại phía sau. Hoặc là Dương Nghị Vân lý giải là, nhân ra mặt khác ba người là lựa chọn điệu thấp, lại hoặc là ở phía trước mấy quan thời điểm, từng người lực lượng cũng không thích hợp làm nổi bật, mà lúc này Quang Minh Chư Thiên cường giả, có thể cái thứ nhất bước lên thứ năm tinh la bàn, chỉ có thể thuyết minh nhân ra ở trận pháp chi đạo thượng rất có năng lực, lại nói tốt xấu là vị không nhiều hợp đạo hai tầng cường giả, có thể xuất hiện ở chỗ này cũng ở tình lý bên trong, cũng không kỳ quái. Chỉ là hiện tại có cái vấn đề lớn bãi ở Dương Nghị Vân trước mặt. Đó chính là hắn cùng Quang Minh Chư Thiên chính là đối địch, bởi vì hắn chém giết Quang Minh Chư Thiên những cái đó thiên đạo đệ tử, bất quá cũng là bất đắc dĩ, hắn sở chém giết thiên đạo quy tắc thế lực đều là trêu chọc hắn thế lực, lúc trước Quang Minh Chư Thiên những cái đó thiên đạo quy tắc đệ tử cũng không ngoại lệ. Hiện tại chính là đụng phải cùng nhau, thứ năm tinh la bàn, là một cái tổng kết nơi, đã không có chín đại tinh la bàn đem mọi người tách ra, mà là ở thứ năm tinh la bàn thời điểm, trực tiếp xuất hiện thật lớn hào tinh la bàn. Biểu hiện là làm tất cả mọi người muốn hội tụ ở đầy đất. Dương Nghị Vân ý bảo đại gia cẩn thận, nếu là đối phương muốn động thủ, vậy đến đây đi, hắn sẽ không lùi bước. Ở Dương Nghị Vân bước lên thứ năm tinh la bàn thời điểm, xa ở mặt đối lập một góc đả tọa điều dưỡng Quang Minh Chư Thiên hai đại hợp đạo cũng ở trước tiên phát hiện Dương Nghị Vân đám người. Sư huynh là Dương Nghị Vân kia tiểu tử, hắn đem chúng ta Quang Minh Chư Thiên những cái đó tiến vào chúng thần vực thế giới thiên đạo quy tắc đệ tử tất cả đều giết sạch rồi. Có phải hay không sát Dương Nghị Vân cấp chúng đệ tử báo thù? Người nói chuyện kêu Nguyệt Vân Đằng, hắn hỏi chính là sư huynh Nguyệt Cự Khuyết, bọn họ hai người chính là Quang Mang Chư Thiên gia chúa tể ở ngoài chân chính trí cường giả. Đương nhiên lời này là truyền âm nói, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được, Dương Nghị Vân đám người là nghe không được. Nguyệt Cự Khuyết chính là sư huynh, Nguyệt Vân Đằng là sư đệ. Nguyệt Cự Khuyết như là xem ngốc tử giống nhau nhìn sư đệ Nguyệt Vân Đằng nói, báo thù. Người đi à? Ách, sư huynh nói đùa, Dương Nghị Vân kia tiểu tử một hàng chính là ước chừng sáu đại hợp đạo một tầng, một mình ta như thế nào là đối thủ, ta ý tứ là sư huynh ngươi là hợp đạo hai tầng cường giả, người ta liên thủ, tất nhiên có thể chém giết Dương Nghị Vân đám người, cho ta Quang Minh Chư Thiên những cái đó đệ tử báo thù, thuận tiện đoạt Dương Nghị Vân trong tay kia đem thánh khí chẳng phải là. Nguyệt Vân Đằng câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là nói không được nữa. Bởi vì hắn cảm nhận được sư huynh trên người phát ra sát khí. Câu nói kế tiếp sốt cuộc nói không được nữa. Nguyệt Cự Khuyết trắng chính mình sư đệ liếc mắt một cái, nhịn không được toát ra ngươi là ngốc tử, vẫn luôn là, cái này sư đệ cũng không biết có phải hay không ngốc người có ngốc phúc, đầu trước nay đều là một cây kinh, tưởng cái gì chính là cái gì, thật biết là như thế nào tu luyện cho tới bây giờ tu vi, ai có lẽ đây là một cây gân chỗ tốt đi, tưởng sự tình vĩnh viễn trực lai trực vãng đơn giản. Cũng đúng là như vậy ngược lại thiếu rất nhiều tạp niệm, tu luyện thượng chiếm cứ ưu thế. Trong lòng thở dài về thở dài, nhưng nên dặn dò sự, còn phải muốn dặn dò a, nếu không không chừng khi nào liền chuyện xấu. Nguyệt Cự Khuyết truyền âm hừ lạnh nói, hừ, ngươi cái khở hóa a, tưởng sự tình có được đều như vậy, cũng không nhiều tự hỏi, liền biết trực lai trực vãng, ngươi cho rằng kia Dương Nghị Vân như vậy dễ đối phó không thành. Nguyệt Vân Đằng nghe sư huynh truyền âm. Tựa hồ đối Dương Nghị Vân còn có kiêng kỵ, trong lòng liền có chút không phục nói, sư huynh cần gì chướng người khác uy phong a? Hắn Dương Nghị Vân bên người tuy rằng còn có năm đại hợp đạo, nhưng bao gồm Dương Nghị Vân đều là hợp đạo một tầng tu vi mà thôi, sư huynh ngươi là hợp đạo hai tầng hơn nữa vẫn là mau viên mãn hai tầng tu vi, phía trước dùng thánh quả lúc sau, liền kém một bước liền có thể đột phá đến hợp đạo ba tầng, sư đệ ta cũng luyện hóa thánh quả sau,
tu vi đạt tới hợp đạo một tầng đỉnh, hơn nữa chúng ta quang minh chư thiên độc môn trận pháp chi đạo, chẳng lẽ còn diệt không được hắn Dương Nghị Vân một cái mới vừa tấn chức không bao lâu tiểu bối không thành a? Này một ít lời nói nghe được Nguyệt Cự Khuyết là thẳng trợn trắng mắt, truyền âm quát lớn nói, khờ hóa, người cũng không nghĩ, Dương Nghị Vân kia tiểu tử tu luyện có bao nhiêu mau. Hắn tiến vào chúng thần vực thời điểm, còn gần là thiên đạo quy tắc 5 tầng đi, lúc này mới bao lâu, đã đột phá tới rồi hợp đạo một tầng, con thứ là có đại khí vận hạng người, chọc không được biết sao. Đây là hiện tại chọc không được, xa không nói, liền nói tại đây hư không thiên đế bản chung, hắn một đường mà đến đều là đệ nhất thứ tự, đây là cái gì? Đây là khí vận cũng là thực lực, đại khí vận hạng người đại đạo chiếu cố, người cùng đại đạo đối kháng, có thể được hảo mới là lạ. Nói nữa, liền tính Dương Nghị Vân cùng hắn bên người mấy người đều là hợp đạo một tầng, nhưng người ta thêm lên cũng là 7 người, trong đó còn có một cái ta cũng chưa tự tin tồn tại, người dám đi trêu chọc. Không đúng a sư huynh, hơn nữa Dương Nghị Vân bọn họ tổng cộng mới 6 người, kia có 7 người. Nguyệt Vân đằng nghe sư huynh nói 7 người, tức khắc liền phản bác. Ha ha, người cái khở hóa, liền điểm này sức quan sát, bị người âm chết cũng không biết chết như thế nào a ngươi. Nguyệt Cự Khuyết mắng một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, người thả xem Dương Nghị Vân cổ sau nằm bò chính là cái gì. Cái gì, Nguyệt Vân đằng cũng hoặc là nhìn lại, ngay sau đó cả người chấn động nói, oa nha, ta như thế nào thiếu chút nữa quên huyết anh. Đối với huyết anh, Nguyệt Vân đằng tuy rằng khờ, nhưng vẫn là biết đến, bởi vì lúc trước huyết anh xuất thế thời điểm, toàn bộ chúng thần vực thế giới đều vì này chấn động, thiên địa có cảm, kia sợi huyết sát chi khí thật sự là phi thường dọa người. Sau lại bọn họ biết, cửu Lê Tia, a đám người ra đi tìm Dương Nghị Vân phiền toái, muốn cướp đoạt huyết anh. Kết quả lại là cửu Lê Tia, A cùng hư sơ hai người trọng thương chạy thoát trở về, quỷ thần giới một người hợp đạo một tầng cường giả trực tiếp bị huyết anh cấp hóa thành người làm. Lại sau lại bọn họ còn biết thiên tộc ngũ hành gia tộc năm đại cường giả đi một lần, kết quả đồng dạng là bị huyết anh xử lý kim loại tính một người, còn lại 4 người dọa phá gan. Huyết anh có thể nháy mắt hạ gục hợp đạo một tầng, có thể bị thương nặng cửu Lê Tia, A kia chờ hợp đạo 2 tầng cường giả, đủ để thuyết minh huyết anh đáng sợ. Dương Nghị Vân bên người có huyết anh ở, thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khờ hóa hiện tại có biết sao? Nguyệt Cự Khuyết nói. Ai, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Dương Nghị Vân kia tiểu tử sao? Nguyệt Vân đằng không cam lòng nói. Lúc này Nguyệt Cự Khuyết nheo lại mắt truyền âm nói, ít nhất hiện tại không phải thời cơ, kỳ thật không riêng gì chúng ta, có rất nhiều người muốn thu thập Dương Nghị Vân kia tiểu tử, cướp đoạt huyết anh, nhưng hiện tại không phải thời điểm, ở trên hư không thiên đế bản chung. Tất cả mọi người đối mặt chính là không biết kết quả, tự nhiên không thể tìm Dương Nghị Vân liều mạng, có lẽ chờ đến sấm quan đến hậu kỳ, được đến chí bảo nhiều một ít, lại có lẽ tu vi lại tiến thêm một bước, đến lúc đó chính là Dương Nghị Vân kia tiểu tử ngày chết. Đến nỗi hiện tại, người cho ta nghe hảo chỉ cần Dương Nghị Vân bọn họ không chủ động trêu chọc chúng ta liền bảo trì khoảng cách, không đi trêu chọc hắn, chờ đợi thời cơ đó là, trước mắt trọng điểm là tại đây hư không thiên đế bản chung có điều hoạch. Người ta nếu có thể đột phá một bước, sát một cái Dương Nghị Vân diệt một cái huyết anh đến lúc đó tự nhiên liền không phải vấn đề. Còn có từ giờ trở đi, không chỉ có không thể với Dương Nghị Vân là địch, ngược lại phải có ý tốt hơn mới là, kế tiếp sự, sư huynh ta đều có tính toán, ngươi liền làm tốt ngươi cộc lốc liền hảo, đừng cho ta tìm việc, có nghe hay không? A, ngươi còn muốn giao hảo kia tiểu tử, vì cái gì a sư huynh, một cái huyết anh không đến mức làm ngươi dọa phá gan đi. Tuy rằng huyết anh đích xác cổ quái, khá vậy không tới vô địch nông nỗi thật muốn đua khởi mệnh tới, cũng không phải diệt không xong huyết anh đi, ngươi liền như vậy sợ huyết anh, muốn đi tốt hơn Dương Nghị Vân, đến lúc đó làm những người khác thấy thế nào chúng ta a? Nguyệt Vân đằng không cao hứng. Khờ hóa ngươi biết cái gì, Dương Nghị Vân kia tiểu tử một đường đi tới, nơi trốn chiếm cứ thiên cơ, tất nhiên có đặc thù địa phương tại đây hư không thiên đế bản hành tẩu, chúng ta nếu là cùng hắn giao hảo, đến lúc đó cũng có thể cọ điểm hắn khí vật. Chín đại quan, một quan khổ sở một quan, nhưng hiện tại xem ra mỗi một quan thông qua, đều có đối chúng ta cái này trình tự thật lớn khen thưởng, so sánh với thù hận, trước mắt ích lợi mới là trọng điểm, sống lâu mới là cường giả, hiểu không? Nguyệt Cự Khuyết có chút bá đạo, trong lời nói tràn ngập nghiêm khắc. A, sư huynh ta đã hiểu, ngươi là muốn lợi dụng Dương Nghị Vân kia tiểu tử a, hành đi, ta nghe ngươi phân phó đó là, sẽ không trêu chọc hắn. Nguyệt Vân đằng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nguyệt Cự Khuyết đối cái này khờ hóa sư đệ là thực vô ngữ, nhưng chỉ cần hắn không chọc phiền toái là được.
lúc sau hắn nhìn đến Dương Nghị Vân ở đánh giá bọn họ hai người, Nguyệt Cự Khuyết cũng xem qua đi, đối mặt Dương Nghị Vân ánh mắt, Nguyệt Cự Khuyết chuẩn bị chủ động một chút. Ngay sau đó đứng dậy, đối với Dương Nghị Vân phủ phiếm lễ nói, tại hạ Quang Minh Chư Thiên Nguyệt Cự Khuyết, đây là ta sư đệ Nguyệt Vân Đằng, chúc mừng Dương đạo hữu thuận lợi đến Tinh La Bàn. Dương Nghị Vân một ít ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn dặn dò đại gia tiểu tâm Quang Minh Chư Thiên người báo thù tìm phiền toái, ai biết nhân ra ngay sau đó liền đối chính mình kỳ hảo. Đây là cái gì thao tác? Dựa theo bình thường kịch bản, không nên là hai bên kẻ thù gặp mặt chia làm đỏ mắt sao? Như thế nào còn tự báo ra môn, khách khách khí khí chào hỏi, thoạt nhìn không hề có muốn trở mặt ý tứ không nói, Dương Nghị Vân thậm chí cảm giác được, cái này kêu Nguyệt Cự Khuyết Quang Minh Chư Thiên hợp đạo hai tầng cường giả, đây là cố ý đối chính mình kỳ hảo đâu. Phải biết rằng gia hỏa này chính là hợp đạo hai tầng cường giả a. Hắn muốn làm gì? Đệ nhất cảm giác Dương Nghị Vân liền cảm thấy sự ra lẽ thường tất có yêu. Nheo lại mắt thấy qua đi, đối với Nguyệt Cự Khuyết cũng là có lệ ôm quyền nói, nguyên lai là Nguyệt đạo hữu, nhưng thật ra thất kính a. Dương mẫu nhân căn bản liền không tính toán giới thiệu chính hắn, bởi vì hắn biết, đối phương khẳng định biết chính mình tin tức. Hắn không nghĩ đem nghi hoặc đè ở trong lòng, lại là chuẩn bị trường đao thẳng vào, không đợi Nguyệt Cự Khuyết nói chuyện, Dương mẫu nhân liền lại là một câu nhảy ra tới, hơn nữa là thực mẫn cảm một câu. Nguyệt đạo hữu a, ta giết qua các ngươi Quang Minh Chư Thiên đệ tử, ngươi vì sao phải đối ta như thế khách khí, cái này làm cho ta thực không được tự nhiên a. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh a. Ngay cả Mai tỷ đám người cũng đều không nghĩ tới Dương mẫu nhân cư nhiên như thế gọn gàng dứt khoát. Mai tỷ đều có chút sốt ruột, người này không phải tự tìm phiền toái sao? Làm trò nhân ra mặt nói ra, ta giết qua các ngươi Quang Minh Chư Thiên đệ tử, cái này làm cho Nguyệt Cự Khuyết sao mà chịu nổi. Nguyệt Vân Đằng sau khi nghe được cũng là một trận khí phát run, quá kiêu ngạo, tiểu tử này quá kiêu ngạo a. Sau đó là mọi người đều không nghĩ tới chính là, Nguyệt Cự Khuyết phản ứng. Ha ha, Dương đạo hữu nói đùa, nếu tiến vào này chúng thần vực thế giới, đó chính là sinh tử có mệnh, đây là quy củ, không có ai quái được ai, chỉ có thể nói kỹ không bằng người, nếu là thật sự ta muốn đi cấp mọi người báo thù, đi trông giữ ta Quang Minh Chư Thiên mỗi một cái đệ tử môn đồ, vì bọn họ thao toái tâm đi, ta đây liền nhưng đừng nghĩ đi đến hiện tại. Ta biết Dương đạo hữu muốn nói cái gì, nhưng mà Nguyệt mẫu thái độ thực minh xác, sẽ không vì mấy cái không nên thân phía sau lưng đi thao cái gì tâm, nói ta chờ cái này trình tự, nếu là còn không bỏ xuống được nhìn không thấu bực này sự, cũng liền không có gì đạo tâm đáng nói, ta chỗ hướng chính là đại đạo. Nguyệt Cự Khuyết lời lẽ chính đáng hiên ngang lẫm liệt lời này nhìn Dương Nghị Vân nói ra. Thực sự làm ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, hoặc là nói kiến thức tới rồi cái gì là rộng lượng, cùng lòng dạ. Liền tính là Dương Nghị Vân nghe cũng là ngẩn người, nghe một chút nhân gia này một phen lời nói, trách không được nhân gia có thể là hợp đạo hai tầng cường giả đâu. Này phân đại khí cùng tầm mắt liền xứng đôi hợp đạo hai tầng tu vi. Mặc kệ đối phương lời nói, vài phần thật vài phần giả, Dương Nghị Vân đều cho một cái tán. Đương nhiên hắn biết có chút lời nói, nghe một chút liền hảo, không thể coi là thật, nếu là thật sự kia mới là ngốc tử. Bất quá nếu Nguyệt Cự Khuyết nói như vậy, kia hắn cũng sẽ không ở đi trêu chọc. Hắn vừa rồi cố ý như vậy nói, chính là muốn nhìn một chút Quang Minh Chư Thiên này hai đại cường giả có thể hay không động thủ, hiện giờ xem ra tạm thời là sẽ không cùng bọn họ động thủ. Nếu đối phương không tay, vậy là tốt rồi làm. Hắn biết ít nhất hiện tại sẽ không. Dương Nghị Vân nhìn Nguyệt Cự Khuyết nở nụ cười nói, như thế đó là không thể tốt hơn, tại đây hư không thiên đế bản chung, Dương mỗ cũng là sẽ không cùng Nguyệt đạo hữu có cái gì hiểu lầm. Hai người đều biểu đạt một cái ý tứ, không dậy nổi xung đột. Mặc kệ là vừa mới Nguyệt Cự Khuyết nói một đại đoạn, vẫn là Dương Nghị Vân giờ phút này đơn giản một câu, này mục đích đều là một câu, ta không muốn cùng ngươi có xung đột. Dương Nghị Vân một câu ha ra tới, Nguyệt Cự Khuyết tức khắc liền cười, cách thật xa đối Dương Nghị Vân ôm quyền khăng khăng, rồi sau đó lại lần nữa nhập tòa. Trong lòng lại là cảm thán nói, quả thật là cái người thông minh a. Dương Nghị Vân cũng làm đại gia ngồi xuống tu dưỡng. Hiện tại thoạt nhìn, là phải chờ đợi. Chín tinh la bàn hiện giờ tới rồi thứ năm quan, thứ năm đại tinh la bàn thời điểm, hội tụ thành một cái thật lớn tinh la bàn, nghĩ đến ở tiếp theo là có biến hóa lớn. Giờ phút này Quang Minh Chư Thiên Nguyệt Cự Khuyết cùng Nguyệt Vân Đằng hai người đệ nhất sóng, mấy người bọn họ đệ nhị sóng. Mười mấy gia thế lực hợp đạo cường giả, còn kém xa,
lúc này đây thời gian không hạn chế, cũng không biết khi nào mới có thể mở ra tiếp theo quan. Thứ năm tinh la bàn thượng không có xuất hiện đi trước tiếp theo quan tinh la nói, này chỉ có thể thuyết minh mở ra tiếp theo quan, phải chờ tới mọi người đến đông đủ mới được. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng một chút, sương mù dày đặc cũng không có cái gì ghê gớm, trọng điểm là bát quái cửu cung trận, này một quan ngược lại không có gì nguy hiểm, chính là một cái mê cung, Dương Nghị Vân nghĩ đến khả năng đều có thể đi ra, tốt xấu đều là hợp đạo cấp bậc cường giả, nếu là bực này trận pháp đều phá giải không khai, liền tu luyện uổng phí. Liền xem thời gian chiều dài vấn đề. Quang Minh Chư Thiên Nguyệt Cự Khuyết cùng Nguyệt Vân Đằng thực hiển nhiên là trận pháp đại gia, như thế đạt được đệ nhất. Hắn còn lại là trong tay có Huyền Hoàng Âm Dương, dù hơn nữa hao phí mất hư không thay đổi phù như thế tính nhẹ nhàng quá quan, đạt được đệ nhị thứ tự. Đến nỗi những người khác đánh giá khả năng phải đợi chờ một đoạn thời gian, bất quá Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ đi. Vừa lúc ở nơi này tu luyện hảo hảo củng cố một chút tu vi, hắn khoảng cách hợp đạo hai tầng cũng không xa. Hai viên thánh quả tu luyện tu vi thực lực là tăng trưởng một mảng lớn. Mai tỷ thoạt nhìn phải đợi một đoạn thời gian, đại gia ở tu luyện đi. Dương Nghị Vân đối Mai tỷ mấy người nói. Vừa lúc ta cũng củng cố một chút tu vi, phía trước dùng một viên thánh quả tác dụng vẫn là rất lớn. Mai tỷ nói. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, phía trước tu luyện mọi người đều không tồi. Tuy rằng bọn họ mấy cái đều là một viên thánh quả, nhưng thật là tu vi tăng trưởng một ít. Nếu thương nghị một phen, Hùng Hoan lưu lại hộ pháp, thay phiên đã tu luyện đi. Tới gần hiện tại là một cái tinh la bàn, không nói đến nơi xa có Quang Minh Chư Thiên hai đại cường giả, kế tiếp tất nhiên còn có những người khác sẽ bước lên tinh la bàn, tiểu tâm một chút luôn là không sai. Như thế đại gia tiến vào tu luyện trạng thái. Dương Nghị Vân nội coi chính mình thần hạch đạo chủng trong vòng tình huống, khí loại trong vòng pháp lực gia tăng rồi gấp 2, 10 đại đạo thụ tổng thể tăng trưởng tới rồi 300 mễ độ cao. Pháp lực xem như so với phía trước tăng trưởng gấp 3. Tu vi tiến giai chính là hợp đạo một tầng đỉnh, liền kém một bước xa hắn sẽ bước vào hợp đạo hai tầng đi. Một phen tu luyện nếm thử đánh sâu vào, đáng tiếc không có tác dụng gì. Tới rồi hiện tại cái này giai đoạn, hiểu được cùng năng lượng đều là yêu cầu. Mà năng lượng trình tự chính là thánh quả bực này trình tự hoặc là nói là khí chi lực. Một phen tu luyện tuy rằng không có đột phá nhưng lại là làm tu vi củng cố ở hợp đạo một tầng đỉnh, tiếp được Dương Nghị Vân rèn luyện một phen Huyền Hoàng Âm Dương Dù, cái này thánh khí ở chỗ này phát huy ra tác dụng rất lớn, hắn hiện tại phi thường coi trọng, ở tiếp theo lộ, tất nhiên là càng thêm nguy hiểm, có Huyền Hoàng Âm Dương tán ở tất nhiên là chính mình đại trợ lực. Còn có Hỗn Độn Trung Dương Nghị Vân cũng chuẩn bị rèn luyện, cứ việc Hỗn Độn Trung tựa hồ tác dụng ít đi một chút. Nhưng hắn trước sau làm người hỗn độn trung cấp bậc muốn so Huyền Hoàng Âm Dương dù cao một bậc. Mặc kệ bất luận cái gì pháp lực, thường xuyên rèn luyện dựng dưỡng là không thiếu được, rèn luyện tẩm bổ có thể gia tăng cùng pháp lực chi gian phù hợp độ, do đó phát ra đi pháp khí lớn hơn nữa uy lực tới. Chờ Huyền Hoàng Âm Dương dù cùng hỗn độn trung rèn luyện hoàn thành lúc sau, Dương Nghị Vân đối hai kiện pháp khí cảm giác lực tiếp tục gia tăng gấp đôi, đặc biệt là hỗn độn trung đây là trước kia không có. Lần này hỗn độn trung rèn luyện, làm hắn cảm nhận được hỗn độn trung uy lực còn có thể lần thứ hai tăng trưởng, rèn luyện dưới là tinh, là uy lực bày ra, là thực lực tăng lên, là đối pháp khí khống chế cùng hiểu biết. Hỗn độn trung chín đạo khắc văn, kỳ thật càng là nào đó cao giai đại đạo chi lực, trải qua lần này rèn luyện Dương Nghị Vân xem như hiểu biết một tầng. Hoàn thành rèn luyện lúc sau, Dương Nghị Vân thu công. Mở hai mắt lúc sau, hắn thấy được Hùng Hoan toàn thân căng chặt che ở bọn họ trước mặt. Giờ phút này Dương Nghị Vân xem qua đi, lại là phát hiện tinh la bàn thượng nhiều ba người. Vẫn là lão người quen A. Cửu Lê Ti A cùng hắn sư đệ, một cái khác là Cơ Vô Mệnh. Này ba người xem như ở bọn họ lúc sau bước lên tinh la bàn, cũng ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Cũng khó trách Hùng Hoan sẽ toàn thân căng chặt lên. Hoan Nhi chúng ta tu luyện bao lâu? Dương Nghị Vân đứng dậy sau hỏi Hùng Hoan. 10 ngày thời gian Vân đại ca. Hùng Hoan buột miệng thốt ra nhìn đến Dương Nghị Vân tu luyện kết thúc, nàng nhẹ nhàng thở ra, phía trước Cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh ba người trước sau chờ thượng tinh la bàn thời điểm, nghĩ bên này nhìn rất nhiều lần, nàng trong lòng nhưng khẩn trương, cấp mọi người hộ pháp áp lực là không nhỏ, lúc này rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Đi nghỉ ngơi đi, ta tới nhìn chằm chằm đó là. Dương Nghị Vân cười cười vỗ vỗ Hùng Hoan bả vai. Nga, tốt Hùng Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi ở Dương Nghị Vân phía sau bắt đầu tu dưỡng.
Mai tỷ cùng Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng bốn người cũng còn ở tu luyện trạng thái, đảo cũng không nóng nảy. Đến nỗi tọa lạc ở mặt khác hai cái góc Cửu Lê Tia, A cùng Cơ Vô Mệnh ba người, cũng ở đả tọa trạng thái, Dương Nghị Vân tỉnh lại thời điểm, Cửu Lê Tia, A cùng Cơ Vô Mệnh trước sau nheo lại mắt đánh giá Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó có nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ không tính toán lại đây vung tay đánh nhau. Kỳ thật nói thật lúc này Dương Mẫu Nhân ngược lại hy vọng đánh một trận, đáng tiếc bọn họ chỉ là ngắm hắn liếc mắt một cái sau, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cái này làm cho Dương Nghị Vân thực bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không có việc gì tìm việc, qua đi cùng Cửu Lê Tia, A bọn họ đấu. Nơi này hiện tại là hư không thiên đế bản thế giới, nói cách khác là khí linh tinh la địa bàn, hắn nhưng không nghĩ đem khí linh tinh la cấp chọc mao. Bên kia quang minh chư thiên nguyệt cự khuyết cùng Nguyệt Vân đằng như cũ tại chỗ dưỡng thần chung, thoạt nhìn mọi người đều đối khí linh tinh la là có kiêng kỵ, ai cũng không nghĩ chọc phiền toái, hoặc là nói đều không ngu ngốc. Lúc này vẫn là ngoan ngoãn ở tinh la bàn thượng đả tọa tu luyện dưỡng thần, chờ đến nhân viên đến đông đủ, mở ra tiếp theo quan, hoặc là nói chờ khen thưởng càng thêm ổn thỏa. Dương Nghị Vân cũng ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm phía trước, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lần này sẽ không ở tu luyện nhập định. Vẫn là đối Cửu Lê Tia, A những người đó không yên tâm. Thời gian từng ngày qua đi, trong vòng 3 ngày, Sivu nhất tộc, thần nông thị chờ hai đại hợp đạo hai tầng cường giả từng người mang theo một người bước lên tinh la bàn. Đến tận đây năm đại hợp đạo hai tầng cường giả toàn bộ đến đông đủ. Nhưng là còn có những người khác không tới. Đại gia bước lên tinh la bàn sau, không có người trêu chọc ai tình huống xuất hiện, đều tự tìm địa phương khoanh chân mà ngồi tu luyện dưỡng thần, trong lúc nhất thời đều thực an tĩnh. Như thế chờ chung, 3 tháng sau, rốt cuộc tất cả mọi người đến đông đủ, bước lên thứ 5 tinh la bàn. Cùng Dương Nghị Vân trong tưởng tượng giống nhau, tuy rằng thời gian trường, nhưng không có một người tụt lại phía sau, tất cả đều tồn tại, đều đi ra trận pháp sương mù dày đặc. Trước sau tính lên, thời gian trôi qua hơn 4 tháng. Ngày này, khí linh tinh la thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi trở bước lên thứ 5 tinh la bàn. Hiện tại là cho các ngươi khen thưởng lúc. Lời này một chỗ, tất cả mọi người phong tỉnh lại, đứng lên sau, tràn ngập mặt khác nhìn về phía chân trời, lúc này đây khen thưởng đại gia chính là chờ mong như cũ. Phía trước liền nói quá, đến thứ 5 tinh la bàn sau, mỗi người đều có thể đạt được một khối truyền tống lệnh, đến lúc đó tùy thời có thể khởi động từ nơi này đi ra ngoài, tương đương là nhiều một mạng không phải. Nếu là nguy cơ thời điểm, trực tiếp sử dụng truyền tống lệnh vậy có thể từ hư không thiên đế bàn này một phương thiên địa đi ra ngoài. Tiếp theo một cái khác khen thưởng còn lại là thánh đạo hiểu được. Đây mới là tất cả mọi người chờ mong. Một đạo thánh đạo hiểu được, có lẽ chính là làm đại gia đột phá cơ hội. Tới chúng thần vực thế giới vì cái gì? Không chỉ có là vì tăng lên thực lực tìm kiếm đột phá tu vi cơ duyên sao? Hiện tại còn lại là rốt cuộc có thực chất tính khen thưởng. Thật sự là không dễ dàng. Lần này không có gì thứ tự, mọi người đều có phân. Dương Nghị Vân là vui mừng nhất, bởi vì hắn bên người nhiều, mỗi người có phân, đến lúc đó Mai tỷ mấy người đều có đột phá cơ hội, ngẫm lại đều kích động, thế lực khác người thêm lên mới 18 người. Hiện tại ngược lại là hắn một nhà độc đại cục diện. Đích xác Dương Nghị Vân tình huống hiện tại có thể dùng người đông thế mạnh tới hình dung, điểm này mặc kệ là hắn ý thức được, thế lực khác người cũng đều thấy được, càng là nghĩ tới lúc sau vấn đề. Nếu lần này Dương Nghị Vân cùng hắn thủ hạ mỗi người đều được đến một đạo thánh đạo hiểu được chi lực, đến lúc đó bọn họ nếu đột phá, sẽ là sở hữu thế lực chung mạnh nhất một phương. Dương Nghị Vân đối này không có gì sợ quá, nhưng cũng không có đến tự đại nông nỗi. Có thể không hề nơi này là địch liền không vì địch, tới gần bọn họ mấy cái tương đối đặc thù, nhưng đừng đến lúc đó khiến cho công phẫn, đương mọi người liên hợp mặt khác đối phó bọn họ thời điểm, nhân số thượng ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Khí linh tinh la thanh âm tiếp tục vang lên nói, ngươi chờ tiếp truyền tống lệnh. Thanh âm la so với tế mỗi người trước người thần quang lập lòe, xuất hiện một khối ngân bạch lăng lớn nhỏ như bàn tay giống nhau lệnh bài, ngọc cũng không phải ngọc tài chất, mỗi người duỗi tay nắm, lại là có điểm xúc tua lạnh lẽo. Ngay sau đó khí linh tinh la thanh âm lại lần nữa nói, truyền tống lệnh từ giờ trở đi, liền có thể sử dụng, ngươi giống như là nghĩ ra đi, trực tiếp thúc giục truyền tống lệnh là có thể rời đi hư không thiên đế bản thế giới. Đương nhiên cũng có thể ở các ngươi cho rằng nhất yêu cầu sử dụng thời điểm sử dụng truyền tống phù, điểm này không có cứng nhắc yêu cầu. Kế tiếp ngươi chờ mỗi người sẽ được đến một đạo tỉnh đạo ấn nhớ, đây là thánh đạo chi lực, cũng là thánh đạo hiểu được,
này chờ lực lượng đối ngươi trở tới nói chính là đại tạo hóa, có thể hay không có điều thành tựu liền xem ngươi trở cá nhân cơ duyên. Ở khí linh tinh lạc dứt lời hết sức, phía chân trời phía trên giáng xuống từng đạo thần quang ngay lập tức chi gian liền đến mọi người chán trong nháy mắt từ đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào thân thể. Mỗi người trên người đều có một đạo. Dương Nghị Vân cảm thụ chung này nào đó cùng khí chi lực không sai biệt nhiều năng lượng, là lực lượng cũng là một loại hiểu được chi lực. Đích xác như khí linh tinh la lời nói, này một đạo lực lượng có thể gia tăng tu vi. Đương nhiên chân chính có thể hay không đột phá còn phải dựa tự thân thiên phú ngộ tính. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, lúc này đây lại là có thể trở thành hắn đột phá cơ hội, phía trước bản thân dùng hai viên thánh quả, hắn tu vi liền đạt tới hợp đạo một tầng đỉnh nông nỗi. Lúc này này một đạo thánh đạo chi lực tiến vào trong cơ thể, vận chuyển công pháp dựng lên, Dương Nghị Vân liền rõ ràng cảm nhận được cường đại đánh sâu vào chi lực. Gần một cái đại chu thiên lúc sau, Dương Nghị Vân trong cơ thể liền phát ra một tiếng nổ vang. Lại là đột phá bước vào hợp đạo hai tầng cảnh giới. Cứ việc ở trong dữ liệu, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hợp đạo hai tầng tu vi, này cũng không phải là ai đều có thể bước vào cảnh giới. Hắn tu luyện thật sự là ở ngắn ngủn thời gian nội, hoàn thành người khác mấy chục mấy trăm vạn năm tu luyện. Xa không nói, liền nói đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng ba người, bọn họ tu luyện liền so với chính mình lớn lên nhiều hơn nhiều. Đều là trước thời đại nhân vật. Lúc trước thu phục bọn họ thời điểm, Dương Nghị Vân nhưng chưa từng giống quá sẽ ở ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian ngươi tu vi cùng bọn họ tề bình thậm chí là siêu việt đoạn thân mới vừa ba người. Đến nỗi ở đây những cái đó địch nhân. Liền càng không cần phải nói, chụp là tùy tiện một người ra tới đều phải so đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng tu luyện thời gian trường, những người này nhưng đều là một phương thế lực lão tổ cấp bậc tồn tại. Hơn nữa vẫn là thần giới đứng đầu thế lực lão tổ nhân vật. Hiện tại hắn Dương Nghị Vân lại là cùng những người này đều có cùng ngồi cùng ăn tư cách, thậm chí còn ở nào đó phương diện hắn sẽ so rất nhiều người càng cường đại hơn. Oanh! Dương Nghị Vân trong tai nghe được lại là một tiếng nổ vang. Hắn trong lòng đại hỉ, lại là thu công, mở hai mắt nhìn lại. Quả nhiên là hắn nhất hy vọng nhìn đến làm người có người đột phá. Không phải người khác đúng là Mai Tỷ. Mai Tỷ đột phá ở trong dự liệu, lúc trước nhìn thấy Mai Tỷ thời điểm, nàng cũng đã là hợp đạo một tầng tu vi, so với bọn hắn tất cả mọi người tu vi cao, hiện tại Mai Tỷ đồ đột phá Dương Nghị Vân không chút nào ngoài ý muốn. Không trong chốc lát Mai Tỷ mở hai mắt, hai người đối diện cười, không cần phải nói chúc mừng. Hết thảy đều ở không nói chung. Dương Nghị Vân đem ánh mắt đặt ở Hùng Hoan, đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng trên người. Lại là trong lòng chờ đợi bọn họ đều có thể đột phá. Đáng tiếc chính là, không có. Ước chừng sau nửa canh giờ tới Hùng Hoan đám người tất cả đều kết thúc tu luyện, không có người đột phá đến hai tầng. Điểm này tuy rằng làm Dương Nghị Vân có chút tiếc nuối, khá vậy ở trong dự liệu, trừ bỏ Mai Tỷ ở ngoài. Bọn họ bốn người đều dùng một viên thánh quả, năng lượng còn đều kém một chút, nhưng cũng đều không tồi, tuy rằng không có đột phá chính là đều đạt tới hợp đạo một tầng điện phóng tu vi cảnh giới. Đều xem như tăng lên. Mà Mai Tỷ còn lại là bất đồng, nàng vốn chính là ở biển máu thời điểm cũng đã tu luyện tới rồi hợp đạo một tầng, hơn nữa này một đường đi tới rèn luyện hòa phục dùng thánh quả, lần này luyện hóa hiểu được một đạo thánh đạo chi lực, đột phá đến hợp đạo hai tầng một chút đều không ngoài ý muốn. Có thể nói là thuận lý thành trương nước chảy thành sông. Hùng Hoan bốn người cũng là không kém, như vậy đoạn thời gian nội tu vi đạt tới hợp đạo một tầng, đã đi xong rồi so người mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu tu đạo chi lộ. Đến nỗi Dương Mỗ Nhân chính mình, vậy càng không cần phải nói, hắn này một đường đi tới chính là ra hết nổi bật, nơi trốn chiếm cứ tiên cơ, được đến điều thứ nhất, tu luyện công pháp cùng thể chất cũng là vô cùng đặc thù, lần này đột phá ở hắn đoán trước bên trong. Dương Nghị Vân lại đi đánh giá những người khác thời điểm, lại cũng là làm hắn trong lòng về điểm này ngạo khí không còn sót lại chút gì. Bọn họ có thể đột phá, người khác tự nhiên cũng có đột phá. Tỷ như Cửu Lê Ti A, Cơ Vô Mệnh, còn có thần nông tộc cường giả, này ba người chính là bước vào hợp đạo ba tầng tu vi cảnh giới. Trong đó hai đại địch nhân A, làm Dương Nghị Vân vui mừng chính là, này đó cường giả chung, đều không phải là đại bộ phận đều có thể đột phá. Đột phá tu vi cảnh giới cũng là số ít 5-6 cá nhân mà thôi. Nguyên lai năm đại hợp đạo hai tầng cường giả chung, Sivu nhất tộc cường giả cùng Quang Minh Chư Thiên Nguyệt Cự Khuyết không có đột phá đến hợp đạo ba tầng.
Mặt khác hợp đạo một tầng người bên trong có 5-6 cái đột phá tới rồi hợp đạo 2 tầng, trong đó liền có ngũ hành trong gia tộc 2 người, này xem như trực tiếp địch nhân, còn có hư sơ cái kia lão bất tử, chính là 33 thiên điện đệ tam pháp tôn. Làm Dương Nghị Vân kỳ quái chính là lẽ ra, lần này hẳn là còn có 33 thiên điện đệ nhị cùng đệ nhất pháp tôn lại là không có xuất hiện ở chỗ này, chỉ có Hư Mùng một người. Cái này lão bất tử từ lần trước bị huyết anh cấp bị thương nặng lúc sau, tới rồi nơi này thời điểm vẫn luôn đều rất điệu thấp. Nhưng Dương Nghị Vân vẫn là ở lưu ý hắn. Những người khác tình huống cùng Hùng Hoan đám người giống nhau, tuy rằng không có đột phá, nhưng là đều có tăng lên. Lúc này đây tương đương tất cả mọi người tới một lần đại cơ duyên. Thật đúng là một cái đại bảo khố. Đang lúc Dương Nghị Vân trầm tư kế tiếp như thế nào phòng bị này đó địch nhân thời điểm, Mai tỷ lại là ra tiếng nói, Vân tử chúng ta có phải hay không hoặc lược huyết anh. Dương Nghị Vân ngây người, lúc này mới nghĩ đến, thật đúng là a. Huyết anh vẫn luôn ghé vào hắn cổ sau ngủ, này một đường đi tới, nhưng xem như cùng hắn đồng bộ, một đường đi tới thứ năm tinh la bàn, lẽ ra huyết anh có phải hay không cũng nên có khen thưởng đâu. Nếu không phải Mai tỷ lúc này nhắc tới, hắn cũng đều quên mất huyết anh. Không được, muốn hỏi một chút khí linh tinh la, cấp huyết anh cũng đến muốn một phần khen thưởng. Hiện tại huyết anh là hắn quan môn đệ tử, cũng là bọn họ chung quan trọng một phần tử, đồng dạng đi qua vài quan, tới rồi hiện tại, cũng biết khí linh tinh la có phải hay không cố ý. Cứ nhiên từ đầu đến cuối liền không để qua huyết anh có thể hay không đạt được khen thưởng sự. Nếu có thể, hắn cùng huyết anh chính là song đệ nhất. Cái này khen thưởng muốn hỏi một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liền ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, khí linh tinh la thanh âm lại lần nữa vang lên nói, tiếp theo là đi trước thứ 6 tinh la bàn một quan, ngươi chờ hiện tại nếu là không có người chọn rời đi, bổn tọa liền phải mở ra tinh la nói. Từ từ ta có vấn đề. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ chung quy vẫn là mở miệng, đối với huyết anh khen thưởng vấn đề, hắn vẫn là muốn hỏi. Chuyện gì? Khí linh tinh la ngữ khí không mừng. Tinh la tiền bối ta muốn hỏi một chút ta đệ tử Dương tu đạo nhưng có khen thưởng. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng, hắn rõ ràng tinh la hẳn là đối huyết anh là hiểu biết, không cần hắn giải thích quá nhiều. Quả nhiên khí linh tinh la thanh âm nói thẳng, huyết anh đó là này một phương thiên địa dựng dục mà sinh sinh linh, hắn không tính ở bên trong. Liền như vậy một câu xem như trực tiếp cự tuyệt. Dương Nghị Vân tuy có tiếc nuối, nhưng cũng biết không có thể cùng khí linh tinh la đối nghịch. Địa bàn của người ta, nói cái gì liền cái gì đi, dù sao hắn cũng coi như là tranh thủ đi qua, trong lòng sẽ không có tiếc nuối liền hảo. Nhưng quay đầu lại cẩn thận tưởng tượng, khí linh tinh la này một câu chính là rất có tên tuổi ở bên trong. Trái lại Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Khí linh tinh la những lời này lời ngầm chẳng phải là nói, huyết anh ở chỗ này chính là cùng ngoại lệ. Nếu thật là như vậy, cầm bên trong đã có thể có chuyện xưa. Hắn nghe được ra tới, khí linh tinh la căn bản là không nghĩ nhiều lưu huyết anh sự, tựa hồ lại là không mừng hoặc là cố kỵ giống nhau. Dương Nghị Vân lại là không ở truy vấn, trong lòng còn lại là hỉ ưu nửa tham. Thì chính là huyết anh ở chỗ này có lẽ có nhất định đặc thù tính, này liền ý nghĩa hắn ở chỗ này sẽ bởi vì huyết anh tồn tại mà thu hoạch đến nhất định đặc thù tính, ưu cũng đúng là huyết anh đặc thù, có thể hay không dẫn phát mặt khác vấn đề. Đến lúc đó hắn có thể giải quyết sao? Đáp án đối Dương Nghị Vân tới nói là không biết. Đem huyết anh việc, chỉ có thể buông. Có lẽ huyết anh như vậy điệu thấp đi xuống cũng là chuyện tốt. Chỉ là sẽ không bị người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Ở đây rất nhiều người chính là đối huyết anh đánh quá chủ ý. Nếu khen thưởng không huyết anh phân, Dương Nghị Vân cũng liền không hỏi. Bất quá hắn vấn đề này, lại là xem ở những người khác trong mắt, đều có kinh ngạc. Đại gia kinh ngạc chính là khí linh tinh la đối Dương Nghị Vân thái độ A. Khí linh tinh la kiểu gì tồn tại, từ lúc bắt đầu chính là cái loại này cao cao tại thượng, đối mặt bọn họ này đó hợp đạo cường giả, quả thực chính là coi rẻ như con kiến, nhưng hiện tại lại là đối Dương Nghị Vân cư nhiên đáp lời. Cứ việc ngữ khí không thế nào thiệt, nhưng chung quy Dương Nghị Vân đưa ra vấn đề tinh la trả lời. Ngươi làm những người khác đề một cái hỏi một chút thử xem. Sợ là điều đều sẽ không điều ngươi. Làm không hảo còn lời nói lọt vào một đốn thu thập không thể. Rất nhiều nhân tâm nghĩ, thật là người so người sẽ tức chết a. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Dương Nghị Vân tiểu tử này trước nay đều là cái quái thai, tu luyện tốc độ cùng các phương diện đều là quái thai, lúc này mới bao lâu a, chính là hợp đạo 2 tầng tu vi.
ở đây rất nhiều lão quái vật, cho dù là ở một đạo thánh đạo hiểu được lực lượng hạ, một kích vẫn là hợp đạo một tầng, nhưng Dương Nghị Vân lại là đột phá tới rồi hợp đạo hai tầng, quả thực là tiện sát người cũng. Hoặc là nói ghen ghét a. Dương Nghị Vân tiểu tử này đều đột phá tới rồi hợp đạo hai tầng, chúng ta bọn họ liền không có đâu. Rất nhiều nhân tâm đều không cân bằng. Liền tính là cửu Lê Ti A mấy cái bước vào hợp đạo ba tầng lão quái, giờ phút này xem Dương Nghị Vân cũng là ánh mắt vô cùng phức tạp thần sắc. Tiểu tử này là cái đại họa hại a, như thế tốc độ tu luyện, hơn nữa khí linh tinh là đối thái độ của hắn, tương lai tất nhiên là họa lớn. Đây là cửu Lê Ti A nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm, trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên hiện tại cửu Lê Ti A có tư cách này, rốt cuộc lão bất tử bước vào hợp đạo ba tầng tu vi. Toàn trường cũng liền ba người đột phá nói hợp đạo ba tầng mà thôi. Cửu Lê Cha, Cơ Vô Mệnh, Thần Nông tộc cường giả, này ba xem như thành công đột phá cường giả. Đối Dương Nghị Vân có hận ý nhưng không ngừng là Cửu Lê Cha. Còn có những cái đó tân tấn hợp đạo hai tầng, tóm lại quá nhiều. Đối này Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, khá vậy chỉ cho là không biết, hận người nhiều, cho tới nay đều là, dù sao hắn chỉ cần biết rằng, trừ bỏ người một nhà, ai đều phòng bị liền hảo. Đương nhiên nói sẽ đến, hắn hiện giờ cũng không phải kẻ yếu. Mặc dù là hợp đạo ba tầng cường giả, muốn thu thập hắn, kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại đây hắn bên người Mai Tỷ cũng bước vào hợp đạo hai tầng, Mai Tỷ chân long thân thể, cũng không yếu. Tam đại hợp đạo ba tầng cường giả chung, còn có một vị là Thần Nông thị tộc cường giả, Dương Nghị Vân liền không được tất cả mọi người sẽ đối hắn có địch ý. Từ tiến vào chúng thần vực thế giới bắt đầu hắn chính là cùng Thần Nông Càng Minh vẫn luôn ở hợp tác. Hai bên là minh hữu quan hệ, hắn liền không tin Thần Nông thị vị này cường giả không biết. Hơn nữa đại nơi này hiện tại như cũ là hư không thiên đế bản thế giới, muốn ở chỗ này thật sự có cái gì động tác, kia cũng đến xem khí linh tinh la tâm tình. Cho nên nói tạm thời Dương Nghị Vân sẽ không đi để ý tới cửu Lê Ti A những người này định ý. Lại nói còn có một vấn đề là, đến bây giờ mới thôi, bọn họ gần mới đến thứ 5 quan, mặt sau còn có 6, 7, 8, 9 tứ đại quan chờ. Hiện giờ xem ra, mỗi lần quá một quan đều có phong phú khen thưởng, này đó khen thưởng đó là thực lực cùng tu vi tăng lên, hắn liền không tin chính mình còn tăng lên không được. Cười nói cuối cùng mới là thật cường giả, đây mới là giống nhau lộ mà thôi. Thật muốn là đem hắn chọc mau, kia cũng không phải hảo ngoạn. Người chờ thả nghe hảo, kế tiếp mở ra thứ 6 đại quan. Nhưng vào lúc này, khí linh tinh la thanh âm tiếp tục vang lên. Đại gia đều là tinh thần chấn động. So sánh với phía trước, giờ phút này mọi người nghe được khí linh tinh la nói lên thứ 6 đại quan thời điểm, ngược lại trong lòng có chờ mong. Vì cái gì? Bởi vì vừa mới đều tăng lên tu vi. Có một cái chung nhận thức là, đại gia hiện tại đã biết rõ, càng là đến mặt sau sợ là được đến khen thưởng sẽ càng lớn. Từ giờ trở đi liền không có 9 điều tinh la nói, từ nay về sau hợp thành một cái 9 mét khoan đại đạo sẽ thông hướng thứ 6 đại quan, nhưng là bổn tọa có thể minh xác nói cho các ngươi. Kế tiếp đại đạo càng thêm gian nan, chẳng sợ ngươi chờ là hợp đạo, kia cũng sẽ chết, đương nhiên nếu là có thể đến thứ 6 tinh la bàn, được đến khen thưởng cũng sẽ là càng thêm phong phú. Từ giờ trở đi, tưởng lưu lại tiếp tục hoặc là tưởng rời đi nhưng đều muốn suy xét hảo, có một chút bổn tọa quên nói, một khi bước lên đi trước tinh la đại đạo, đến lúc đó liền tính là tưởng bắt đầu dùng truyền tống lệnh cũng sẽ không có tác dụng, truyền tống lệnh khả năng ở mỗi một cái tinh la bàn thời điểm sử dụng mới là hữu hiệu. Mà ở tinh lạc đại đạo nếu là tưởng bắt đầu dùng truyền tống lệnh rời đi, ha ha, đó là không thể. Cho nên nói người chờ nhưng ngàn vạn phải nghĩ kỹ, thông hướng thứ 6 tinh la bàn thời gian chính là hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ trong vòng nếu là không có đến thứ 6 tinh la bàn, đến lúc đó tinh la đại đạo liền sẽ biến mất, đến lúc đó. Hắc hắc, không có ở quy định thời gian đến tinh la bàn người. Yên tâm sẽ không muốn mệnh, nhưng lại sẽ lưu đầy hư không, rốt cuộc không về được. Đừng nói bổn tọa không nhắc nhở các ngươi, nếu là muốn từ bỏ, vậy thành hiện tại ở thứ 5 tinh la bàn thượng sử dụng truyền tống lệnh, đến lúc đó tự nhiên có thể đi ra ngoài đến bên ngoài, cũng liền không cần ở mạo hiểm. Quả thật mỗi một quan khen thưởng đối với người chờ tới nói đều thực phong phú, nhưng đồng thời cũng là muốn trả giá cực đại đại giới, nghĩ kỹ đi, một khi bước lên tinh la đại đạo, đã có thể không có đường rút lui có thể đi, hiện tại suy xét đi, 10 tức lúc sau. Đi trước thứ 6 tinh la đại đạo thông đạo sẽ mở ra, nhớ kỹ ngươi chờ chỉ có 10 tức thời gian suy xét, một đoạn này cũng chỉ cấp ngươi chờ 2 cái canh giờ. Đi trước thứ 6 tinh la đại đạo lộ,
cũng sẽ không cùng phía trước giống nhau, chân chính hảo ngoạn đang chờ ngươi chờ, ha ha, Nga đúng rồi, quên nói, một đoạn này trên đường, không nhận lời bất luận cái gì tình thế kết bạn, mỗi người đều phải đơn độc đi xong chính mình con đường, 10 tức lúc sau, ngươi chờ mỗi người đều sẽ bị truyền tống ở Tinh La trên đường các không giống nhau vị trí. Khí Linh Tinh La nói rốt cuộc nói xong, nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại là cảm nhận được áp lực. Này một quan nghe tới thật đúng là biến thái, không cho lẫn nhau hỗ trợ, càng là ở bước lên Tinh La bàn sau, không cần cần sử dụng truyền tống lệnh, muốn rời khỏi, vậy từ hiện tại suy xét, chỉ có 10 tức thời gian. Nghe tới này một quan nhưng không hảo quá. Tuy rằng thời gian thượng, so sánh với trước vài lần một canh giờ gia tăng tới rồi hai cái canh giờ, khá vậy minh xác nói, này một quan bắt đầu không hảo quá. Cụ thể là cái dạng gì khó khăn Khí Linh Tinh La không có nói thuật ra tới, nhưng là mọi người nghĩ đến cũng sẽ không hảo quá. Mai tỷ các ngươi thấy thế nào? Dương Nghị Vân trưng cầu đại gia ý kiến, từ giờ trở đi, tương đương là từng người trở thành độc lập trạng thái, đều không được có người kết bạn. Dựa theo Dương Nghị Vân nội tâm ý tưởng, kỳ thật là không hy vọng có mạo hiểm, rốt cuộc này một quan Khí Linh Tinh La đều nói, trừ bỏ có nguy hiểm ở ngoài, nếu là ở quy định thời gian nội đến không được thứ 6 Tinh La bàn thượng, đến lúc đó Tinh La đại đạo sẽ trực tiếp biến mất, mỗi cái không có ở quy định thời gian đến thứ 6 Tinh La bàn người đều sẽ bị lưu đày hư không. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng đồng dạng đối mỗi người đều là cơ duyên. Dương Nghị Vân cảm thấy hiện tại là lựa chọn đạo của mình, hắn không có quyền cho mỗi cá nhân làm quyết định, yêu cầu bọn họ bỏ quyền, sử dụng truyền tống lệnh rời đi, mỗi người có mỗi người duyên pháp, hắn cũng không biết kế tiết lộ, đối từng người là tốt là xấu. Cho nên hắn trưng cầu đại gia từng người ý kiến, không miễn cưỡng cũng không cưỡng bách, hết thảy làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Hắn sẽ không can thiệp. Đối này, Mai tỷ đến nỗi mở miệng nói, ta đi trước. Mai tỷ trả lời sạch sẽ nhanh nhẹn, không có bất luận cái gì do dự, điểm này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, bởi vì hắn hiểu biết Mai tỷ tính cách. Hoan Hoan người đâu, Dương Nghị Vân xem tưởng Hùng Hoan. Ta tưởng cùng Vân đại ca cùng nhau. Hùng Hoan hơi hơi do dự một chút nói. Dương Nghị Vân mày nhăn lại nói, này không phải cùng bất hòa ta ở bên nhau sự, vừa rồi Khí Linh Tinh La tuyên bố nói ngươi cũng nghe tới rồi, mỗi người đơn độc sấm quan, không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp. Đây là đối tự thân khảo nghiệm, mà cái này khảo nghiệm khả năng sẽ là sinh mệnh đại giới, ta hy vọng ngươi suy xét hảo. Hùng Hoan giờ phút này nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, ngay sau đó ánh mắt giám định nói, ta còn là tưởng đi trước. Hảo, nhưng là ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đi sấm, đã biết sao? Dương Nghị Vân dặn dò một câu. Ân, ta đã biết. Hùng Hoan gật đầu. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng. Ba người ánh mắt kiên định. Thần chủ chúng ta lựa chọn đi trước, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đây mới là thứ 6 quan mà thôi, nếu là thật nguy hiểm, kia cũng là tại hạ một quan đi, chúng ta mới có thể lựa chọn từ bỏ đạt. Đại đạo chi lộ vốn là phúc họa cùng tồn tại, nên sấm chúng ta vẫn là sẽ sấm, mặt sau thời điểm, nếu là không được, chúng ta từ bỏ cũng không muộn. Nếu này một quan chúng ta đều sấm bất quá, kia cũng nên chúng ta xui xẻo, chỉ có thể là tu vi không tinh, thỉnh thần chủ yên tâm. Đối với Đoạn Thân mới vừa ba người trả lời, đồng dạng ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Ba người đều là lão tu hạng người, đối với tu luyện thượng phúc họa, tự nhiên xem đến rõ ràng hơn, điểm này Dương Nghị Vân vẫn là yên tâm. Nếu như thế, đại gia từng người chiếu cố hảo tự mình, ta hy vọng ở thứ 6 Tinh La bàn đều có thể nhìn thấy các ngươi mỗi một cái. Dương Nghị Vân gật đầu nói. Ý kiến thống nhất, không ai lùi bước. Kỳ thật cũng là đạo tâm kiên định, tu luyện chi đạo có đôi khi kiêng kỵ nhất cũng là sợ hãi rụt rè. Không có kiên cố đạo tâm, sao có thể thành công? Dương Nghị Vân bên này không có người chọn rời khỏi, mà thế lực khác Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không có người vận dụng truyền tống lệnh. Điểm này ở hắn đoán trước bên trong, rốt cuộc mỗi lần quá quan đều sẽ được đến khen thưởng, hiện tại là nếm tới rồi ngon ngọt, tự nhiên không có người sẽ lui ra ngoài. Lại nói như thế nào, cũng muốn thử xem mới biết được. Rất nhiều nhân tâm tưởng chính là, trước thử xem, thật sự không được, tiếp theo quan thời điểm trực tiếp vận dụng truyền tống lệnh rời khỏi liền hảo. Đáng tiếc chính là, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, bọn họ không có kiên trì đến tiếp theo quan cơ hội. Đã đến giờ, bắt đầu. 10 tức thời gian chớp mắt cho đến. Khí Linh Tinh La thanh âm vang lên. Theo Khí Linh Tinh La thanh âm lạc bế, mỗi người đều cảm giác trên người bao phủ một cổ lực lượng,
hơn nữa tại hạ một khắc thân thể không tự chủ được bay lên. Đối này Dương Nghị Vân là từng có thể hội, chút nào không thèm để ý, phía trước khí linh tinh la liền nói quá, mỗi người đang đi tới thứ sáu tinh la nói thời điểm, đều không cần có kéo bè kéo cánh tình huống xuất hiện, từng người lộ đều yêu cầu độc lập đi hoàn thành, cho nên bắt đầu lộ sẽ chuyển tống đến bất đồng vị trí đi lên. Cho nên đừng lo. Quả nhiên ngay sau đó hắn xuất hiện ở một cái khoan 9 mét tinh la nói sơn, như cũ cùng phía trước tinh la nói giống nhau, chẳng qua là độ rộng đạt tới 9 mét. Mà ở hắn bốn phía nơi, một đám thân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là mí mắt nhảy một chút. Cảm giác không ổn a. Trong lòng xác thật là nguyền rủa khí linh tinh la thật không phải đồ vật, cư nhiên ở hắn trước sau xuất hiện hai đại đại địch. Trước người 10 mét là Cửu Lê Cha, phía sau 10 mét là Cơ Vô Mệnh. Hai người nhưng đều là hợp đạo ba tầng cường giả a. Đây là cố ý. Tuyệt đối là. Dương Nghị Vân nguyền rủa tinh la an bài, khẳng định là cố ý đi. Như vậy an bài chưa chừng ở mấu chốt thời khắc, này hai người sẽ đối chính mình hạ ám chiêu. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Ai làm đây là khí linh tinh la an bài đâu, thứ này là này hư không thiên đế bản trung tuyệt đối chúa tể giả, ai có thể kia hắn như thế nào tích. Nhận mệnh đi. Chỉ có thể cẩn thận đề phòng trước sau hai đại chi địch. Thật sự là trước có lang hậu có hổ. Đồng dạng Cửu Lê Tia, a nhìn đến hắn sau, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó tà ác cười lạnh. Cơ Vô Mệnh đến lúc đó mặt vô biểu tình, nhưng Dương Nghị Vân biết lúc này đây là thực sự có khó khăn. Mặc kệ nói như thế nào, đều như vậy, hắn là không có biện pháp thay đổi, nếu là này hai cái lão bất tử, thật muốn đối hắn ở thời điểm mấu chốt hạ ám chiêu, vậy chỉ có thể phản kích, lại nói hắn cũng không phải không có chuẩn bị ở sau không phải. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh một chút, Mai tỷ đám người quả nhiên cũng chưa tách ra, từng người đều ở hắn phía sau. Hiện tại Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể cầu nguyện lần này hết thảy thuận lợi, hắn cũng giúp không được vội. Hiện tại bắt đầu, chúc người chờ vận may, hắc hắc, thuận biến nói một tiếng, này nói hảo ngoạn đồ vật nhưng nhiều, ha ha. Khí linh tinh la tràn ngập tiện hề hề thanh âm vang lên. Oanh! Theo khí linh tinh la nói lạc, một tiếng nổ vang vang lên. Như là ở tinh la đại đạo thượng tạo nên một đạo gợn sóng giống nhau, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng tại giây phút này, Dương Nghị Vân đầu tiên cảm thấy trong đầu xuất hiện một cái tin tức, như là một cái khắc văn ấn ký tiến vào trong óc giống nhau. Ngay sau đó hắn liền minh bạch ý tứ, thật là một cái khắc văn, nhưng cái này khắc văn ý tứ, còn lại là một chữ, một cái tham tự. Tính giờ bắt đầu rồi, hai cái canh giờ Nga, ha ha chúc các ngươi vận may. Khí linh tinh la thanh âm lại lần nữa thúc giục. Dương Nghị Vân hoàn hồn, vừa thấy bốn phía, đại gia tựa hồ đều giống nhau, trong đầu xuất hiện một cái tham tự. Có ý tứ gì đâu? Hiện tại còn không rõ. Nhưng là tuyệt đối cùng kế tiếp này tinh la nói có quan hệ, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ. Theo khí linh tinh la thúc giục, có người bắt đầu động lên. Cửu Lê Tia, a quay đầu lại mang theo nghiền ngẫm nhìn lại đây, ngay sau đó chợt lóe mà đi. Lão Đông Tây, Dương Nghị Vân nói thầm một thân, hắn há có thể không biết có ý tứ gì. Một bước bước vào cũng bắt đầu về phía trước mà đi. Trong lòng còn lại là nghĩ, cũng không biết con đường này thượng sẽ xuất hiện cái gì trở ngại lực lượng. Nháy mắt Dương Nghị Vân đi tới, lại là phát hiện bên người đã không có người. Lại quay đầu lại nhìn lại, phía sau cũng không thấy một người tồn tại. Trong lòng nghi hoặc, cảm giác cũng không đi quá nhanh a. Thấy thế nào không thấy bóng người. Phía trước nhìn lại rất xa, cũng là giống nhau, liền tính là Cửu Lê Tia, a cùng Cơ Vô Mệnh đều không thấy tung tích. Kỳ quái! Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng, trong lòng nghĩ có chỗ nào không đúng. Hắn cũng không cảm thấy chính mình tốc độ có bao nhiêu mau, hoặc là có bao nhiêu chậm, như thế nào trước người phía sau nhìn không tới bóng người đâu. Mặc kệ, chỉ cần không có gì mặt khác vấn đề, trước tiến lên lại nói, tới rồi thứ sáu tinh la thượng. Tự nhiên sẽ biết là chuyện như thế nào. Tiếp được Dương Nghị Vân trực tiếp thúc giục phong vân cánh chim, vèo một chút về phía trước sông ra ngoài. Dương Nghị Vân ở phong vân cánh chim trạng thái hạ về phía trước mà đi thời gian rất lâu, cư nhiên trước sau không còn có xuất hiện một người, cái này làm cho hắn trong lòng rất nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Người đâu? Hắn mau sao? Hắn cũng không phải quá nhanh, tốc độ nói chậm đi, cũng không chậm, theo đạo lý nói. Liền tính đuổi không kịp cũng không có khả năng nhìn không tới một người đi. Hơn 20 người cho hắn cảm giác giống như là tất cả đều biến mất giống nhau. Nhưng là sao có thể đâu?
Dương Nghị Vân cái này cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Chính là cũng không có chỗ nào không đúng. Đang lúc hắn nghi hoặc hết sức, lại là phát hiện phía trước xuất hiện tinh la bàn. Cái này hắn trong lòng đại hỉ, cũng mặc kệ cái gì đúng hay không, nếu tinh la bàn xuất hiện vậy trước đi lên lại nói. Dù sao cũng phải tới nói muốn tới trọng điểm mới là. Mặt khác đều không quan trọng. Thực mau hắn hai ba bước liền đến tinh la bàn thượng. Đương bước lên tinh la bàn thời điểm, lúc này mới phát hiện cư nhiên có một cái huyền phù thần quang tồn tại, nhìn kỹ hảo ra hỏa không dưới mấy trăm thánh quả a. Tức khắc Dương Nghị Vân nước miếng đều chảy ra. Mấy trăm viên thánh quả, cái này phát tài. Trong lòng nghĩ phía trước hai cái thánh quả đều làm hắn thiếu chút nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này xuất hiện mấy trăm thánh quả chẳng phải là phát tài. Trọng điểm là không có người cùng hắn cùng nhau cường cướp đoạt a. Thật lớn tinh la bàn thượng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Dương Nghị Vân nước miếng đều phải lưu ra tới, tức khắc bắt đầu đi thu, huyền phù ở trống không thánh quả. Một viên, hai viên. Dương Nghị Vân một hơi hái xuống 10 viên. Trong lòng nhạc nở hoa, mỗi một khắc thánh quả đều tản ra cường đại năng lượng, Dương Nghị Vân thu hồi 10 viên thánh quả chuẩn bị tiếp tục, còn có 90 nhiều viên chờ hắn đi hái đâu. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trên cổ một trận lạnh lẽo, ngay sau đó lại là nghe được Huyết Anh nói chuyện thanh. Ba ba mau dừng lại. Dương Nghị Vân sửng sốt một chút, Huyết Anh vẫn luôn đang ngủ, không nghĩ tới lúc này cư nhiên tỉnh lại, còn làm hắn dừng lại. Nghe thanh âm tựa hồ còn có điểm sốt ruột, nhưng là lúc này Dương mẫu nhân ánh mắt chỉ có huyền phù ở trống không rất nhiều thánh quả, này đó trong mắt hắn chính là tiến giai thánh vật, là hắn tăng lên thực lực chiến bại địch nhân hy vọng. Thuận miệng trả lời, nói nhi đã tỉnh, chờ một lát a, đãi vi sư thu này đó thánh quả. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân liền phải hơn 1000 một bước bước ra đi. Nhưng lúc này Huyết Anh nói sốt ruột lên, ba ba nguy hiểm dừng lại. Nói chuyện chi gian Huyết Anh một ngụm cắn ở Dương Nghị Vân trên cổ. T. Dương Nghị Vân ăn đau dừng lại, hít hà một hơi. Có chút trách nói nhi ngươi sao lại thế này, không nghe lời. Tuy rằng ở trách cứ Huyết Anh, nhưng Dương Nghị Vân đình là dừng, nhưng cũng không có đối Huyết Anh như thế nào, duỗi tay đem Huyết Anh từ trên cổ ôm xuống dưới, ôm ở trong lòng ngực, nhìn chằm chằm Huyết Anh nói nhi ngươi có phải hay không không nghe lời. Ba ba phía trước nguy hiểm, không thể không động đậy năng động. Huyết Anh nói nãi thanh nãi khí nhưng là lại nhưng này sốt ruột cùng quan tâm, hơn nữa lúc này đây đang nói chuyện thời điểm, ở Dương Nghị Vân hai mắt sơn nâng lên tay nhỏ vung lên. Mà ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là nhìn đến Huyết Anh tay nhỏ thượng một đạo huyết quang hiện lên, hắn lúc này có thể cảm nhận được Huyết Anh lo âu cùng quan tâm, đối cái này quan môn đệ tử lại là vô cùng tín nhiệm, không có tránh né, tùy ý Huyết Anh tay nhỏ ở hắn hai mắt thượng thoảng qua. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy hai mắt thượng một trận mát lạnh. Lại là cảm giác đôi mắt một trận mơ hồ, nhưng ngay sau đó càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đạo tâm một ngụm khí lạnh. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch lại đây. Huyết Anh đây là ở cứu hắn a. Hắn biết chính mình bị che mắt hai mắt, hơn nữa từ lúc bắt đầu đã bị che mắt hai mắt, thậm chí có thể nói, hắn trên cơ bản đứng ở tại chỗ căn bản liền không nhúc nhích quá một chút. Nào có cái gì thứ sáu tinh la bàn. Hắn giờ phút này còn ở tinh la đại đạo thượng, hơn nữa là đứng ở tinh la đại đạo bên cạnh, kém một bước hắn liền phải hắn đi ra ngoài, này ý nghĩa này một bước bước ra đi hắn kết quả là lưu đày trong hư không. Trước mắt căn bản là không có thánh quả tồn tại. Hắn không ảo giác cấp che mắt. T. Dương Nghị Vân đảo hút khí lạnh. Hảo cường hãn ảo cảnh. Cư nhiên liền hắn đều cấp lừa. Từ khi nào bắt đầu, hắn chút nào không cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng, đây là từ lúc bắt đầu bọn họ bước lên tinh la nói thời điểm liền bắt đầu ảo cảnh. Cẩn thận ngẫm lại hẳn là từ trong đầu cái kia tham tự xuất hiện thời điểm cũng đã tiến vào ảo cảnh chung. Thật sự là khó lòng phòng bị. Ngay từ đầu còn kỳ quái, như thế nào trong đầu sẽ xuất hiện một cái tham tự, hiện tại rốt cuộc biết cái này tham tự chính là đi thông thứ sáu tinh la bàn đại đạo thượng trở ngại lực lượng, ngay từ đầu khiến cho tất cả mọi người hãm sâu ở trong đó. Tham niệm cùng nhau, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu không phải Huyết Anh nhắc nhở, nếu không phải Huyết Anh đánh thức, hắn khả năng lúc này đã bị lưu đày tiến hư không. Cái trán có mồ hôi xuất hiện. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí. Ôm Huyết Anh ở Huyết Anh khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái nói, hảo hài tử. Khanh khách, ba ba ngoan. Huyết Anh nâng lên tay nhỏ ở Dương Nghị Vân trên mặt sờ soạng một chút.
Một màn này ấm áp làm Dương Nghị Vân trong lòng hòa tan. Hắn biết chính mình nhìn chằm chằm thật lớn áp lực đem huyết anh lưu lại, đây là đời này làm chính xác nhất lựa chọn, đứa nhỏ này ở người khác trong mắt là sát tinh là ma anh, nhưng đối hắn mà nói lại là thật đánh thật phúc tinh. Vẫn là câu nói kia, từ nay về sau liền tính là huyết anh sáng lập thiên đại mầm tai họa, hắn cái này làm sư phụ cũng kháng. Này đó ảo cảnh đối huyết anh thoạt nhìn là không hề ảnh hưởng. Này cũng chứng thực phía trước khí linh tinh la nói tới huyết anh thời điểm không muốn nhiều lời suy đoán, quả nhiên huyết anh ở chỗ này là độc đáo tồn tại. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến huyết anh chính là trên người hắn ngoại quải tồn tại. Ít nhất ở hắn nơi này là như thế, có huyết anh ở, hắn ít nhất ở chỗ này là sẽ không đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Căn bản chính là tại chỗ đảo quanh, thứ sáu tinh la bàn còn không biết ở địa phương nào đâu. Phục hồi tinh thần lại sau, Dương Nghị Vân lại là tại hạ một khắc, sắc mặt đại biến. Vội vàng quay đầu lại đi xem. Hắn phải biết rằng Mai tỷ đám người là tình huống như thế nào. Liền hắn đều nói vào ảo cảnh, nếu không phải huyết anh đem nó đánh thức, hắn này một bước bước vào chính là lưu đầy hư không kết quả. Mai tỷ bọn họ đâu? Dương Nghị Vân vừa quay đầu lại, trong lòng tức khắc sáng nửa thanh. Hắn thấy được Mai tỷ, thấy được Hùng Hoan. Nhưng không có nhìn đến đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng ở ảo cảnh dưới bước vào trong hư không. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi, nghĩ vội vàng quay đầu lại đi đem Mai tỷ cùng Hùng Hoan chạy nhanh mang lại đây tại bên người, thực lo lắng các nàng hai cái đều sẽ ở ảo cảnh bị lạc chung bước vào hư không bị lưu đày. Kết quả lại là mới vừa quay người lại, dưới chân oanh một chút một đạo thần quang đại tác phẩm dựng lên. Đem hắn cản trở xuống dưới. Ngay sau đó trong đầu còn lại là vang lên khí linh tinh la thanh âm nói, tiểu tử bổn tọa nói qua, này một quan các đi các nói, người dám đi giúp ai, ai chết. Tràn ngập sát ý cùng lạnh băng thanh âm vang vọng trong óc, làm Dương Nghị Vân trong lòng sáng nửa thanh. Dương Nghị Vân nghe được khí linh tinh la thanh âm dừng lại, cũng không thể không dừng lại, hắn hai chân phía trên bị một cổ lực lượng gấp ràng buộc ở. Cho dù là muốn đi tìm Mai tỷ cùng Hùng Hoan cũng đi không được. Nghe được khí linh tinh la nói, hắn cũng không dám đi, không nghe thế gia hỏa nói dám đi giúp ai ai chết sao. Này một quan xem ra thật là yêu cầu độc lập quá. Hắn dừng, trong đầu cũng nhớ tới khí linh tinh la có chút tức muốn hộc máu thanh âm, thậm chí có chút cảnh cáo hương vị ở trong đó nói, tiểu tử bị quá phận a, chính ngươi liền sẽ không nói, còn đi giúp người khác, thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi. Vẫn là không dám giết ngươi những cái đó đồng bọn. Huyết anh tồn tại vốn là đã trái với hư không thiên đế bản quy tắc, bổn tọa là võng khai một mặt biết sao. Tiểu tử ngươi mang theo một cái huyết anh, ta đối với ngươi đã đủ khoan dung, đừng tìm việc nhi, nếu không đem ngươi lưu đẩy hư không đi. Khí linh tinh la mang theo nồng đậm uy hát iota chi ý, làm Dương Nghị Vân nghe được hãi hùng khiếp vía. Nhưng trái lại tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ nói, ta ba cái thủ hạ đâu. Không thấy được đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng, Dương Nghị Vân trong lòng có bất hảo dự cảm. Lời này hỏi ra tới, lại là sự thành biển rộng, khí linh tinh la không để ý tới hắn. Dương Nghị Vân sắc mặt trầm đi xuống, lại là không hề biện pháp. Hắn biết xong đời, đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng lúc này nhìn không tới, hơn phân nửa là. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể từ bỏ. Quản không được, nhân gia cũng không cho quản. Mụ nội nó cái chân a. Dương Nghị Vân trong lòng mắng một tiếng, cũng chỉ có thể khẩn cầu Mai tỷ cùng Hùng Hoan có thể căng lại đây. Đến nỗi chính hắn, lúc này lại là càng thêm xác định, huyết anh thật đúng là chính là hắn ngoại quải, cư nhiên liền khí linh tinh la đều nói đến huyết anh thời điểm, ngôn ngữ bên trong có bất đắc dĩ. Này đại biểu cái gì? Chẳng phải là nói ở trên hư không thiên đế bản thế giới, hắn mang theo huyết anh thời điểm, đích xác có thể làm ra một ít vượt qua lẽ thường sự tới. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân lo lắng đoạn thân mới vừa ba người vấn đề, lại là linh cơ vừa động, nhỏ giọng hỏi huyết anh nói nhi ba ba nếu như bị lưu đày hư không ngươi nhưng có biện pháp đem ba ba kéo trở về. Huyết anh ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực, trầm tư một chút nói, ba ba nói nhi có thể. Lời này vừa ra, Dương Nghị Vân trong lòng nhảy dựng, kích động a. Nói như vậy nói, huyết anh ngoại quải xem như chứng thực. Chẳng sợ Mai tỷ bọn họ tất cả đều bị lưu đày hư không, đến lúc đó hắn cũng có thể nhiên huyết anh đưa bọn họ kéo trở về. Bất quá hiện tại tạm thời không nóng nảy, miễn cho đến lúc đó chọc mau khí linh tinh la, ăn không hết gói đem đi.
Một khi đã như vậy hắn trong lòng liền an tâm rồi, liền trước bắt đầu đi con đường của mình đi. Dương Nghị Vân nhìn một vòng, kỳ thật không riêng gì Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng, những người khác cũng không thấy mấy cái, này liền thuyết minh những người khác cũng có bị lưu đày hư không, cái này Dương Nghị Vân trong lòng xem như cân bằng. Mà Mai Tỷ cùng Hùng Hoan hắn tạm thời cũng không đi quản, khí linh tinh la nói Dương Nghị Vân vẫn là tán đồng, mỗi người đều có chính mình con đường phải đi, dựa vào người khác trợ giúp đó là không được. Con đường này thượng, đích xác gian nan hiểm trở, nhưng đồng dạng là một hồi đối tự thân tu luyện. Hy vọng Mai Tỷ cùng Hùng Hoan đều có thể đi ra đi. Hiện giờ chính hắn, lại là ngược lại nhẹ nhàng nhất, bởi vì có huyết anh tồn tại, hắn hoàn toàn không lo lắng này đại đạo thượng bị ảo cảnh ảnh hưởng. Nhìn chung quanh một vòng, Dương Nghị Vân phát hiện một cái rất có ý tứ sự, đó chính là bao gồm cửu Lê Tia, những người này, tựa hồ mỗi người đều đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Cái này ảo cảnh ảnh hưởng kỳ thật liền tới tự ngay từ đầu xuất hiện ở trong đầu cái kia tham tự, là một loại trở ngại lực lượng, ảo cảnh ảnh hưởng lớn nhỏ ở chỗ chính mình đạo tâm kiên không kiên định vấn đề. Người trong lòng không có tham niệm, tự nhiên sẽ không bị ảo cảnh vây khốn, nếu là có tham niệm liền nguy hiểm. Chính như hắn ngay từ đầu giống nhau, hắn nhìn đến chính là một chút nhẹ nhàng liền đến thứ 6 tinh la bàn thượng, rồi sau đó thấy được tinh la bàn thượng xuất hiện mấy trăm viên thánh quả, ở phía trước nếm đến quá thánh quả ngon ngọt sau, Dương Nghị Vân tham niệm nổi lên, đúng là loại này tham niệm dưới, hắn ở ảo cảnh chung từng viên đi thu thánh quả, nếu không phải huyết anh ở thời khắc mấu chốt đánh thức hắn. Hắn liền kém một bước liền phải rơi xuống hư không. So sánh với những người khác ảo cảnh ý thức như thế. Này một quan nói nguy hiểm đi, cũng không hẳn vậy, chỉ cần là có thể khiêng được tham niệm dụ hoặc, liền sẽ không có việc gì, có thể nhìn thấu ảo cảnh tự nhiên liền sẽ đi ra ảo cảnh, nếu là tham niệm quá nặng, đó chính là vực sâu, kết cục chỉ có thể là bị lưu đày hư không. Đối với Mai Tỷ cùng Hùng Hoan Dương Nghị Vân vẫn là có tin tưởng, Hùng niềm vui tính đơn thuần. Là nhất không dễ dàng bị tham niệm dụ hoặc một cái, ngẫm lại Hùng Hoan hẳn là có thể khiêng lại đây, đến nỗi Mai Tỷ Dương Nghị Vân có điểm bắt không được, chỉ có thể cầu nguyện nàng đi ra ảo cảnh. Cho dù là thần linh hạng người, tham dục đều là vĩnh hằng tồn tại. Bởi vì chỉ cần là có hướng về càng cao tu vi cảnh giới tâm, đó chính là vĩnh hằng tham niệm. Liền xem ai có thể chống đỡ được. Lúc này nhìn lại, tất cả mọi người ở vào mê mang chung. Có chút người khả năng đã nhận ra ảo cảnh vấn đề, đứng ở tại chỗ không đi như thế nào động, mà có chút còn lại là đi tới tinh la nói bên cạnh, nhìn qua lại có vài bước liền phải lưu đày hư không. Làm Dương Nghị Vân cảm thấy tiếc nuối, cửu Lê Tia, chờ mấy đại cường giả, tuy rằng di động bước chân, nhưng lại chung quy dừng. Trong lòng âm thầm cảm thán, tu vi cường đại hạng người tâm cảnh vẫn là rất mạnh, những người này hiển nhiên đã nhận ra không đúng, tin tưởng chung quy sẽ tự ảo cảnh chung ra tới. Đến nỗi chính hắn, hắc hắc. Dương mỗ nhân cái này là mọi người đều sai ta độc tình người, nhìn một đám lâm vào ảo cảnh chung, không nhúc nhích, hắn còn lại là nhếch miệng cười cười, ôm huyết anh sân vắng xoải bước về phía trước đi đến. Này một quan tinh la đại đạo hiện tại xác định là cái tham niệm lực lượng. Từ này một quan khởi, trở ngại lực lượng cũng từ thực chất hóa trở ngại đổi thành tinh thần loại trở ngại chi lực. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật là chu tâm. Rất nguy hiểm. Cũng may chỉ cần có thể đi ra, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hắn tương đương là ở huyết anh gian lận hạ, khai ngoại quải, đã sớm lên bờ. Giờ phút này tuy rằng rất muốn lại âm một chút, cửu Lê Tia, chờ mấy cái địch nhân, nhưng lại là có khí linh tinh la cảnh cáo sau, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại tiếp tục đi trước đi đến. Này một quan chú định hắn lại là độc lãnh phong tao đệ nhất danh. Nói nhi phía trước còn có hay không cái gì nguy hiểm. Có thể cảm nhận được sao? Dương Nghị Vân hỏi huyết anh. Không có, ba ba yên tâm, có nói nhi ở sẽ không làm ba ba có nguy hiểm. Huyết anh nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên, lại là cho Dương Nghị Vân rất lớn tin tưởng. Hảo hài tử, chúng ta đi rồi, đi trước trung điểm chờ bọn họ. Dương mỗ nhân cười to chung, sau lưng phong vân cánh chim chớp động, vèo một chút hóa thành một đạo quang, biến mất ở tại chỗ. Ước chừng 10 phút sau. Dương Nghị Vân tầm mắt sốt cuộc xuất hiện một cái thật lớn tinh la bàn. Ha ha, nói nhi chúng ta tới rồi. Dứt lời, Dương Nghị Vân bước lên thứ 6 tinh la bàn. Lại là đệ nhất danh, này một là hắn cảm giác nhẹ nhàng nhất vô cùng một lần, Dương mỗ nhân đắc ý tiếng cười vang vọng tại đây một phương không gian. Thứ 6 tinh la bàn cùng thứ 5 tinh la bàn giống nhau như đúc thật lớn. Giờ phút này hắn cái thứ nhất bước lên thứ 6 tinh la bàn,
mà thời gian thượng khí linh tinh la quy định chính là hai cái canh giờ, hắn không đến nửa canh giờ liền bước lên thứ sáu tinh la bàn, lúc này đây là nhẹ nhàng nhất đổ bộ. Đối người khác tới nói, thật đúng là chính là vô cùng nguy hiểm khảo nghiệm một quan, đối hắn cái này có huyết anh tồn tại ngoại quải tới nói, thật sự là vô cùng nhẹ nhàng liền đến mục tiêu. Hiện tại ngẫm lại trách không được khí linh tinh la nhắc tới huyết anh thời điểm cái loại này khó chịu ngữ khí, bất quá cũng chứng minh rồi khí linh tinh la tựa hồ kia huyết anh không có biện pháp. Nếu không sợ là đã sớm làm khó dễ. Nhìn xem trống rỗng thứ sáu tinh la bàn, Dương Nghị Vân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống chờ. Hai cái canh giờ thời gian cũng mau. Trong lòng ẩn ẩn chờ đợi thứ sáu tinh la bàn khen thưởng sẽ là cái gì, phía trước khí linh tinh la nhưng chưa nói. Lúc này đây Dương Nghị Vân có cảm, sẽ soát rất nhiều người. Bất quá với hắn mà nói không sao cả, dù sao lão đoạn mấy cái bị đào thải bị loại trừ sau, chờ đi ra ngoài thời điểm, hắn sẽ làm huyết anh đem bọn họ mấy cái kéo trở về. Ngồi ở thứ sáu tinh la bàn thượng, Dương Nghị Vân tưởng nhập định, nhưng nề hà nửa ngày đều tĩnh không dưới tâm tới. Nói đến cùng hắn vẫn là lo lắng, mai tỷ mấy cái. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát hỏi huyết anh nói. Nói như ngươi hiện tại khả năng tìm được lão đoạn bọn họ ba cái. Huyết anh gật gật đầu nói, ba bọn họ ba cái ở trên hư không chung. Cứ việc sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng từ huyết anh trong miệng chứng thực lúc sau Dương Nghị Vân trong lòng vẫn là trầm xuống. Quả nhiên đoạn thân mới vừa cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người tiến vào trong hư không, ba người đạo tâm vẫn là không đủ a. Lúc này Dương Nghị Vân đạo tâm ngược lại đừng đoạn thân mới vừa ba người cấp ảnh hưởng, có chút bực bội. Nghĩ nghĩ hắn cắn răng một cái nói như hiện tại làm ngươi đem bọn họ ba người qua lại tới, ngươi khả năng làm được sao? Huyết anh đầu nhỏ điểm điểm nói, có thể. Dương Nghị Vân đại hỉ, nói như ngoan, ngươi hiện tại liền đem bọn họ kéo trở về đi. Ân, tốt ba. Huyết anh gật đầu, ngay sau đó lại là từ Dương Nghị Vân trong lòng ngực nhảy dựng lên, trực tiếp bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo huyết quang, chỉ chớp mắt công phu liền biến mất ở cuồn cuộn trong hư không đoan. Mà liền ở huyết anh bay ra đi sau, yên lặng vô cùng thiên địa vang lên khí linh tinh la thanh âm, mang theo phẫn nộ nói, tiểu tử ngươi liền tính làm huyết anh đưa bọn họ ba cái qua lại tới, bọn họ cũng chắc chắn bị loại trừ, phải rời khỏi hư không thiên đế bản này một phương thế giới. Dương Nghị Vân nghe được khí linh tinh la thanh âm mặt sau, ngược lại là trong lòng vui vẻ, khí linh tinh la thanh âm tuy rằng tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại là cũng không có mặt khác thực chất tính trừng phạt. Chỉ là nói lão đoạn cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng liền tính bị huyết anh cấp cứu trở về tới, đến lúc đó cũng muốn bị loại trừ, rời đi nơi này. Đối với kết quả này Dương Nghị Vân hoàn toàn có thể tiếp thu. So sánh với bị lưu đày hư không, Dương Nghị Vân càng hy vọng chính là bọn họ ba người bình an rời đi. Với hắn mà nói là hoàn toàn có thể tiếp thu. Không thành vấn đề, chờ bọn họ trở về, ta sẽ làm bọn họ sử dụng truyền tống lệnh rời đi hư không thiên đế bản thế giới. Dương Nghị Vân lập tức liền hồi phục khí linh tinh la. Hừ, khí linh tinh la một tiếng thực khó chịu hừ lạnh, nhưng không có bước tiếp theo hành động. Này liền thuyết minh, khí linh tinh la ngầm đồng ý huyết anh hành vi, hoặc là nói là hắn hành vi. Đối này Dương Nghị Vân trong lòng càng thêm cao hứng, hắn biết huyết anh tồn tại, ở chỗ này quả nhiên là một cái khác loại, khí linh tinh la định ra quy củ hoàn toàn là đối huyết anh không có hiệu quả. Hoặc là nói này một phương thiên đế sáng tạo thế giới đối huyết anh không có hiệu quả. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhìn không được ám sảng, đánh bạo hỏi, tinh la tiền bối, huyết anh có phải hay không ở chỗ này cái gì đều có thể làm. Hắn hỏi chuyện đá chìm đáy biển, khí linh tinh la không có trả lời hắn, nhưng Dương mẫu nhân lại là trong lòng càng thêm có nắm chắc. Không bao lâu thời gian, ước chừng không đến 10 tức thời gian đi, phía chân trời phía trên huyết quang thoáng hiện. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đúng là đoạn thân mới vừa cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng từ hư không chỗ sâu trong bay tới, mà ở bọn họ ba người quanh thân có huyết quang vần quanh. Không cần tưởng, Dương Nghị Vân đều biết là huyết anh đưa bọn họ mang theo trở về. Giây tiếp theo hắn trước người huyết quang chợt lóe, đoạn thân mới vừa cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng hơn nữa huyết anh tất cả đều đứng ở trước mặt hắn. Đa tạ thần chủ ân cứu mạng. Đoạn thân mới vừa ba người mang theo hổ thẹn. Đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm, vẻ mặt cảm kích. Phía trước bọn họ đều là bị ảo cảnh mê hoặc, trong lòng tham niệm nổi lên lúc sau, so lưu đày tới rồi hư không, nhưng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là đã muộn rồi. Ở trên hư không chung đã trải qua một phen tuyệt vọng, cũng biết ngay từ đầu chính là ảo cảnh, bọn họ mật thất tự mình.
nhưng hết thảy đều đã muộn, vốn dĩ đã tuyệt vọng đến làm tốt vĩnh viễn bị lưu đày hư không chuẩn bị, nhưng mà không nghĩ tới ở tuyệt vọng hết sức, lại là huyết anh xuất hiện, đưa bọn họ một đám kéo lại. Cái này làm cho ba người biết tất nhiên là thần chủ phái huyết anh mà đến. Ha ha, đừng cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ nói nhi đi, nếu không có nói nhi ở, ta cũng không có biện pháp liền các ngươi trở lại Tinh La bàn thượng. Dương Nghị Vân nhìn đến ba người bình an lại cũng là trong lòng tặng khẩu khí. Đem huyết anh bế lên ở trên mặt hôn một cái. Ta chờ huyết cảm tạ tiểu thiếu chủ. Đoạn thân mới vừa ba người cảm kích vô cùng, nghĩ đến trước kia bọn họ còn khuyên can quá Dương Nghị Vân đem huyết anh cấp luyện hóa sự, đoạn thân mới vừa ba người trên mặt chính là phát sốt khẩn. Không nghĩ tới huyết anh còn có thể cứu chữa bọn họ mệnh thời điểm. Lại nói tiếp thật là lòng tràn đầy hổ thẹn. Ha ha ha, ba ba, cứu. Huyết anh khanh khách mà cười biểu đạt ra tới. Giờ này khắc này đoạn thân mới vừa ba người trong lòng thực sự là vô cùng chấn động, huyết anh có thể đem bọn họ từ hư không kéo trở về, này ý nghĩa cái gì ba người nhưng đều biết. Dương Nghị Vân lại là thở dài nói nhi tồn tại ở chỗ này là cái gì số, đã vi phạm khí linh tinh la định ra quy củ, cho nên khí linh tinh la cho các ngươi hoàn toàn đi ra ngoài, không thể đãi tại đây hư không thiên đế bản thế giới, kế tiếp các ngươi ba người sử dụng truyền tống lệnh đi ra ngoài đi, tới rồi ngoại giới chờ chúng ta ra tới hội hợp đó là. Nghe được Dương Nghị Vân nói như thế, đoạn thân mới vừa ba người sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, cứu bọn họ là có đại giới, tuy rằng tiếc nuối, nhưng là tổng so lưu đày hư không hiếu thắng nhiều. Không người nói, cần tuân thần chủ chi danh. Đi thôi, Dương Nghị Vân phất tay. Ba người có thể tồn tại, hắn biết đã thực không tồi, sau khi ra ngoài so nơi này càng an toàn. Cũng không xa cầu nhiều ít, ba người ở lưu đày hư không một khắc khởi. Cũng đã tỏ vẻ bọn họ ba người cùng này hư không thiên đế bản thế giới cơ duyên hết. Cũng không có gì hảo tiếc nuối. Ngay sau đó đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng ba người lấy ra truyền tống lệnh, đối với Dương Nghị Vân cùng huyết anh khom người nói, thần chủ bảo trọng. Dứt lời thúc giục truyền tống lệnh, thần quang thoáng hiện lúc sau, ba người biến mất ở tại chỗ. Lúc này đây cũng coi như là một kiếp đi qua. Dương Nghị Vân ôm huyết anh tiếp tục chờ đãi. Ước chừng đi qua một canh giờ sau, thứ sáu tinh la bàn thượng rốt cuộc xuất hiện người đầu tiên. Người này nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân ngoài ý muốn, cư nhiên không phải hắn trong tưởng tượng cửu Lê Tia, A hoặc là cơ vô mệnh, mà là thần nông thị cường giả. Người này vừa xuất hiện liền thấy được Dương Nghị Vân ôm huyết anh, tức khắc cả người chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ so với hắn còn sớm bước lên thứ sáu tinh la bàn. Bất quá ngay sau đó liền thấy hắn đã đi tới. Đối với Dương Nghị Vân ôm quyền nói, thần nông thị thần nông hạo nhiên, gặp qua Dương đạo hữu. Dương Nghị Vân không có từ đây nhân thân thượng cảm nhận được địch ý, cũng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động lại đây chào hỏi, càng không nghĩ tới hắn sẽ là chính mình lúc sau cái thứ nhất bước lên thứ sáu tinh la bàn người. Từ tiến vào chúng thần vực thế giới bắt đầu hắn liền cùng thần nông càng minh kết minh, đối với thần nông thị người xem như có hảo cảm. Giờ phút này thấy đối phương chủ động chào hỏi, hắn đảo cũng không làm ra vẻ. Đáp lễ nói, gặp qua hạo nhiên đạo hữu. Thần nông hạo nhiên cũng là phía trước tiến giai đến hợp đạo ba tầng người, xem như nơi này cường giả. Đối với thần nông hạo nhiên kỳ hảo, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Dương đạo hữu thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, ta vốn tưởng rằng ta sẽ là cái thứ nhất bước lên tinh la bàn người, không nghĩ tới Dương đạo hữu sớm hơn, so sánh với đã tới rồi thứ sáu tinh la bàn đã lâu đi. Thần nông hạo nhiên trong lòng mang theo khiếp sợ. Hắn tu luyện công phu đặc thù, đối với bất luận cái gì ảo cảnh cũng đều có rất lớn áp chế tác dụng, ngay từ đầu bị ảo cảnh mê hoặc lúc sau, hắn thực mau liền đã nhận ra, vận dụng bí pháp lúc sau, từ ảo cảnh trung tỉnh lại, nhanh chóng mà đến, nghĩ sẽ là cái thứ nhất bước lên thứ sáu tinh la bàn người, không nghĩ tới Dương Nghị Vân sớm đến, này như thế nào không cho hắn trong lòng khiếp sợ. Phải biết rằng lần này ảo cảnh nhưng không giống bình thường, hoàn toàn là tu luyện giả tham dục, nhằm vào phi thường cường. Liền tính là hắn tu luyện công pháp đặc thù, cũng là hao phí một ít thời gian mới nhìn thấu ảo cảnh ra tới, hắn tu vi thượng càng là đạt tới hợp đạo ba tầng, như thế mới ra ảo cảnh tâm chướng. Mà Dương Nghị Vân đâu? Tiểu tử này tình huống hắn tự nhiên là thông qua hậu bối đệ tử hiểu biết, tu vi từ lúc bắt đầu vẫn là cái thiên đạo mà thôi, hiện tại lại là hợp đạo hai tầng, cho dù là hợp đạo hai tầng, khá vậy không nên nhanh như vậy liền nhìn thấu ảo cảnh đi ra tâm chướng, bước lên thứ sáu tinh la bàn A. Nhưng sự thật liền bãi ở hắn trước mắt, thực sự làm thần nông hạo nhiên khiếp sợ vô cùng.
Ngay từ đầu nhìn thấy Dương Nghị Vân hắn còn không có nghĩ tới nhiều giao lưu, nhưng là hiện tại hắn biết muốn kết giao một phen, tiểu tử này thực đặc thù. Đáng giá kết giao. Hơn nữa hắn biết Dương Nghị Vân ngay từ đầu tiến vào chúng thần vực thời điểm, là cùng bọn họ thần nông thị hậu bối con cháu thần nông Càng Minh cùng nhau hợp tác quá, có lần này cơ sở ở, cùng Dương Nghị Vân tương giao nghĩ đến là không khó. Dương Nghị Vân đâu? Làm sao không nghĩ ở chỗ này tìm một hai cái cường đại minh hữu đâu? Mặt sau mấy quan càng ngày càng gian nan, địch nhân tu vi cũng là càng ngày càng cường, hắn nếu là có cái thần nông hạo nhiên bực này minh hữu, ở chỗ này sẽ có cái hỗ trợ minh hữu. Ha ha cười nói, cũng chính là may mắn, tới mau một canh giờ nhiều đi. Dương Nghị Vân trong lòng đã đoán được thần nông hạo nhiên trong lòng tưởng cái gì, đơn giản liền đem thực lực của chính mình bày ra một chút lại làm sao không tốt. Tới hơn một canh giờ thời gian, chính là nói cho thần nông hạo nhiên, ta so ngươi sớm nhiều, ta liền có năng lực. Quả nhiên hắn nhìn đến thần nông hạo nhiên khóe miệng vừa kéo trừ. Hậu sinh khảo ý a, thần nông hạo nhiên tự đáy lòng cảm thán. May mắn may mắn, Dương mỗ nhân khó được khiêm tốn một chút, nhưng đắc ý lại là treo ở trên mặt. Dương đạo hữu chính là ta cùng kia sư điệt thần nông Càng Minh quen biết đi. Thần nông hạo nhiên biết rõ cố hỏi. Dương Nghị Vân lại là biết hắn là có một bộ gần như, nhưng cũng đúng là hắn muốn. Mở miệng nói, cũng không phải là sao, chúng ta từ tiến vào chúng thần vực thế giới bắt đầu chính là minh hữu, chỉ là sau lại thất lạc. Nói như thế tới, người ta chi gian hẳn là nhiều thân cận mới là a. Thần nông hạo nhiên nói. Thật là như thế, Dương Nghị Vân nở nụ cười. Hai người đều minh bạch đây là kéo gần quan hệ. Mặt khác nói không nói nhiều, chỉ thiếu từ giờ trở đi, có thể hình thành một cái ngắn ngủi hữu hảo quan hệ. Thần nông hạo nhiên tưởng từ Dương Nghị Vân trên người xem hắn là ở chỗ này như thế nào hỗn. Vì cái gì mỗi lần đều đệ nhất tựa hồ thực nhẹ nhàng, nếu có thể cùng Dương Nghị Vân cùng nhau, kia tất nhiên cũng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mà Dương Nghị Vân cũng là tưởng kéo một cái minh hữu, nếu là cửu Lê Tia, à những người đó đột nhiên làm khó dễ, cũng hảo có cái giúp đỡ. Như thế hai người dăm ba câu liền thành không nói thấu ngắn ngủi minh hữu. Kế tiếp trời nam đất bắc hàn huyên lên. Thời gian ở thời điểm này quá thực mau, khoảng cách hai cái canh giờ thời gian muốn mau tới rồi. Sốt cuộc người thứ ba xuất hiện. Quả nhiên cùng Dương Nghị Vân tưởng tượng không sai biệt lắm, người thứ ba đúng là cửu Lê Cha. Có thể ra ảo cảnh tâm chướng vẫn là tu vi cao. Ở lúc sau là cơ vô mệnh. Cơ vô mệnh lúc sau còn lại là si vưu tộc cường giả. Dương Nghị Vân cùng thần nông hạo nhiên đứng chung một chỗ, nhìn đến si vưu tộc cường giả sau, liền hỏi nói. Hạo nhiên đạo hữu, người nọ là. Thần nông hạo nhiên cũng biết Dương Nghị Vân ý tứ, đơn giản là muốn hiểu biết một chút những người này tình huống, mở miệng nói, si vưu nhất tộc đệ nhị tộc lão, si vưu thiền, chính là toàn bộ si vưu tộc đệ nhị cường giả. Chính nói chuyện hết sức, thứ sáu người bước lên thứ sáu tinh la bàn, đúng là quang mang chư thiên nguyệt cự khuyết, bất quá hắn bên người Nguyệt Vân đằng đi không thấy, người này Dương Nghị Vân là biết đến. Thứ bảy người là hư sơ cái kia lão vương bát đản. 33 thiên điện người, cũng là phía trước tu vi bước vào hợp đạo hai tầng người. Thứ 8 người còn lại là cổ xưa thiên tộc ngũ hành chi nhất ngũ hành chi mộc, thứ 9 là ngũ hành chi thủy, ngũ hành nhất tộc mặt khác hai người không thấy, không cần hỏi không thấy những người này, tất nhiên là không có tránh thoát ảo cảnh tâm chướng lưu đày đến hư không. Đệ thập người là hoàng hôn vực sâu cường giả, thần nông hạo nhiên nói, hoàng hôn vực sâu u hồn ngày mới, một thân âm u công pháp sâu không lường được, cũng tràn ngập quỷ dị. Đừng nhìn là hợp đạo một tầng, nhưng lại là thuộc về có thể không trêu chọc liền không trêu chọc cái loại này người. Theo sau còn lại là ma thần vực cường giả thần nông hạo nhiên giới thiệu nói, gọi là gì sáu tay tam mắt ma. Lúc sau còn lại là đến từ, quỷ thần giới cùng cổ vu tộc hai người tuy rằng đều là hợp đạo một tầng, nhưng ở thần nông hạo nhiên trong miệng đều bất tử người lương thiện. Đến tận đây đến 13 người, cơ hồ là các thế lực lớn các chiếm một người. Chỉ có thiên tộc ngũ hành gia tộc năm thế lực lớn, thiếu kim hỏa thổ tam đại thế lực. Thời gian mau tới rồi, nhưng Dương Nghị Vân đến bây giờ đều không có nhìn đến Mai Tỷ cùng Hùng Hoan đi lên. Trong lòng không khỏi sốt ruột lên. Ở cuối cùng vài phút, rốt cuộc Mai Tỷ xuất hiện. Theo sát sau đó chính là Hùng Hoan. Hai người đi lên lúc sau, Dương Nghị Vân vội vàng qua đi, các ngươi thế nào? Không có việc gì chính là hao phí chút tâm thần, Mai Tỷ nói. Vậy là tốt rồi, Dương Nghị Vân trong lòng cũng rốt cuộc tặng khẩu khí. Đoạn thân mới vừa bọn họ ba người đâu, Mai Tỷ không thấy được lão đoạn ba người.
Dương Nghị Vân truyền âm đem ba người sử dụng truyền tống phù sự nói, Mai tỷ gật gật đầu như vậy cũng hảo. Mới vừa nói chuyện, lại có người không ngừng bước lên thứ sáu tinh la bàn, đúng là các gia mấy đại cường giả. Đương nhiên càng là ở cuối cùng xuất hiện người, kỳ thật liền càng là chứng minh rồi thực lực tu vi muốn tương đối nhược một ít. Vốn dĩ Dương Nghị Vân còn tưởng rằng, những người này tất cả đều tiến vào trong hư không, hiện tại xem ra vẫn là có điểm thực lực, cuối cùng thời điểm lên đây ba người. Bất quá lúc sau rốt cuộc không xuất hiện, nói cách khác có ba người bị lưu đày vào hư không. Đã đến giờ. Khí linh tinh la thanh âm vang lên. Ngay sau đó thứ sáu tinh la bản chính phía trước thần quang thoáng hiện, xuất hiện một cái tinh la đại đạo. Lần này khí linh tinh la trực tiếp mở miệng nói, lần này khen thưởng chính là mỗi người một chương tinh la phù, thuộc tính các không giống nhau, từng người có điều bất đồng, tự hành sử dụng, hiện tại mở ra thứ bảy tinh la bản đại đạo. Quy định thời gian vì ba cái canh giờ, trước hết đến thứ bảy tinh la bàn, khen thưởng đệ nhất nhân, dư giả không có bất luận cái gì khen thưởng, quy định thời gian nội không đến, lôi phạt khiển trách, người chờ cũng có thể lựa chọn từ bỏ, hiện tại bắt đầu. Lần này khí linh tinh la lạnh như băng thanh âm vang vọng thiên địa, trực tiếp liền tuyên bố bắt đầu thứ bảy đóng. Lúc này đây khí linh tinh la ngữ khí thực lãnh, lại còn có không kiên nhẫn, ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai có điểm không ổn. Hắn thậm chí suy nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình hỏng rồi quy củ. Bất quá ngẫm lại cũng không cái gọi là, dù sao là huyết anh làm lại không phải hắn. Nếu khí linh tinh la thật muốn là để ý còn, sợ là đã sớm đem huyết anh cái này dị số cấp đá ra đi, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có. Này chỉ có thể thuyết minh, khí linh tinh la cam chịu huyết anh tồn tại, cũng hoặc là nói khí linh tinh la căn bản là lấy huyết anh không có biện pháp. Dù sao với hắn mà nói, không có gì ảnh hưởng liền hảo. Thứ bảy nói giúp khai liền khai, lần này cư nhiên lại kéo dài một giờ thần, từ phía trước thứ sáu quan hai cái canh giờ biến thành ba cái canh giờ. Vốn đang chờ mong thứ sáu quan khen thưởng, không nghĩ tới trực tiếp tuyên bố, không có gì đệ nhất danh đệ nhị danh thứ tự chi phân, trực tiếp chính là mỗi người một chương tinh la phù. Khí linh tinh la nói, mỗi một chương tinh la phù thuộc tính bất đồng, nghe như là tùy cơ phân công giống nhau. Đến nỗi thứ bảy quan khen thưởng lần này nhưng thật ra nói, nhưng là chỉ có cái thứ nhất đến thứ bảy hành la bàn người có khen thưởng, đến nỗi là cái gì khen thưởng cũng không nói, khí linh tinh la tùy hứng là đạt tới cực hạn, nhưng là mọi người đều không thể nề hà. Không có biện pháp ai làm hắn là khí linh đâu. Nhân gia như thế nào an bài đại gia như thế nào làm chính là. Nhưng lời nói lại nói chuyện tới, mỗi một quan thông qua lúc sau đoạt được đến khen thưởng nhưng đều là càng ngày càng nặng. Mọi người ngược lại đến mặt sau càng ngày càng chờ mong. Tỷ như lần này đến thứ sáu tinh la bàn khen thưởng, ở khí linh tinh la nói lạc hậu mỗi người trước mắt chính là thần quang chợt lóe, xuất hiện từng khối hình thoi thả lại nhan sắc khác nhau, chỉ có trẻ con bàn tay lớn nhỏ phù chú. Dương Nghị Vân nhìn đến trước mặt tinh la phù sau, còn lại là ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện cái gọi là tinh la phù cư nhiên cùng trong tay hắn hắc ám phù giống nhau, trước mặt hắn một chương là vàng dòng sắc, thần quang lập lòe. Mặt trên có phức tạp thả thực tốt văn lạc, duỗi ra tay Dương Nghị Vân buông xuống nhéo trong tay, tức khắc cảm nhận được trong đó ẩn chứa không gì sánh được kim loại tính chi lực, là kim chi khí, nhưng lại không phải đơn thuần khí chi lực, càng như là cường hãn vô cùng kiếm khí giống nhau. Cho hắn một loại tựa hồ chỉ cần thúc dục này trương phù chú là có thể phá vỡ thiên địa giống nhau ảo giác. Phá vỡ thiên địa Dương Nghị Vân nghĩ đến có điểm khoa trương, nhưng là đối hắn biết này một trương kim sắc tinh la phù. Tuyệt đối là công kích loại hình vũ khí sắc bén. Thu hồi sau, Dương Nghị Vân nhìn về phía Mai Tỷ cùng Hùng Hoan. Mai Tỷ trong tay tinh la phù cư nhiên cùng hắn chính là giống nhau nhan sắc, chỉ là nhìn kỹ lại là văn lạc tựa hồ có điều bất đồng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nghĩ đến, tất nhiên đồng dạng là kim loại tính tinh la phù nhưng là từ trước đến nay sử dụng đều là bất đồng. Mà Hùng Hoan trong tay còn lại là một chương màu trắng ngà tinh la phù, Dương Nghị Vân cười cười hỏi. Hoan Nhi khả năng cảm nhận được thuộc tính. Hùng Hoan gật gật đầu nói, Vân đại ca là phong thuộc tính phù chú. Dương Nghị Vân cười nói, phong thuộc tính nhưng thật ra ngươi sử dụng tới vừa lúc có thể có tốc độ thượng đền bù, thực không tồi. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân nhìn xem những người khác đổi tay phù chú, lại là đủ mọi màu sắc cái dạng gì nhan sắc đều có, quả nhiên là thuộc tính các không giống nhau. Tinh la phù cùng trong tay hắn hắc ám phù chú giống nhau. Nhưng là Dương Nghị Vân cảm giác này ngoạn ý tựa hồ so với chính mình được đến hắc ám phù còn muốn cao giai một ít, hẳn là xuất từ thánh đạo luyện chế mà thành phù chú, chỉ là tên gọi là tinh la phù. Cũng không biết có phải hay không khí linh tinh la hô lên tới tên.
Dù sao mỗi cái phù hợp điều kiện người đều được đến một chương. Nhìn mỗi người trong tay được đến tinh la phù, Dương Nghị Vân sinh ra một ý niệm, đó chính là cường quang trong tay bọn họ phù chú, này đó phù chú tuyệt đối là một bút đại tài phú. Đương nhiên cũng chính là ngẫm lại mà thôi, lúc này cướp đoạt nhưng chính là tìm chết. Thu hồi tàn niệm, Dương Nghị Vân nhìn Mai Tỷ cùng Hùng Hoan nghiêm túc nói, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng chuyện này nhi. Mai Tỷ nheo mắt, thật sâu nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta từ bỏ. Dương Nghị Vân khóe miệng vừa kéo trừ Mai Tỷ vẫn là như vậy thông minh, xấu hổ cười, gật gật đầu, lại là không nhiều làm giải thích, chỉ là nói, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Mai Tỷ trắng Dương Nghị Vân đôi mắt nói, ta biết ngươi là ở lo lắng chúng ta, bất quá đừng quên ta hiện tại cũng là hợp đạo hai tầng tu vi cùng ngươi giống nhau, như vậy đi, làm Hoan Nhi đi ra ngoài đi, ta lưu lại còn có thể giúp đỡ ngươi một chút, đắc tội như vậy nhiều người, ai biết kế tiếp sẽ là cái dạng gì cục diện, ngươi làm ta rời đi lòng ta cũng sẽ không kiên định. Đối với Mai Tỷ Dương Nghị Vân biết nàng là có chính mình chủ kiến người, cũng hiểu biết nàng nếu quyết định sự, tất nhiên là sẽ không thay đổi. Cười khổ cười, nhìn về phía Hùng Hoan nói, Hoan Nhi ngươi sử dụng truyền tống lệnh rời đi nơi này, sau khi ra ngoài tìm được lão đoạn bọn họ các ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta hảo sao? Ta, hảo đi, Hùng Hoan có điểm ủy khuất, nhưng là nàng kỳ thật bân cũng không bổn, nàng hiện tại tu vi muốn yếu đi Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ bằng một tầng, nàng là hợp đạo một tầng tu vi, trong lòng biết nếu là tiếp theo nói, khả năng cũng giúp không được vội, thậm chí liền tính là không cần hỗ trợ. Nàng nếu là có điểm chuyện gì nói, Dương Nghị Vân tất nhiên còn muốn chiếu cố nàng, ngược lại trở thành Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ liên lụy, cứ việc rất muốn cùng Dương Nghị Vân ở bên nhau, nhưng lại cũng hiểu chuyện. Trung Quy gật đầu đồng ý. Kế tiếp Hùng Hoan lấy ra truyền tống lệnh trực tiếp rời đi hư không thiên đế bản thế giới. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ nhìn nhau cười, dắt tay dựng lên nói, đi thôi. Tu vi giống nhau, lại là phu thê một lòng. Ở kế tiếp đi trước thứ bảy tinh la bàn trên đường sóng vai mà đi, hai người trong lòng ngược lại nhẹ nhàng một ít. Cùng Hùng Hoan giống nhau, đồng dạng một ít thế lực chung lại có ba người sử dụng truyền tống lệnh rời đi. Đối với rời đi người tới nói, bọn họ là nối tiếp đi xuống lộ tin tưởng không lớn, cũng là đồng môn yêu cầu, nhưng có thể đi đến thứ sáu tinh la bàn bọn họ được đến giống nhau rất nhiều. Hơn nữa càng là mặt sau lộ, tất nhiên là càng thêm gian nan, điểm này tất cả mọi người biết. Sau này tam quan tất nhiên là lấy mệnh đi đua, còn không bằng rời đi hảo. Đến tận đây, trừ bỏ Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ, thế lực khác 12 người. Đại biểu 12 thế lực lớn. Mở ra đi trước thứ 7 tinh la bàn lộ. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ mới vừa bước lên tinh la nói, phía sau liền vang lên một thanh âm nói, Dương đạo hữu có không từ từ cùng nhau đồng hành. Dương Nghị Vân vừa quay đầu lại là thần nông Hạo Nhiên. Hắn cười cười nói. Đương nhiên có thể cùng Hạo Nhiên đạo hữu đồng hành là Dương Mỗ vinh hạnh. Vài vị đạo hữu Nguyệt Mỗ có không đồng hành. Ngay sau đó lại là Nguyệt Cự Khuyết tiến lên mà đến. Lúc này Dương Nghị Vân vừa thấy bốn phía, hơn nữa hắn cùng Mai Tỷ tổng cộng 14 người, lại là đã top 5 top 3 chia làm vài bát người, đại gia tựa hồ đều rất có ăn ý giống nhau, hoàn thành một lần tổ hợp, từng người trở thành tiểu đoàn thể. Đối với Nguyệt Cự Khuyết Dương Nghị Vân có điểm lưỡng lự. Hắn ánh mắt nhìn thoáng qua thần nông Hạo Nhiên, người sau lại là điểm điểm. Như thế Dương Nghị Vân mới cười nói, hoan nghênh Nguyệt đạo hữu gia nhập. Tuy rằng phía trước Nguyệt Cự Khuyết cùng hắn nói chuyện với nhau quá, biểu đạt quá hữu hảo, nhưng là ở Dương Nghị Vân trong lòng Nguyệt Cự Khuyết trước sau là quang minh chư thiên đại lão chi nhất, mà hắn còn lại là khô chết rất nhiều quang minh chư thiên đệ tử, cho nên nội tâm khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Ánh mắt trưng cầu một chút thần nông Hạo Nhiên. Thần nông Hạo Nhiên còn lại là cho hắn truyền âm nói, Nguyệt Cự Khuyết người này làm người vẫn là chính trực, tạm thời nhưng gia nhập tiến vào. Như thế Dương Nghị Vân lúc này mới hoan nghênh Nguyệt Cự Khuyết gia nhập bọn họ tiểu đoàn thể. Lần này hắn cùng Mai Tỷ, thần nông Hạo Nhiên, Nguyệt Cự Khuyết hợp thành một cái lâm thời tiểu đội. Mà mặt khác 10 cái người còn lại là chia làm tam tổ, trong đó ngũ hành chi mộc cùng thủy, quỷ thần giới một người còn có cổ vu tộc một người bốn người một tổ. Lại có chính là cửu lê cha, si vưu nhất tộc si vưu ve, 33 thiên điện hư sơ vì một tổ. Cuối cùng là cơ vô mệnh cầm đầu hoàng hoàng vực sâu u hồn ngày mới, ma thần vực sáu tay tam mắt ma vì một tổ. Như thế chia làm 4 cái tiểu đoàn thể, trước sau bước lên đi trước thứ 7 tinh la bàn đại đạo. Dương Nghị Vân làm mặt khác tam tổ hiện hành, tổ sau hắn mới ý bảo thần nông Hạo Nhiên đi đầu,
vô hình bên trong Dương Nghị Vân làm thần nông Hạo Nhiên trở thành bọn họ này một tổ đầu lĩnh. Nhưng là thần nông Hạo Nhiên cười cười nói, Dương đạo hữu không cần khách khí, lão nhân ta chính là bôn ngươi mà đến, chúng ta cái này tiểu tổ liền từ Dương đạo hữu tới chỉ huy đi, Nguyệt đạo hữu cũng là sẽ không có ý kiến. Đó là tự nhiên, cái gọi là xà vô đầu không được, Dương đạo hữu cũng đừng khách khí, này thứ bảy quan đại đạo tất nhiên không hảo quá, Dương đạo hữu nhiều lần đều là đệ nhất danh, người tới chỉ huy đại gia đó là không còn gì tốt hơn. Nguyệt Cự Khuyết nói chuyện bên trong, còn ánh mắt ngắm miêu ghé vào Dương Nghị Vân cổ sau huyết anh. Dương Nghị Vân nghe này hai người lời hay, trong lòng ám đạo cáo già, còn không phải nhìn ra ta trên người có nói nhi ở, tưởng chiếm tiện nghi. Đối này hắn cũng không cái gọi là, chân chính tới rồi Tinh La nói là bộ dáng gì, ai cũng không biết, dù sao lần này chỉ có đệ nhất thứ tự mới có thể đạt được khen thưởng, nếu có, kia người này chỉ có thể là chính mình. Đến lúc đó ở trở ngại trước mặt, đại gia vẫn là các bằng bản lĩnh đi. Cũng rõ ràng này hai cái cáo già, kỳ thật chính là tưởng quan sát một chút huyết anh đặc thù mà thôi, có lẽ đều không phải là thật sự tưởng cùng chính mình kết minh gì đó. Tổ đội kết minh cảm giác quá không đáng tin cậy. Mỗi một cái đại đạo thượng trở ngại lực lượng đều các không giống nhau. Nghĩ đến lần này cũng sẽ không nhẹ nhàng. Dương Nghị Vân đi đầu bước lên Tinh La nói thời điểm, lúc này đây cư nhiên không có trong tưởng tượng xuất hiện như phía trước cái kia tham tự giống nhau ảo cảnh trở ngại. Gió êm sóng lặng, này còn thật sự làm hắn có điểm không thích ứng. Không có việc gì. Dương Nghị Vân đối Mai Tỷ nói một tiếng. Phía sau thần nông Hạo Nhiên cùng Nguyệt Cự Khuyết cũng là có điểm nghi hoặc, như thế nào không động tĩnh. Mà những người khác đâu? Tuy rằng đi ở phía trước, nhưng cũng là một đám thật cẩn thận, cũng không có khoảng cách bọn họ rất xa, thoạt nhìn mọi người đều bị phía trước ảo cảnh cấp làm sợ, không có người về phía trước tiến lên. Dương Nghị Vân cảm nhận được sau một lát, lôi kéo Mai Tỷ tay, nhấc chân sải bước về phía trước đi đến, đến nỗi phía sau thần nông Hạo Nhiên cùng Nguyệt Cự Khuyết còn lại là nhìn đến Dương Nghị Vân tốc độ phóng mau lúc sau, có chút do dự lên, tiểu tử này có phải hay không có điểm lăng a? Ngươi liền không thể chậm một chút, lớn như vậy bước mà đi, vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì biến cố đâu. Tưởng quy tưởng, nhưng hai người vẫn là theo đi lên, bởi vì bọn họ đã đoán được Dương Nghị Vân trên người huyết anh là cái gì số, nghĩ Dương Nghị Vân mỗi lần đều có thể đệ nhất. Sợ là cùng huyết anh có rất lớn quan hệ. Nếu Dương Nghị Vân dám che ở phía trước đi, kia bọn họ cũng không có gì sợ quá. Dương Nghị Vân một đường về phía trước mà đi, lại là đã sớm ở bọn họ phía trước cửu Lê Tia, à những người này, cư nhiên cố ý thả chậm tốc độ, làm Dương Nghị Vân qua đi. Ý tứ này thực rõ ràng, là muốn cho Dương Nghị Vân ở phía trước đi thử thủy. Nhất bang cáo già. Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng, không để ý đến những người này. Như cũ không đình, thực mau hắn tay nắm Mai Tỷ hai người liền đi ở phía trước nhất. Thần nông Hạo Nhiên cùng Nguyệt Cự Khuyết hai cái cáo già, còn lại là khoảng cách bọn họ phía sau 10 mét xa, trước sau bảo trì giả cái này khoảng cách. Nhưng là kỳ quái sự, Dương Nghị Vân một đường không nghe đi rồi mấy ngàn mét xa, cư nhiên đến bây giờ mới thôi Tinh La trên đường không có xuất hiện bất luận cái gì trở ngại lực lượng. Nhưng càng là như thế Dương Nghị Vân trong lòng liền càng là không yên ổn. Hắn ngược lại có loại bão táp tiến đến trước yên lặng tiết tấu cảm. Hiện tại không có việc gì, sợ là chờ một lát nếu là trở ngại lực lượng xuất hiện thời điểm, sẽ là bão táp. Nhưng mà Dương Nghị Vân như vậy vẫn luôn đi xuống đi một canh giờ đều là gió êm sóng lặng. Này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người cảm giác không yên ổn. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ này trên đường không có trở ngại lực lượng tồn tại? Không có khả năng a. Nếu là mỗi không đúng sự thật, khí linh Tinh La còn tuyên bố thời gian kéo dài một canh giờ đâu. Ba cái canh giờ so với phía trước đều trường, này thuyết minh sẽ đi trước thứ bảy Tinh La bàn con đường hẳn là càng thêm gian nan, như thế nào sẽ không động tĩnh đâu. Hoàn toàn là không bình thường. Càng là như thế, rất nhiều người đều càng không dám phóng nhanh tốc độ. Ngay cả đi theo Dương Nghị Vân phía sau thần nông Hạo Nhiên cùng Nguyệt Cự Khuyết hai người cũng đều chậm lại. Vốn dĩ vẫn luôn đi theo Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ phía sau 10 mét, giờ phút này lại là khoảng cách càng ngày càng xa, bảo trì ở trăm mét có hơn. Sợ có cái gì biến cố xuất hiện, phản ứng đều nhưng không kịp. Vân Tử nếu không chúng ta muốn chậm một chút, Mai Tỷ trong lòng cũng không đế. Dương Nghị Vân nhìn nhìn phía sau, nhìn nhìn lại phía trước vô tận đầu Tinh La nói, cùng phía sau một đám hợp đạo cường giả thật cẩn thận bộ dáng, đột nhiên cười to nói, không sao. Một cái không biết con đường nếu là đều bị hù chết, còn nói cái gì cường giả.
Lại nói hiện tại mới là đi trước thứ bảy tinh la nói mà thôi, còn có thứ tám thứ chín cũng không biết cái dạng gì, chúng ta không có lý do gì bị dọa lui, mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục. Hảo đi, ta nghe ngươi, có cái gì cửa ải khó khăn chúng ta cùng nhau vượt qua. Mai tỷ ánh mắt kiên định lên nói. Đi thôi. Lần này Dương Nghị Vân ngược lại tốc độ càng thêm nhanh hơn lên, thực mau liền đem phía sau một đám người ném xuống. Hắn một hơi mang theo Mai tỷ chạy như điên lại một canh giờ thời điểm, Huyết Anh đột nhiên mở miệng nói, ba ba phía trước có người chặn đường. Đình đến Huyết Anh thanh âm, Dương Nghị Vân vội vàng ngừng lại. Suốt hai cái canh giờ gió êm sóng lặng, đều làm hắn trong lòng hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, hắn thậm chí ở suy đoán khí linh tinh la đối này trên đường trở ngại chi lực có lẽ trực tiếp liền đặt ở thứ bảy tinh la bàn thượng. Không nghĩ tới lúc này, Huyết Anh lại là mở miệng nói, phía trước có người chặn đường. Nhưng là, hắn không thấy được có bất luận kẻ nào tồn tại. Trước mắt nói là thẳng tắp, hắn liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến vài trăm thước ở ngoài đi, nhưng lại là không có bất luận kẻ nào tồn tại. Nhưng mà hắn biết Huyết Anh là sẽ không lừa hắn, dừng lại lúc sau hỏi, nói nhi ngươi có thể nhìn đến ở cái gì vị trí sao? Ba ba nói nhi nhìn không tới, đây là một loại cảm giác, có hơi thở nguy hiểm tồn tại, nói nhi không thích. Huyết Anh nãi thanh nãi khí mở miệng nói chuyện. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là, làm hắn trong lòng nhảy dựng, Huyết Anh nhìn không tới, chỉ là cảm giác được, còn nói có hơi thở nguy hiểm, kia. Che ở phía trước sẽ là cái gì? Huyết Anh cũng chỉ là cảm nhận được hơi thở, nhưng lại cảm thụ không đến cụ thể vị trí, hơn nữa không biết phía trước rốt cuộc là người hay quỷ. Này liền có chút khó giải quyết. Nói nhi có bao nhiêu khả năng cảm nhận được sao? Dương Nghị Vân ngẫm lại sau đang hỏi. Ba ba không ngừng một cái. Nhưng cụ thể nhiều ít yêu cầu tới gần mới được. Huyết Anh trả lời. Vân tử làm sao bây giờ? Mai tỷ hỏi. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí nói. Lần này thật là có chút phiền toái. Trách không được chúng ta suốt hai cái canh giờ đi tới đều là gió êm sóng lặng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Hiện tại cũng không có gì hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể xông vào đi qua. Này một quan xem ra là cần thiết muốn quá khứ. Vậy thử xem. Mai tỷ nói. Ân. Cũng chỉ có thể như thế. Dương Nghị Vân gật đầu. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối Huyết Anh nói nhi lần này giữa ngươi, chúng ta qua đi, ngươi đem cảm nhận được hơi thở vị trí tận lực nói cho chúng ta biết. Ân, ba ba yên tâm, nói nhi sẽ đưa bọn họ tìm ra. Huyết Anh nãi thanh nãi khí nói. Dương Nghị Vân đối Mai tỷ gật gật đầu nói, chúng ta đi trước thử xem, cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật giữa đường. Hai người chậm rãi về phía trước mà đi. Dương Nghị Vân trong tay thần quang chợt lóe lại là đem huyền hoàng âm dương dù triệu hoán nơi tay, thúc giục dưới huyền hoàng âm dương dù thần quang đại tác phẩm, đưa bọn họ ba cái đều bao phủ ở thanh hoàng nhị khí dưới. Có phòng ngự luôn là muốn an tâm rất nhiều. Tuy rằng căn bản liền nhìn không tới là thứ gì, nhưng là huyền hoàng âm dương dù là toàn phương vị có thể phòng ngự thánh khí, luôn là có thể mang đến bảo hộ, thật sự không được còn có hỗn độn chung tồn tại, đem phòng ngự làm đủ liền không thành vấn đề. Làm hai người trong lòng không đế chính là, cũng không biết che ở phía trước chính là vật còn sống vẫn là vật chết, nếu không phải Huyết Anh có thể cảm nhận được, hắn cùng Mai tỷ căn bản liền không có bất luận cái gì cảm giác đáng nói. Hiện tại cũng chỉ có đi ra phía trước thử xem sâu cạn lại nói. Thời gian đã qua đi hai cái canh giờ 1/3 không có, còn dư lại tam 1/3, cũng không biết có đủ hay không dùng, trong lòng thật sự là lấy không chuẩn. Lần này nếu là thông bất đồng, chính là sẽ có trừng phạt. Dựng lên khí linh tinh la phía trước chính là nói, lần này trừng phạt là lôi phạt. Đối này Dương Nghị Vân là thiệt tình có chút trong lòng nhút nhát. Trước mắt mới thôi, chỉ có Huyết Anh cảm nhận được phía trước có thứ gì tồn tại có nguy hiểm hơi thở, hắn đã buông ra tâm thần đi cảm thụ, nhưng một chút cảm giác đều không tồn tại. Như thế chỉ có thể thuyết minh, phía trước nhìn không thấy không rõ vật, thật đúng là không ứng đối tồn tại. Quả nhiên hắn cùng Mai tỷ về phía trước đi rồi 30 mét thời điểm. Huyết Uống đột nhiên hét lớn, ba ba liền ở ngươi bên trái cẩn thận. Dương Nghị Vân vẫn luôn là toàn thân căng chặt trạng thái, nghe được Huyết Anh nhắc nhở, trước tiên lôi kéo Mai tỷ liền hướng bên phải né tránh mà đi. Nhưng mà phi thường ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Oanh! Vốn dĩ Huyết Anh nhắc nhở chính là bên trái, hắn trước tiên lôi kéo Mai tỷ tránh né đi bên phải, không nghĩ tới ngược lại bên phải biên không hề dấu hiệu bị cái gì lực lượng cấp đánh trúng. Huyền Huyễn Âm Dương dù quang mang đại tác. Dương Nghị Vân cảm nhận được bỗng nhiên trầm xuống, như là có tòa núi lớn va chạm ở huyền hoàng âm dương dù thượng,
một chút khiến cho hắn để nội khí huyết quay cuồng. Huyền hoàng chuyển, âm dương khởi, mau tránh ra cho ta. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng thúc giục huyền hoàng âm dương dù, cái này thánh khí nhưng không ngừng là có phòng ngự tác dụng, cũng có công kích. Đốn tư thanh hoàng nhị khí nhất chính nhất phản, hiện ra âm dương bạo phát đi ra ngoài, như năng lượng khí lãng khuếch tán. Ầm ầm ầm, liên tiếp nặng nề tiếng gầm rú. Như là đối thượng thứ gì? Ba ba bên trái bên trái. Huyết anh sốt ruột thanh âm lần thứ hai vang lên. Lúc này đây Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được tam cô hơi thở từ bên trái mà đến. Hắn kéo Mai Tỷ một bước về phía trước bước ra ba trượng xa. Ong ong ong. Tại chỗ ba đạo ong ong thanh, cơ hồ là xoa bọn họ bên người mà qua. Phía trước tới lưỡng đạo, huyết anh báo động trước. Dương Nghị Vân có cái trán đều đổ mồ hôi liên tiếp không ngừng a. Mai Tỷ dùng tinh la phù phản kích, quá bị động. Dương Nghị Vân lớn tiếng đối Mai Tỷ nói. Giờ phút này hắn cảm giác như là xâm nhập một cái gì vòng vây chung, bốn phương tám hướng đều có công kích, căn bản là không có biện pháp tránh né, không bằng buông tay một bác, thử xem có thể hay không đối kháng. Trong tay bọn họ đều có tinh la phù, dựng lên đều là lực công kích cường hãn kim loại tính tinh la phù. Chỉ dựa vào huyền hoàng âm dương dù công kích là xa xa không đủ, phòng ngự cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dưới tình huống như vậy, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Nếu đã xông vào cái gì nhìn không thấy vòng vây chung, vậy chỉ có thể dũng cảm tiến tới, sát đi ra ngoài, chỉ có tới rồi thứ bảy tinh la bàn mới có thể an toàn. Hảo! Mai Tỷ theo tiếng, trong tay lấy ra tinh la phù tới. Ngay sau đó hai người đối với phía trước thúc giục tinh la phù. Rầm rầm! Hai tiếng nổ vang dựng lên. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ trong tay tinh la phù bộc phát ra lộng lẫy kim quang. Lại là từng người có chín đạo khắc văn như kim sắc lộng lẫy mũi tên nhọn giống nhau bùng nổ mà ra. Ong! Ở nổ vang dưới, 18 đạo kim sắc khắc văn lợi kiếm bạo phát đi ra ngoài, lúc này Dương Nghị Vân trong tầm mắt rõ ràng thấy được khắc văn nơi đi qua, đều có không gian vặn vẹo dấu hiệu bùng nổ, nhưng giờ phút này hắn cùng Mai Tỷ thúc dục mà ra tinh la phù uy lực, chính là phá vỡ hết thảy lợi kiếm, nơi đi qua không gian vặn vẹo, trực tiếp đi trước 100 mét mới biến mất không thấy. Một cái chớp mắt ra Dương Nghị Vân cảm nhận được toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh xuống dưới. Ba ba, tựa hồ cảm thụ không đến. Huyết anh thanh âm lần thứ hai vang lên. Hô! Dương Nghị Vân cái chán thấy hãn, nghe được huyết anh thanh âm sau, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Lần này thúc dục tinh la phù cơ hồ tiêu hao rất hắn hơn phân nửa lực lượng, đều có điểm suy yếu cảm giác, cả người đều đang run rẩy. Mai Tỷ chúng ta tiếp tục về phía trước đi, xem vừa rồi tình huống. Tinh la phù lực lượng trực tiếp đẩy mạnh 100 mét biến mất, nghĩ đến 100 mét trong vòng chúng ta là an toàn. Dương Nghị Vân nói. Hảo, ta tựa hồ cũng cảm nhận được bốn phía khí chàng thay đổi không ít. Mai Tỷ cũng là sắc mặt trắng bệch. Nhìn không thấy địch nhân a. Không nói đến mặt khác, trong lòng áp lực đều rất lớn. Liền như vậy một lát sau, hai người tưởng hảo đều rất lớn. Hiện tại cũng không dám dừng lại, ai cũng không biết ngay sau đó còn ra không ra. Dương Nghị Vân thúc giục huyền hoàng âm dương dù cùng Mai Tỷ đi bước một về phía trước đi đến. Hành tẩu 100 mét thời điểm, Dương Nghị Vân dừng lại, không dám lại về phía trước, liền hỏi huyết anh nói nhi hiện tại còn có thể cảm nhận được sao? Ba ba có thể, nhưng là hiện tại ta cảm giác, chúng nó khoảng cách chúng ta khá xa. Huyết anh nói, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, như thế cái tin tức tốt. Vì thế cùng Mai Tỷ tiếp tục đi. Vẫn luôn đi rồi ước chừng 10 phút bộ dáng, hơn 1.000 mét lúc sau, huyết anh mở miệng nói, ba ba liền ở chỗ này. Dương Nghị Vân nghe vậy vội vàng dừng lại. Vân tử ta giống như thấy được thứ bảy tinh la bàn. Mai Tỷ giờ phút này nói tiếng nói. Dương Nghị Vân nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là thứ bảy tinh la bàn, tức khắc tinh thần chấn động, không xa ước chừng 500 mễ ra chính là thứ bảy tinh la bàn, chỉ cần bọn họ kiên trì 500 mễ, là có thể an toàn. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng này cuối cùng 500 mễ cũng không phải là như vậy hảo quá. Có người tới. Mai Tỷ có nói. Lúc này Dương Nghị Vân cũng biết, là bọn họ phía sau có người mà đến. Nhưng bất chính là Cửu Lê Cha, Cơ Vô Mệnh, Nguyệt Cự Khuyết cùng thần nông Hạo Nhiên đám người sao. Này đó lão vương bát đàn A, đi theo chúng ta phía sau chiếm tiện nghi, thật đúng là bị bọn họ kiếm được. Dương Nghị Vân mắng. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn cùng Mai Tỷ vừa rồi chiến đấu qua đi địa phương, tựa hồ những cái đó nhìn không thấy trở ngại biến mất,
thế cho nên cửu Lê Ti A, A đám người không chút nào cố sức liền trực tiếp đuổi theo. Đây là cái gọi là trích quả đào. Dương Nghị Vân trong lòng khí tạc. Nhưng là không có biện pháp, ngăn ở trên đường không biết, cũng không phải cuồn cuộn không ngừng, bị hắn cùng Mai Tỷ dẹp yên lúc sau, tựa hồ liền không có tái xuất hiện. Chúng ta bất động, liền ở chỗ này dừng lại, ta đảo muốn nhìn này đó lão hỗn đản, quá bất quá. Dương Nghị Vân hầm hừ nói. Vân tử cuối cùng 500 mễ chính là trung điểm, lúc này chúng ta dừng lại, thật làm cho bọn họ trích quả đào không thành. Mai Tỷ nhíu mày nói. Yên tâm, này cuối cùng 500 mễ, ta xem cũng chưa chắc liền hảo quá. Dương Nghị Vân nói. Vậy nghe ngươi, chúng ta xem tình huống mà động. Mai Tỷ gật đầu. Dương Nghị Vân nhỏ giọng hỏi Huyết Anh nói. Nói như ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, phía trước nếu là có dị động liền nhắc nhở chúng ta. Ân, ba ba yên tâm nói nhì đã biết, phía trước nguy hiểm hơi thở cũng chưa động quá, liền ở chúng ta 30 mét nơi. Huyết Anh nói. Nói nhì ngoan. Nói chuyện bên trong, cửu Lê Ti A đám người đã tới rồi bọn họ trước người 10 mét chỗ, nhưng lại cũng dừng. Hừ. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này cửu Lê Ti A còn lại là nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, tiểu tử ngươi tới mở đường. Lời này một chỗ. Dương Nghị Vân còn tưởng rằng chính mình lỗ tai mắc lỗi. Ngươi nói cái gì? Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm cửu Lê cha. Bổn tọa làm ngươi tới mở đường. Cửu Lê Ti A gần từng chữ. Ha ha ha, Dương Nghị Vân cất tiếng cười to. Rồi sau đó đằng một chút đứng dậy đằng đằng sát khí nói, ngươi tính thứ gì mệnh lệnh tiểu gia? Bổn tọa hôm nay nhưng giết ngươi. Cửu Lê Ti A nói chuyện thời điểm, hắn bên người đã có vài cá nhân tiến lên. Dương Nghị Vân cái này xem như xem minh bạch, những người này sợ là đều thương lượng hảo, muốn cho hắn đi bình định chướng ngại, bọn họ cũng hảo đi theo phía sau trích quả đào. Ha ha, các ngươi cũng đều là ý tứ này đi. Dương Nghị Vân cười lạnh nhìn chung quanh mọi người, bao gồm Thần Nông Hạo Nhiên cùng Nguyệt Cự Khuyết, này hai người đối mặt hắn ánh mắt thời điểm, lại là xấu hổ cười ánh mắt né tránh. Đích xác bọn họ mọi người ở cửu Lê Ti A dắt đầu hạ, đạt thành nhất trí. Muốn cho Dương Nghị Vân đi lên mặt đi quét cái chắn, mà bọn họ còn lại là an an ổn ổn bước lên Tinh La Bàn. Không có biện pháp, đại gia phía trước nhưng đều là thấy được Dương Nghị Vân một lần lại một lần nhẹ nhàng đạt được đệ nhất, hơn nữa Dương Nghị Vân bên người Huyết Anh cái này dị loại tồn tại, cũng làm tất cả mọi người hoài nghi, Dương Nghị Vân hơn phân nửa là mượn dùng Huyết Anh đặc thù chi lực, mới ở mỗi một quan thời điểm như thế nhẹ nhàng. Lúc này còn lại là đối mặt này Tinh La trên đường nhìn không thấy chướng ngại bọn họ đi theo Dương Nghị Vân mặt sau thấy được, không có người lấy đến chuẩn, không bằng làm Dương Nghị Vân tiếp tục, bọn họ theo ở phía sau trích quả đào, nếu là ở cuối cùng thời điểm, nói không chừng còn có thể tranh đoạt một cái đệ nhất thứ tự, thứ bảy Tinh La bàn khen thưởng chỉ có một. Dựa theo cửu Lê Ti A ý tứ, giác đối không thể là Dương Nghị Vân. Dứt khoát đại gia hợp lực dưới xử lý Dương Nghị Vân tiểu tử này bất việc. Dù sao Dương Nghị Vân cùng ở đây rất nhiều thực lực đều có ân oán, có thể nói đều là địch nhân, ở một cái Dương Nghị Vân tu luyện quá nhanh, một khi làm tiểu tử này không ngừng trưởng thành đi xuống, tới rồi mặt sau nhưng chính là mọi người tâm phúc họa lớn. Còn không bằng buộc Dương Nghị Vân dẫm lôi, hắn nếu là không muốn, đại gia cùng nhau thượng, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Dương Nghị Vân cười lạnh, này đó lão bất tử, quả nhiên mỗi một cái thứ tốt. Tưởng bức bách hắn dẫm lôi, bọn họ đi trích quả đào. Không có cửa đâu. Hôm nay tiểu gia liền còn nói cho các ngươi, thứ bảy Tinh La bàn cái này đệ nhất, ta còn lấy định rồi, muốn cho ta đương đá kê chân, các ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Nghị Vân đứng dậy nói chuyện, trong tay kim sắc Tinh La phù nơi tay, huyền huyền âm dương dù thúc dục, làm ra một bộ liều mạng tư thế. Tưởng bức bách ta. Vậy thử xem, các ngươi người nhiều liền ghê gớm sao. Mai Tỷ đồng dạng tay cầm Tinh La phù, cùng Dương Nghị Vân sóng vai mà đứng. Những người này sắc mặt thật sự ghê tởm. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đều là hợp đạo 2 tầng tu vi, mà cửu Lê Ti A đám người chung rồi lại tam đại hợp đạo 3 tầng, dư giả cũng nhiều là 2 tầng tu vi, thực lực cường đại khẩn. Nhưng là một khi Dương Nghị Vân liều mạng, bọn họ liền tính cuối cùng có thể giết Dương Nghị Vân, cũng tuyệt đối trốn không thoát hảo, làm không hảo còn phải có hai cái đệm lưng người. Lại nói Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ trong tay nhưng đều có Tinh La phù. Này ngoạn ý uy lực như thế nào mọi người đều rõ ràng. Tu vi chênh lệch, kỳ thật không tính đại, là tiểu cảnh giới chênh lệch, nếu là đại cảnh giới chênh lệch, Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ tất nhiên xong đời.
cố tình chính là tiểu cảnh giới. Trong lúc nhất thời hai bên giằng co, những người này kỳ thật đều là các mang ý xấu, đều không phải là chân chính bền chắc như thép. Thật muốn là làm cho bọn họ mọi người đua, kia cũng không có khả năng. Khụ khụ. Lúc này Thần Nông Hạo Nhiên ho khan một tiếng, lại là nói, Cửu Lê đạo hữu, Dương đạo hữu, chư vị, đại gia giờ phút này hiện tại đều ở trên một con đường, cần gì như thế a, thời gian cũng không nhiều lắm, vẫn là nghĩ cách sớm bước lên thứ bảy tinh la bàn đi, hiện tại ta chờ đấu pháp, thực sự không sáng suốt. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng, hắn từ giờ trở đi liền khinh thường Thần Nông Hạo Nhiên, lão gia hỏa này còn không phải cũng muốn cho hắn hướng phía trước đi. Càng không cho các ngươi như ý. Đến nỗi Cửu Lê Ti A giờ phút này cũng nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân tiểu tử này là thật dám liều mạng, hơn nữa còn có huyết anh tồn tại, hắn thực sự kiêng kỵ. Hơn nữa lúc này hắn nhìn ra được tới, bên người những người này cũng đều không phải là đều sẽ thiệt tình cùng hắn cùng nhau bức bách Dương Nghị Vân. Như thế, hắn cũng là không nghĩ động thủ. Đích xác như Thần Nông Hạo Nhiên lời nói, còn không có bước lên thứ bảy tinh la bàn đâu. Hiện tại cùng Dương Nghị Vân động thủ không sáng suốt, trong lòng thở dài tức, tạm thời buông tha tiểu tử ngươi. Rằng có thời gian trôi qua mười mấy phân sau, Cửu Lê Ti A không nghĩ đang đợi đi xuống, thời gian mau tới rồi. Còn có vài phần chung liền phải đến thời gian, đến lúc đó ở quy định thời gian nội đến không được thứ bảy tinh la bàn thượng, chính là muốn tao lôi phạt trừng phạt. Hắn hiện giờ tu vi tăng trưởng một tầng, liền tính là ở toàn trường mọi người chung, tự nhận cũng là cường giả. Dứt khoát đua một đi, chính mình qua đi đi, Dương Nghị Vân là đừng nghĩ bức bách. Nghĩ đến đây Cửu Lê Ti A một bước ra, liền phải đi trước, dù sao liền 500 mễ mà thôi, ở khó khăn cũng nên có thể kiên trì đến thứ bảy tinh la bàn đi lên. Nhưng mà, ngay sau đó Cửu Lê Ti A lại là không nghĩ tới, Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe, chắn hắn phía trước. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cửu Lê Ti A giận dữ. Ha ha. Tiểu gia chắn nói. Dương Nghị Vân nói rõ chính là không nghĩ làm Cửu Lê Ti A qua đi, hoặc là nói hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào qua đi. Phía trước bức bách hắn, nào có dễ dàng như vậy cho các ngươi qua đi. Ngươi ở tìm chết không thành, tránh ra. Cửu Lê Ti A trầm giọng, một đôi lão mắt như lưỡi dao giống nhau nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân còn lại là nhếch miệng cười nói, không cho ngươi quá ngươi có thể như thế nào. Vân tử. Mai tỷ nhỏ giọng hô một chút, nàng cũng không biết Dương Nghị Vân muốn làm cái gì, hiện tại nhìn lại Cửu Lê Ti A đã bị chọc giận. Thật muốn là động khởi tay tới, Mai tỷ biết các nàng hai cái tuy rằng không sợ, khá vậy sẽ không hảo quá. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, Dương Nghị Vân đối Mai tỷ cười nói. Hắn kỳ thật chính là cố ý kéo dài thời gian, muốn đánh cuộc một phen. Thời gian dư lại 5 phút sau, hắn sẽ mang theo Mai tỷ cùng Huyết Anh nhanh chóng mà đi. Tranh thủ ở cái này thời gian trong vòng đoạt được đệ nhất thứ tự, thứ bảy tinh la bàn khen thưởng chỉ cấp đệ nhất danh, kia hắn liền phải bắt được tay. Vừa rồi này đó lão vương bát đản muốn làm dẫm lôi đi, nhưng bị hù dọa đến hắn. Lúc này hắn trái lại muốn đem bọn họ một quân. Đem thời gian đè ở 5 phút trong vòng, đến lúc đó hắn đi lao tới, có Huyết Anh ở hắn có tin tưởng bắt lấy đệ nhất, mà những người khác, các ngươi cũng đừng suy nghĩ, làm không hảo đều phải sớm lôi phạt. Đây mới là Dương Nghị Vân mục đích. Không cho các người này đó lão vương bát đản một chút nhan sắc nhìn xem, thật đương lão tử là bệnh miêu. 5 phút đủ rồi. Hiện tại liền xem Cửu Lê Ti A có dám hay không lập tức cùng hắn động thủ. Bất quá Dương Nghị Vân xem ra tới, cái này lão tiểu tử chưa chắc tưởng cùng hắn động thủ. Nhưng thời gian tại như vậy áp chế đi xuống, sớm hay muộn Cửu Lê Ti A sẽ động thủ. Thậm chí những người khác cũng sẽ. Vẫn là 10 phút thời gian. Dương Nghị Vân chính là muốn kéo dài thời gian, kéo đến càng lâu, đối hắn càng có lợi. Tiểu tử bổn tọa tạm thời không muốn cùng ngươi chấp nhặt, ngươi. Tránh ra, chúng ta chi gian chướng về sau lại tính, hiện tại ngươi đừng chặn đường. Cửu Lê Ti A nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, cơ hồ liền phải bạo phát, nhưng là hắn thật đúng là không nghĩ ở ngay lúc này cùng Dương Nghị Vân động thủ, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại đương hắn lộ. Thật là làm hắn trong lòng khí tạc. Chính là một khi cùng Dương Nghị Vân động thủ, hắn tất nhiên sẽ có tiêu hao, hơn nữa không nắm chắc xử lý Dương Nghị Vân, đến lúc đó đánh sâu vào cuối cùng một đoạn con đường thời điểm, hắn sẽ thực có hại, huống hồ hắn trong lòng còn nghĩ bắt lấy thứ bảy tinh la bàn đệ nhất, như thế bảo tồn thực lực mới là vương đạo. Nhưng Dương Nghị Vân ngăn trở hắn.
Tránh ra. Không cho. Hai người tiếp tục đối cầm. Thời gian cũng một phân phân qua đi. Những người khác ở bên cạnh xem náo nhiệt, ai cũng không có động thủ ý tứ, dù sao có Cửu Lê Tia, A Đỉnh ở phía trước. Nhưng mà ở một lát sau, Cơ Vô Mệnh đám người tính tính thời gian không nhiều lắm, 5-6 phút thời gian, lại không đi trước, đừng nói đệ nhất thứ tự, vượt qua thời gian đều phải lọt vào lôi phạt khiển trách. Này cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ đến đây, Cơ Vô Mệnh cùng Thần Nông Hạo Nhiên cũng tiến lên đi rồi một bước. Hơn nữa Cửu Lê Tia, A Tam đại hợp đạo ba tầng đối mặt Dương Nghị Vân. Cửu Lê Tia, A lúc này bên người có Cơ Vô Mệnh cùng Thần Nông Hạo Nhiên sau, tức khắc có tự tin. Nhìn Dương Nghị Vân gần từng chữ một nói, tiểu tử lặp lại lần nữa, làm là không cho. Dương Nghị Vân kéo Mai tỷ tay, nhếch miệng cười, ha ha, làm a. Thời gian còn có 5 phút, hắn biết đã tới rồi Cửu Lê Tia, A cực hạn, lại không cho khai, cái này lão bất tử thật sẽ động thủ. Hơn nữa những người khác cũng đều theo đi lên, không cần thiết rằng co đi xuống. Dứt lời, Dương Nghị Vân kéo Mai tỷ tay, thúc giục Huyền Hoàng Âm Dương Dù, trong lòng vừa động hỗn độn chung cũng bị triệu hồi ra tới, hóa thành 6 mễ đại bao phủ ở Huyền Hoàng Âm Dương Dù bên ngoài, như thế hình thành 2 tầng phòng ngự. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến, như thế phòng ngự dưới, hẳn là cũng đủ chống đỡ đến thứ 7 tinh la bàn thượng. Đi! Hai người xoay người vèo một chút hướng về thứ 7 tinh la bàn phóng đi. Khi bọn hắn tiến vào 30 mét phạm vi thời điểm, ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang vang lên. Thịch 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 thịch. Dương Nghị Vân đem hỗn độn chung thúc dục tới rồi cực hạn, 9 thanh tiếng chuông vang vọng ở toàn bộ thiên địa. Kim cương đại tác phẩm, khắc văn lưu truyền. Mà ở Dương Nghị Vân vừa động lúc sau, Cửu Lê Tia, A mới phản ứng lại đây, hoàn toàn minh bạch Dương Nghị Vân là cố ý kéo dài thời gian. Nguyên lai tiểu tử này còn có một kiện phòng ngự pháp khí a. Dương Nghị Vân đây là muốn đoạt lấy đệ nhất, cố ý đưa bọn họ ngăn trở xuống dưới, thời gian không đủ nói, chẳng sợ bọn họ tiến lên, đến lúc đó cũng sẽ lọt vào trừng phạt. Đáng giận tiểu tử, bản tôn muốn giết ngươi. Cửu Lê Tia, A giận dữ, lại là hóa thân một đạo quang mang đuổi theo, những người khác cũng theo sát sau đó. Nhưng là lúc này Dương Nghị Vân đã mở ra hai kiện pháp khí phòng ngự vọt vào trở ngại nơi. Hỗn độn chung thanh âm vang vọng. Dương Nghị Vân lần này có thể cảm nhận được 4 phương 8 hướng đều có vô hình chung lực lượng hướng về hắn cuốn tịch mà đến. Trong lòng lại là khởi đến hỗn độn chung có thể chống đỡ được một nửa lộ trình phòng ngự, dư lại một nửa còn có Huyền Hoàng Âm Dương Dù chống, hắn cùng Mai tỷ hơn nữa huyết anh, hẳn là có thể quá quan đến thứ 7 tinh la bàn thượng. Nguyên bản đều làm tốt toàn lực chuẩn bị. Nhưng là, kế tiếp một màn, lại là làm hắn cư nhiên có chút không thể hiểu được. Đều ngây người. Chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng vô hình chung lực lượng sắp va chạm ở hỗn độn chung thời điểm, cư nhiên tại hạ một giây biến mất, hoặc là nói né tránh. Vô hình chung trở ngại lực lượng cư nhiên không có công kích hỗn độn chung. Đồng thời trong tai vang lên khí linh tu la thanh âm nói, hỗn độn chung. Vô cùng giật mình thanh âm. Dương Nghị Vân nghe được rất rõ ràng. Tới không vội suy nghĩ khí linh tinh la như thế nào sẽ biết hỗn độn chung hoặc là nói nhận thức hỗn độn chung. Dù sao hắn biết không có trở ngại lực lượng công kích bọn họ, chính là thiên đại chuyện tốt, thừa dịp cái này công phu, toàn bộ về phía trước đánh sâu vào, trước đến thứ 7 tinh la bàn lại nói. Thời gian không nhiều lắm, Dương Nghị Vân lôi kéo Mai tỷ, ở không có trở ngại lực lượng công kích sau, thực mau một phút sau hắn cùng Mai tỷ mang theo huyết anh liền đến tinh la bàn thượng. Hô hô, ha ha, chúng ta cư nhiên đến, đệ nhất, Dương Nghị Vân cười to. Mai tỷ còn lại là nghi hoặc nói, vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được trở ngại chi lực đột kích, như thế nào đột nhiên liền biến mất không công kích chúng ta. Dương Nghị Vân nheo lại mắt đem hỗn độn chung thu nơi tay trưởng thượng, rồi sau đó nhìn về phía chân trời, buồn bã nói, có lẽ có người nhận được hỗn độn chung lai lịch buông tha chúng ta. Ai, Mai tỷ hỏi. Dương Nghị Vân chỉ phía chân trời. Mai tỷ sửng sốt nói, là. Đúng vậy. Ta vừa rồi nghe được tinh la thanh âm ở ta trong óc vang lên. Dương Nghị Vân không gạt Mai tỷ. Hai người trong lúc nhất thời không rõ nguyên do. Rầm rầm. Lúc này tinh la nói sơn, phát ra từng tiếng gầm rú. Dương Nghị Vân nhìn lại là tức khắc mừng rỡ. Tinh la trên đường vô hình trở ngại chi lực không có công kích bọn họ chút nào, nhưng là lại đối Cửu Lê Tia, A những người này oanh tạc lên. Nhìn Cửu Lê Tia. A đám người ở tinh la trên đường ra sức chống cự bộ dáng, Dương Nghị Vân trong lòng ám sảng.
Cùng Mai tỷ đứng ở tinh la bàn thượng xem diễn, thời gian còn có không đến 3 phút. Cửu Lê Ti A cùng Cơ Vô Mệnh, Thần Nông Hạo Nhiên ba người lại là khoảng cách tinh la bàn 200 mễ, Dương Nghị Vân trong lòng nguyền rủa nói, hy vọng các ngươi này đó lão vương bát đản đều sớm lôi phạt. Vốn là một câu nguyền rủa, không nghĩ tới chính là, quả nhiên thật đúng là trở thành sự thật. Không có bất luận cái gì ngoại lệ, tất cả đều gặp lôi phạt. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đứng ở tinh la bàn thượng nhìn, Cửu Lê Ti A những người này liền ở khoảng cách 200 mễ địa phương, không ngừng bị vô hình chung lực lượng công kích, nhìn qua bọn họ ở cùng không khí chém giết, kỳ thật Dương Nghị Vân rõ ràng trong đó nguy hiểm. Ngắn ngủn 200 mễ khoảng cách, bọn họ rất khó ở có tiến bộ. Một đoạn này con đường trở ngại chi lực so với Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ lần đầu tiên trải qua trở ngại cường đại nhiều. Nhưng là Dương Nghị Vân kỳ quái chính là, hắn cùng Mai Tỷ lần này ngược lại là lông tóc chưa tổn hại liền đến trung điểm. Trong óc như cũ quanh quẩn khí linh tinh la kia một tiếng hỗn độn chung ba chữ. Nghe tới khí linh tinh lạc là tựa hồ là nhận thức hỗn độn chung. Cho nên không có công kích bọn họ. Này một phương thiên địa chung chín đại quan, hiện tại xem ra tất cả đều là khí linh tinh la ở khống chế an bài. Hắn hiện tại rất muốn biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm khí linh từ bỏ đối hắn cùng Mai Tỷ công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Nghị Vân nhìn Cửu Lê Ti A đám người, trong lòng mặc đếm, là liền 8-76-54-321, đã đến giờ. Ở trong lòng hắn dứt lời thời điểm, tinh la trên đường vang lên một tiếng nổ vang. Oanh! Này một tiếng nghĩ tới lúc sau, toàn bộ tinh la trên đường bình tĩnh xuống dưới. Sau đó Cửu Lê Ti A đám người hoàn toàn há hốc mồm. Trung quy là không có ở quy định thời gian nội bước lên thứ 7 tinh la bàn. Kế tiếp tất nhiên sẽ lọt vào lôi phạt trừng phạt. Một đám hận chết Dương Nghị Vân. Nếu không phải tiểu tử này phía trước cố ý ngăn trở, áp chế thời gian, đại gia cái thi thủ đoạn, như cũ là có thể ở quy định thời gian trong vòng đến tinh la bàn. Hiện tại khen ngược, trừ bỏ Dương Nghị Vân kia tiểu tử cùng hắn nữ nhân, không có người quá quan. Tất cả đều muốn đã chịu trừng phạt. Cửu Lê Ti A đám người mặt âm trầm bước lên tinh la bàn. Đã không có trở ngại lực lượng, một đám đi rồi đi lên. Như không phải kiêng kỵ khí linh tinh la lúc này hận không thể đem Dương Nghị Vân xé thành mảnh nhỏ. Mà Dương mỗ nhân còn lại là cho bọn họ một cái tiện tiện mỉm cười. Tiểu tử ngươi chờ. Cửu Lê Ti A hung tợn uy hát yêu ta. Dương Nghị Vân, ta sợ quá Nga. Hừ Cơ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người hận ngứa răng. Duy độc Thần Nông Hạo Nhiên còn lại là nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm cười khổ, hắn hiện tại cùng Nguyệt Cự Khuyết hai người có chút hối hận, nếu là vẫn luôn theo sát Dương Nghị Vân nói, lúc này bọn họ chính là người thắng. Phía trước mọi người đều thấy được, Dương Nghị Vân tiểu tử này là nhẹ nhàng vô cùng bước lên thứ 7 tinh la bàn. Dương Nghị Vân ha hả cười, nhìn Thần Nông Hạo Nhiên nói, sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu. Ở mấu chốt nhất thời điểm, Thần Nông Hạo Nhiên cùng Nguyệt Cự Khuyết còn lại là không có đứng ở hắn một bên, mà là cam chịu giống nhau đứng ở Cửu Lê Ti A bên người, đây là phản bội hắn. Cho nên từ giờ trở đi, Dương Nghị Vân đối Thần Nông Hạo Nhiên về điểm này hảo cảm độ hoàn toàn thanh linh. Lúc này, khí linh tinh lạc thanh âm rốt cuộc vang lên, lần này thành công bước lên thứ 7 tinh la bàn giả Dương Nghị Vân cùng hắn nữ nhân, song đệ nhất, khen thưởng còn lại là hai cây trưởng thành hình thánh đạo chi thảo, ra đời khai thiên thời đại. Nhưng thu nạp trong cơ thể vĩnh cửu tẩm bổ, đi theo chủ nhân tu vi trưởng thành, tên là Trảm Thiên Thảo, chất chứa đại đạo đạo nghĩa, uy lực vô cùng, trong đó chỉ ảo diệu nhưng tự hành đi tìm hiểu. Dứt lời lúc sau, hai cây xanh biếc thần quang lấp lánh cỏ dại xuất hiện ở Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ trước người. Dương Nghị Vân nhìn giống nhau hoa lan, chỉ có nửa thước cao, thảo lá cây tiêm tế như mũi kiếm giống nhau. Tản ra cường đại hơi thở. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Giơ ra bàn tay, từng người lấy được một gốc cây Trảm Thiên Thảo, ngay sau đó quang mang chợt lóe thu vào thần hạch trong vòng dựng dưỡng, lại là cảm nhận được như là trở thành thân thể một bộ phận, hơn nữa không có chút nào không khỏe cảm, tựa hồ trời sinh nên là thân thể một bộ phận. Làm Dương Nghị Vân lần này ra ngoài dự kiến chính là, hắn cùng Mai Tỷ cư nhiên cho song đệ nhất khen thưởng, hai người các đạt được một gốc cây Trảm Thiên Thảo. Thực sự làm hắn trong lòng cao hứng, cuối cùng là đối khí linh tinh la có điểm hảo cảm độ. Khó khăn đại khí A. Mà hắn cùng Mai Tỷ đạt được khen thưởng, chính là làm Cửu Lê Ti A đám người đôi mắt đều thành con thỏ mắt. Một đám hận không thể lại đây cướp đoạt.
Tuy rằng đại gia không biết Trảm Thiên Thảo có ích lợi gì, nhưng là có thể tưởng tượng đến, nhất định không phải phàm vật. Toàn bộ thứ bảy tinh la bàn khen thưởng nhưng chỉ có một người được đến, những người khác liền tính là ở quy định thời gian nội đến thứ bảy tinh la bàn cũng là không có bất luận cái gì khen thưởng, nhưng cố tình Dương Nghị Vân vợ chồng đều có. Bất quá nói trở về, Dương Nghị Vân thật là cùng Mai Tỷ đồng thời đến thứ bảy tinh la bàn, hai người xong khen thưởng cũng tựa hồ bình thường. Hâm mộ ghen tị hận đều không có dùng. Cửu Lê Tia, A đám người cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận bất bình, dựa vào cái gì các ngươi liền đạt được khen thưởng, chúng ta lại muốn chịu đại trừng phạt. Quá không công bằng. Nhưng này hết thảy nói đến cùng trách không được khí linh tinh la, đều phải quái Dương Nghị Vân tiểu tử này ngăn trở bọn họ kéo dài thời gian, làm cho bọn họ không có ở quy định thời gian nội, bước lên thứ bảy tinh la bàn. Hận chết Dương Nghị Vân. Lúc này Cửu Lê Tia, A đám người trong lòng lại là vô cùng thấp thỏm. Bởi vì kế tiếp chính là bọn họ bị phạt. Phía trước khí linh tinh la nói là lôi phạt, cũng không biết cái dạng gì lôi phạt, chỉ cần là khiển trách tự nhiên đều sẽ không nhẹ nhàng. Trong lòng tưởng cái gì liền tới cái gì. Đúng lúc này, khí linh tinh la thanh âm vang lên, người đều không có ở quy định thời gian đến thứ bảy tinh la bàn giả, hiện tại tiếp thu trừng phạt đi. Một câu vang lên, Cửu Lê Tia, A đám người không lý do cả người chấn động. Oanh, ầm ầm ầm. Không hề dấu hiệu tiếng sấm vang lên, đầy trời đều là tiếng sấm thanh. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ ở một bên nhìn, giờ phút này 12 đạo lôi điện chuẩn xác không có lầm rớt xuống mà xuống. Cửu Lê Tia, A chờ 12 người sắc mặt trắng bệch, lại là mỗi người trên người sáng lên thần quang, hiển nhiên là bắt đầu rồi phòng ngự. Nhưng là, Dương Nghị Vân nhìn đến kế tiếp một màn, làm hắn đều ra đầu tê dại. Cứ việc Cửu Lê Tia, A đám người mở ra thần quang phòng ngự. Chính là lôi điện trừng phạt không có bất luận cái gì tác dụng, đường lôi điện dừng ở bọn họ trên người thời điểm, phòng ngự căn bản chính là mất đi hiệu lực không có tác dụng gì. Có một cái tính một cái, mặc kệ là hợp đạo 3 tầng vẫn là hợp đạo 2 tầng 1 tầng, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, một đám cả người đại chấn, ở lôi điện bổ vào trên người thời điểm, bình thường tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Có thể nghĩ, lần này trừng phạt chi lực có bao nhiêu cường hãn? Hợp đạo 3 tầng tu vi Cửu Lê Tia, A bọn người không có bất luận cái gì ngăn cản lực, đã bị phách ngã xuống đất. Dương Nghị Vân nhìn đều cái trán đổ mồ hôi. Mai Tỷ không tự chủ được nắm chặt hắn tay, hai người âm thầm may mắn mệt bọn họ hai cái thành công. Nếu không lúc này ngã trên mặt đất chính là bọn họ hai cái. Gần là một đạo thoạt nhìn không thế nào thu hút tia chớp mà thôi, liền đem đường hợp đạo cường giả cấp chém thành nhược kê. Thời gian rất lâu nội Cửu Lê Tia. A bọn người không có bỏ dậy. Bất quá khí linh tinh la thanh âm có vang lên nói, ngươi chờ đem tiến vào thứ 8 quan, lúc này đây ngươi chờ có thể lựa chọn rời khỏi, cũng có thể tiếp tục đi trước, thứ 8 quan khen thưởng sẽ là một bộ thánh đạo thần thông công pháp, liền ở tinh la bàn huyền phù, ai có bản lĩnh tính ai, này một quan không có thời gian hạn chế, không có bất luận cái gì quy tắc, không có trừng phạt, nhưng bổn tọa nhắc nhở các ngươi, có sinh tử, nguy hiểm trình độ là dĩ vãng mấy lần, tràn ngập không lường được. Người chờ có thể tưởng tượng rõ ràng. Đương nhiên trừ bỏ thánh đạo thần thông ở ngoài, phàm là có thể bước lên thứ 8 tinh la bàn giả, liền tính là không chiếm được thánh đạo thần thông công pháp, thả là có thể ở thứ 8 tinh la bàn tu luyện đại đạo, thứ 8 tinh la bàn có thánh nhân ngộ đại ấn ký, ngươi chờ nhưng tìm hiểu đại đạo, đối ngươi chờ tu vi bổ ích pha đại, hiện tại được không? Khí linh tinh la nói lạc lúc sau, thứ 7 tinh la bàn phía trước thần quang lập lòe xuất hiện một cái tinh la đại đạo. Thực hiển nhiên là thông hướng thứ 8 tinh la bàn lộ. Lần này khen thưởng dụ hoặc nghe vào mọi người trong tai, nhưng thực sự là không thể kháng cự dụ hoặc. Thánh đạo thần thông, thánh nhân ngộ đạo ấn ký. Cứ việc thánh đạo thần thông chỉ có một bộ, liền tính là không chiếm được thánh đạo thần thông, chỉ cần có thể đến thứ 8 tinh la bàn, kia cũng là có thể tìm hiểu thánh nhân ngộ đạo ấn ký tu luyện. Hợp đạo cấp bậc thần linh vì chính là cái gì? Nhưng còn không phải là vì có thể được đến thánh đạo tu luyện thần thông công pháp, cũng hoặc là thánh nhân hiểu được tu luyện, do đó tăng lên chính mình tu vi sao. Hiện tại cơ hội liền ở trước mắt, thử hỏi là có thể ngăn cản được trụ này một phần đối bọn họ tới nói thiên đại dụ hoặc. Không có. Bao gồm Dương Nghị Vân đều là như thế. 9 đại quan, hiện tại liền dư lại cuối cùng 2 đại đóng, phía trước chính là thứ 8 tinh la bàn, cuối cùng thứ 9 đều ở vẫy tay. Lần này nhất định phải đi trước. Từ bỏ. Không có khả năng, đời này đều sẽ không từ bỏ. Cứ việc nghe khí linh tinh la ngữ khí,
này một quan làm không hảo sẽ ngã xuống, nhưng đối bọn họ tới nói, có thể được đại cơ duyên, kia tất nhiên liền phải trả giá đại đại giới. Không mạo hiểm có thể được đến. Không trả giá có thể có hồi báo sao? Không có. Cho nên lần này sẽ không có người rời khỏi. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn biết lúc này đây, khả năng sẽ là chính mình nhất gian nan nguy hiểm nhất một quan. Bởi vì khí linh tu la nói, lúc này đây không có thời gian hạn chế, không có bất luận cái gì quy tắc. Hơn nữa thánh đạo thần thông công pháp chỉ có một bộ, vậy ngoài ý muốn, mọi người sẽ tranh đoạt. Tất nhiên sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Mà hắn nguy hiểm, đến từ nơi nào? Đến từ hắn cơ hồ đắc tội mọi người, đến từ hắn này một đường đi tới quá mức phong tao, cơ hồ mỗi lần là đệ nhất, đều rút đến thứ nhất. Làm cửu lê tia, a những người này hận ngứa, hâm mộ ghen tị hận, hận không thể lộng chết hắn. Nếu không phải bọn họ kiêng kỵ khí linh tinh la nói, đã sớm cùng hắn động thủ. Mà lúc này đây, khí linh tinh la nói không có bất luận cái gì quy tắc, những lời này chính là nói cho mọi người, này một quan các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Bổn tọa sẽ không quản, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh lên núi thứ 8 tinh la bàn liền thành. Ở thứ 8 tinh la bàn, có một bộ thánh đạo thần thông công pháp chờ các ngươi. Dương Nghị Vân biết lần này sợ là nhất gian nan một quan. Hắn lại muốn phòng bị cửu lê tia, a những người này hạ âm tay, lại muốn phòng ngự tinh la trên đường sẽ xuất hiện trở ngại lực lượng. Cũng không biết lần này tinh la nói sẽ xuất hiện cái gì trở ngại lực lượng chờ. Suy nghĩ một chút trong lòng áp lực rất lớn. Mà Mai tỷ tựa hồ cũng nghĩ đến mấy vấn đề này, nhẹ giọng đối Dương Nghị Vân nói, Vân tử nếu không chúng ta từ bỏ đi. Dù sao chúng ta được đến đã viễn siêu mong muốn, lần này cửu lê tia, a những người này sợ là sẽ đối với ngươi làm khó dễ. Dương Nghị Vân nghe Mai tỷ nói chuyện, trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ sâu xa lên. Đúng vậy, đích xác ở chỗ này hắn đã được đến rất nhiều. Lẽ ra hiện tại liền tính hắn từ bỏ, cũng đều không lỗ. Chính là. Thật sự từ bỏ sao? Dương Nghị Vân trong lòng rối rắm lên. Hắn biết rõ lúc này đây khó khăn sẽ có bao nhiêu đại. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng rối rắm hết sức, cửu lê tia, a đám người một đám hóa thành thần quang, một cái so một cái đều mau, bước lên đi trước thứ 8 tinh la bàn đại đạo. Đối mặt thánh đạo thần thông công pháp dụ hoặc, không mấy người có thể ngăn cản, mọi người đều phía sau tiếp trước mà đi. Dương Nghị Vân còn lại là ở rối rắm chung. Lần này cần không cần từ bỏ. Mai tỷ lẳng lặng đứng ở hắn bên người chờ hắn làm ra quyết định. Dương Nghị Vân ngẫm lại xem hướng Mai tỷ nói, Mai tỷ ngươi cũng tưởng từ bỏ. Vẫn là lo lắng ta tình cảnh. Sau khi nói xong hắn bổ sung nói, ta muốn nghe lời nói thật. Mai tỷ nhìn Dương Nghị Vân thở dài một tiếng cười nói, ngươi nha, đưa ngươi hỏi ra ta những lời này thời điểm, kỳ thật ngươi đã làm ra quyết định, muốn đi trước đi. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, chỉ người hiểu ta Mai tỷ. Mai tỷ chừng hắn một cái nói, kỳ thật ta cũng muốn đi đua một phen, rốt cuộc đều đã muốn chạy tới thứ 7 quan, hiện tại liền dư lại mặt sau 2 quan, hơn nữa phía trước có thánh đạo thần thông công pháp, càng có thánh nhân tu luyện hiểu được ở. Chúng ta theo đuổi đại đạo, vì còn không phải là đỉnh chi cảnh mà đi sao. Còn có chính là, địch nhân cường đại, chúng ta nhỏ yếu chung quy chúng ta sẽ bị địch nhân chém giết, cùng với như thế không bằng liều một lần. Thành chúng ta càng tiến thêm một bước, hơn nữa nếu là được đến thánh nhân chi đạo, đối toàn bộ vân môn thần cảnh đều ý nghĩa phi phàm, có thể nói là một hồi biến cách. Dựa theo phía trước chúng ta hiểu biết tin tức, toàn bộ thần giới kỳ thật đối thánh đạo văn minh truyền thừa đều là phay đứt gãy, nhưng là nơi này lại là thánh đạo truyền thừa nơi, có lẽ có thể từ nơi này đạt được hoàn chỉnh thánh đạo văn minh truyền thừa. Chúng ta không đi tranh đoạt, người khác cũng sẽ đi, chúng ta địch nhân quá nhiều, quá cường đại. Chờ địch nhân trong tay có hoàn chỉnh thánh đạo văn minh truyền thừa, kia đối chúng ta vân môn thần cảnh tới nói chính là diệt vong, tả hữu đều là một cái kết quả, còn không bằng đi đua, sống hay chết, ta đều bồi ngươi, có thể cùng ngươi chết chung, cuộc đời này cũng không hám. Mai tỷ phân tích như là một hồi thổ vị lời âu yếm thổ lộ. Dương Nghị Vân nghe cảm động vô cùng, nhưng cũng biết Mai tỷ nói đúng, mỗi một câu đều nói ở hắn trong lòng. Hắn, làm sao không phải nghĩ như vậy? Duỗi tay nắm lên Mai tỷ tay, ôn nhu nói, cuộc đời này có ngươi làm bạn lại làm sao không phải ta may mắn, ngươi nói rất đúng, ta không chuẩn bị lùi bước, ta cũng không có lý do gì lùi bước, thậm chí có thể nói, không có lộ cho ta lui. Từ năm đó tới rồi đi vào thần giới bắt đầu, ta đã bị đế tôn theo dõi, nói cái gì ta là càn khôn thần tôn truyền nhân,
mà Càn Khôn Thần Tôn cùng hắn Đế Tôn là túc địch, càng là có ngôn ngữ, đương Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân xuất hiện thời điểm, chính là thiên tộc kiếp nạn, nói ta là cái gì đại kiếp nạn chi tử, một hai phải diệt ta mới tính. Ta năm đó kỳ thật thực chật vật, vẫn luôn đều bị Đế Tôn phái ra người đuổi giết mãn thần giới như lão thử giống nhau tán loạn, có rất nhiều thứ đều là sinh tử một đường, hoàn toàn có thể nói ta là chật vật bất kham, phi thường uất ức nhịn qua tới. Đương nhiên nếu không phải đụng phải thỏ ra cái kia lão gia hỏa, ta sợ là sớm đã chết, từ nay về sau tiếp quản Càn Khôn Thần Điện thần giới, sau lại có tiến vào Vĩnh Hằng thần giới, trở ra sau, tình huống mới tính hơi có thay đổi. Nhưng, Đế Tôn bất tử, ta vĩnh viễn không đường sống, ta không đường sống, Càn Khôn Thần Điện thế giới, không đúng, hiện tại là Vân Môn thần cảnh, mấy chục vạn đệ tử liền không đường sống, phi thăng nhất tộc không đường sống, chờ Đế Tôn hợp đạo về một ngày, chính là chúng ta diệt vong ngày. Cho nên ta không thể lui, ta phía sau có mấy chục vạn đệ tử môn nhân, có thân nhân bằng hữu, có các người có hài tử. Hiện tại lui cố nhiên ở chỗ này an ổn, nhưng sau khi rời khỏi đây đâu? Ta hợp đạo hai tầng tu vi, liền tính là hơn nửa người hơn nửa đoạn thân mới vừa bọn họ, như cũng không phải là Đế Tôn đối thủ, Đế Tôn lao tới hợp đạo về một cảnh giới nhiều năm, hắn hẳn là sắp thành công, nếu là ta không có hợp đạo ba tầng thậm chí bốn tầng tu vi thực lực, căn bản là không có biện pháp cùng Đế Tôn đấu. Tới chúng thần vực thế giới, ta kỳ thật vì chính là tăng lên tu vi, sau khi ra ngoài cùng Đế Tôn giải quyết nguyện vọng lâu nay, hoàn toàn hiểu biết ta từ Càn Khôn Thần Tôn nơi nào kế thừa xuống dưới ân oán, làm Vân Môn thần cảnh đệ tử, làm phi thăng nhất tộc có thể đường đường chính chính ở thần giới hành tẩu, mà không phải đến bây giờ còn phải cẩn thận tránh ở Vân Môn thần cảnh trong thế giới, không dám ra tới, liền tính là ra tới, cũng đều là nơm nớp lo sợ, sợ bị 33 thiên điện người đuổi giết. Này không phải ta muốn xử lý Đế Tôn, ta muốn xưng là thần giới một thế hệ vương giả, phải cho Vân Môn đệ tử một cái an toàn hoàn cảnh, cho nên lúc này đây ta không lùi, ta muốn tranh thánh đạo thần thông công pháp, muốn tranh tu luyện thực lực, muốn tranh hết thảy có thể tranh bảo vật, phải làm chí cường giả, nếu là ở chỗ này liền cửu Lê Tia, những người này đều không thể bãi mình, ta lại có cái gì tư cách sau khi ra ngoài đi tìm Đế Tôn. Đi đánh thượng 33 thiên điện đi. Dương Nghị Vân lời nói đến cuối cùng, biểu tình kích động. Đích xác hắn cho tới nay đều nghẹn khuất khẩn, Đế Tôn cùng hắn thiên tộc 33 thiên điện giống như là một khối cự thạch đè ở hắn trong lòng, đều mau trở thành hắn tâm ma, không giải quyết Đế Tôn việc, hắn trong lòng vĩnh không yên tĩnh. Thực lực, tu vi, là muốn vĩnh viễn theo đuổi, không đơn giản là Đế Tôn việc, còn có. U Minh giới Liễu Lanh Canh. Không có thực lực gì nói đi tìm U Minh giới. Đi tìm Liễu Lanh Canh. Cho nên Dương Nghị Vân biết tu luyện biến cường, lại biến cường tâm, hắn vĩnh viễn đều không thể dừng lại. Mai tỷ cảm nhận được Dương Nghị Vân kích động đến phát run tay, giờ khắc này nàng thực đau lòng chính mình người nam nhân này. Nghe Dương Nghị Vân giảng thuật hắn đi vào thần giới bị Đế Tôn không ngừng phái ra thủ hạ đuổi giết sự, Mai tỷ cơ hồ trong đầu thấy được, Dương Nghị Vân mới tới thần giới hình ảnh, một cái tiểu thần nhân, bị 33 thiên điện kia trở cự vô bá thế lực đuổi giết. Bị thần giới bên ngoài thượng đệ nhất cường giả Đế Tôn theo dõi, đây là dữ dội gian khổ. Tưởng tượng tới rồi Dương Nghị Vân lần lượt ở đuổi giết hạ, chật vật chạy trốn hình ảnh, Mai tỷ là thật sự đau lòng chính mình nam nhân. So sánh với Dương Nghị Vân tao ngộ, nàng cứ việc bị thỏ ra mất hết biển máu chém giết tu luyện 2-3 vạn năm, nhưng chung quy nàng là thuộc về tu luyện chém giết, là đơn thuần tu luyện gian khổ, mà Dương Nghị Vân thả là bị thiên tộc cường giả một đợt tiếp theo một đợt đuổi giết. Hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Tới rồi hiện tại Mai tỷ mới biết được chính mình cái này tiểu nam nhân, nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây, hắn khó. Ta bồi ngươi, Mai tỷ nói chuyện cho Dương Nghị Vân một cái ôm. Hai người làm ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, chúng ta đi. Ân Mai tỷ nhẹ giọng trả lời. Đường hai người mang theo huyết anh bước lên đi trước thứ 8 tinh la bàn tinh la nói sau, phía trước đã nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Cứ việc hai người đã muộn vài phút, nhưng Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, này một quan không có thời gian hạn chế, hơn nữa hắn tin tưởng này một quan tuyệt đối không phải như vậy hảo quá, chạy nhanh, không nhất định chính là nhanh nhất đến thứ 8 tinh la bàn. Hắn như cũ có tin tưởng. Trong lòng cũng làm hảo, sinh tử ẩu đả chuẩn bị. Kỳ thật ở trong lòng hắn, lúc này đây nguy hiểm không phải sẽ xuất hiện ở tinh la nói mới thôi trở ngại chi lực, mà là cửu Lê Tia, những người đó. Hắn biết cửu Lê Tia, những người đó lần này tất nhiên sẽ không làm chính mình nhẹ nhàng quá quan. Nhưng cũng không sợ,
trong tay hắn hiện tại át chủ bài cũng không ít. Huyền Hoàng Âm Dương Dù, Hỗn Độn Chung, Tinh La Phù, Hắc Ám Phù, Phong Vân Cánh Chim, Mười Đạo Nói Thụ, còn có phía trước được đến Trảm Thiên Thảo, hơn nữa Mai Tỷ cùng Huyết Anh nói, cho dù là Cửu Lê Tia, A Chờ Tam Đại Hợp Đạo ba tầng, hắn cũng là không sợ, còn tự tin một trận chiến. Hơn nữa hắn tu luyện công pháp đặc thù, thể chất đặc thù, bản thân liền so cùng cấp bậc cường đại, một đường đi tới hắn đều là vượt cấp ở chiến đấu. Lần này hắn tin tưởng chính mình cũng sẽ không liệt ngoại. Muốn chiến, kia liền chiến. Bước lên Tinh La đại đạo, hết thảy gió êm sóng lặng. Lần này Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ đều thật cẩn thận. Phía trước nhìn không tới Cửu Lê Tia, A đám người thân ảnh. Nhưng là thực mau Dương Nghị Vân liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Rất xa, nhưng là hắn xác định chính mình không có nghe lầm. Hỏi Mai Tỷ nói, Mai Tỷ ngươi hay không nghe được có tiếng kêu thảm thiết? Mai Tỷ sửng sốt, nàng thật đúng là không nghe được, dừng lại chính mình nghe xong vừa nghe, quả nhiên nghe được rất xa địa phương có kêu thảm thiết. Gật gật đầu nói, đích xác có, xem ra phía trước ra vấn đề, này giai đoạn quả nhiên không phải như vậy hảo quá một quan. Dương Nghị Vân kéo Mai Tỷ tay nói, chúng ta qua đi nhìn xem, nếu quyết định phải đi này một bước, vậy không có gì sợ quá. Ân Mai Tỷ ôn nhu thời điểm cũng là chim nhỏ nép vào người. Ước 5 phút sau, hai người rốt cuộc thấy được này trên đường trở ngại chi lực xuất hiện. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều người. Đây là phi thường không hợp lý, Cửu Lê Tia, à những người đó thêm lên tổng cộng cũng chính là 12 người, nhưng hiện tại nhìn lại là ước chừng vượt qua 20 người. Đang tới gần một chút thời điểm, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy rõ, hảo gia hỏa một trọi một không đối không ít vừa lúc 24 cá nhân. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ trong lòng cực kỳ nghi hoặc, đột nhiên nhiều ra tới 12 người từ đâu ra. Như thế nào còn càng tốt liền cùng Cửu Lê Tia, A chờ 12 người trở thành một trọi một trạng thái. Hai người trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, ngay sau đó ở bọn họ trước người bỗng nhiên năng lượng dao động đại chấn, Dương Nghị Vân cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Vội vàng lôi kéo Mai Tỷ lui về phía sau, hơn nữa ở trước tiên thúc giục Huyền Hoàng Âm Dương Dù. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, Dương Nghị Vân huyền huyền âm dương dù thần quang ảm đạm rất nhiều. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ lùi lại mấy chục mét mới dừng lại. Giờ phút này bọn họ hai cái rốt cuộc thấy rõ bỗng nhiên xuất hiện đánh lén người. Nhưng lại là làm cho bọn họ cả người đại chấn. Bởi vì xuất hiện hai người không phải người khác, là cùng bọn họ diện mạo ăn mặc giống nhau như đúc chính mình. Giữa sân xuất hiện hai cái Dương Nghị Vân, hai cái Mai Tỷ. Giống nhau như đúc A. Đương nhiên trừ bỏ một chút bất đồng, đó chính là Dương Nghị Vân đối diện Dương Nghị Vân, trong tay vô pháp khí. Cùng Mai Tỷ liếc nhau, đều minh bạch, này hiển nhiên là thứ 8 tinh la trên đường trở ngại chi lực, có khả năng là khí linh tinh la an bài, mỗi người đều có một cái đối thủ này lại là cùng chính mình giống nhau như đúc, diện mạo giống nhau hơi thở đều tương đồng, tu vi cảnh giới càng là giống nhau địch nhân. Cũng minh bạch, phía trước đoạn thân mới vừa đám người đối cầm địch nhân là chuyện như thế nào. Nhìn đối diện chính mình, đầy đầu bạc phiêu giật vô cùng, ngũ quan củ ấu rõ ràng, chiều cao tràn ngập một cổ tử sắc bén chi khí, Dương Mỗ Nhân thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới chính mình rất xoái khí sao. Tao thao tác A, cư nhiên muốn chính mình đánh chính mình. Lại xem Mai Tỷ đối diện Mai Tỷ, Dương Nghị Vân cơ hồ phân biệt không ra các nàng ai thiệt ai giả. Tây Du Ký có thật giả Mỹ Hầu Vương, Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng tới một hồi, thật giả chính mình đối chiến. Các ngươi là người hay quỷ? Dương Mỗ Nhân thử thăm dò hỏi đối diện lớn lên cùng chính mình giống nhau như đúc người. Ha ha, ta chính là ngươi A, giết ngươi, ta chính là ngươi hết thảy chính là ta. Đối phương nói. Dương Nghị Vân nghe đối phương nói chuyện, trong lòng chỉ có một tiếng ngọa tào, nói chuyện thanh âm đều giống nhau. Này mẹ nó thật là phục. Các ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Dương Nghị Vân trong lòng có điểm phát mao. Nghe tới đối phương có độc lập tư duy, này thuyết minh là có sinh mệnh sinh linh, vốn dĩ hắn còn nghĩ là cái gì cùng loại con rối tồn tại, hiện tại xem ra không đơn giản. Muốn cái gì bọn họ, trở thành bọn họ. Nghe như thế nào có điểm đoạt xá hương vị đâu. Hắc hắc, tiểu gia hỏa nói thật cho các người biết cũng không sao, dù sao các người sớm hay muộn đều phải bị chúng ta cắn nuốt rớt, chúng ta đâu, là thiên cương thánh yêu linh, ra đời với khai thiên thời đại 36 thiên cương thánh yêu chi linh. Bị thánh thiên đế cái kia lão bất tử vây ở nơi này, đã không biết nhiều ít năm tháng, chúng ta tưởng rời đi,
nhất định phải có sinh linh tiến vào đoạt xá chi, kế thừa hết thảy, ta chờ liền có thể ra này hư không thiên đế bản thế giới, trọng hoạch tự do. Lời nói thật nói a, ở các người phía trước kỳ thật tới rất nhiều người, chúng ta bên trong cũng có đi ra ngoài, nhưng càng nhiều người lại là không cơ hội, bởi vì có thể đến thứ 8 quan người quá ít, chúng ta cắn nuốt chỉ có thể là một chọi một, hiện tại lại hình như có cơ hội, ha ha, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa bị phản kháng, ngoan ngoãn làm chúng ta cắn nuốt các ngươi, trở thành các ngươi đi, ở chỗ này chúng ta là vô địch, các ngươi nếu là phản kháng chỉ biết chịu khổ, phản kháng là không hề ý nghĩa đáng nói, có thể bị chúng ta thánh yêu linh cắn nuốt mà đồng hóa, chính là các ngươi tam sinh tu luyện phúc khí, ngoan ngoãn lại đây chúng ta đồng hóa hợp nhất đi. Đối phương nói chuyện cơ hồ là có điểm gấp không chờ nổi. Nhưng là nghe vào Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ trong tai, lại là trong lòng sông cuộn biển gầm dựng lên. Ra đời với khai thiên thời đại 36 thiên thánh yêu chi linh. Bị thánh thiên đế cấp chân áp ở trên hư không thiên đế bản thế giới, chờ nhưng thay thế người xuất hiện. Ở bọn họ phía trước cũng có người tiến vào quá, nhưng là có thể đến thứ 8 quan Long Phượng Sừng Lân, nói cách khác 36 thiên cương thánh yêu chi linh chung có người đi ra ngoài. Cụ thể đi ra ngoài nhiều ít không thể hiểu hết. 36 thiên cương thánh yêu chi linh ý tứ là, cắn nuốt đồng hóa có thể kế thừa bọn họ hết thảy, đây là có chút đáng sợ. Dương Nghị Vân nghĩ đến nếu là thật bị này cái gì thánh yêu linh cấp cắn nuốt đồng hóa, do đó kế thừa chính mình hết thảy, đến lúc đó hắn sau khi ra ngoài, chẳng phải là vẫn là kế thừa chính mình này đó nữ nhân. Nghĩ đến đây hắn liền người nhịn không được trong lòng phát mao. Tuyệt đối là không được. Nghe ý tứ, này đó thánh yêu chi linh, chỉ có đoạt xá cắn nuốt một cái sinh linh mới có thể đi ra ngoài, nếu không liền vĩnh viễn ra không được, 36 thiên cương thánh yêu chi linh, nói cách khác có ước chừng 36 cái tồn tại, đến nỗi hiện tại còn dư lại nhiều ít, Dương Nghị Vân không thể hiểu hết, nhưng hiện tại xem ra, đã xuất hiện 14 cái, hắn cùng Mai Tỷ, Cửu Lê Ti A, những người đó một chọi một, vừa lúc 14 cái. Thánh yêu chi linh giảng thuật, còn có điểm thủy quỷ chờ đợi kẻ chết thay đầu thai hương vị. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, lại là biết lần này sợ là phiền toái lớn. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể làm cái gì đổ bỏ thánh yêu chi linh cắn nuốt chính mình cùng Mai Tỷ. Nghe tới thánh yêu chi linh rất cường đại, nói cái gì ở chỗ này bọn họ vô địch, nhưng Dương Nghị Vân lại là không tin, nếu là thật vô địch cường đại, như thế nào sẽ bị thánh thiên đế một trận trấn áp ở trên hư không thiên đế bản thế giới. Thoạt nhìn đối phương tu vi cảnh giới từ từ cùng chính mình giống nhau như đúc. Nhưng Dương Nghị Vân biết chính mình chính là chính mình, ai cũng thay thế không được. Ngoan ngoãn làm ngươi cắn nuốt, tuy rằng ngươi lớn lên rất tuấn tú, nhưng ngươi tưởng cũng quá soái, tránh ra đừng khi chúng ta lộ, nếu không làm ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, cũng không phải không có khả năng. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy trước mặt chính mình, hoặc là nói thánh yêu chi linh biến thành hắn. Đối phương nếu là thật cường đại, đã sớm đi ra ngoài, cần gì phải còn muốn cắn nuốt bọn họ thân thể. Dương Nghị Vân nghĩ như thế, đó là không sợ. Trong tay huyền hoàng âm dương dù thúc dục, đem Mai Tỷ bao phủ ở bên trong, tùy thời làm tốt đánh sâu vào. Mai Tỷ còn lại là truyền âm đối hắn nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có năng lực ứng phó cái kia ta. Nàng nói chính là diện mạo cùng nàng giống nhau như đúc thánh yêu chi linh. Dương Nghị Vân theo tiếng, đối Mai Tỷ hắn vẫn là có tin tưởng, rốt cuộc Mai Tỷ hiện tại tu vi không yếu cùng hắn giống nhau là hợp đạo hai tầng. Nàng càng là thần long, là ngũ trảo kim long chi thân, cường hãn yêu tộc thần thú bản thể, há có thể bị một giới yêu linh hù dọa. Ha ha, tiểu gia hỏa thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi muốn ăn đau khổ, vậy thành toàn ngươi. Đối diện thánh yêu linh tựa hồ nổi giận, dứt lời hết sức, đối với giống nhau bỗng nhiên đột kích. Cùng thời gian mà động, còn có đối mặt Mai Tỷ thánh yêu linh. Hai cái thánh yêu linh tựa hồ rất có ăn ý, ngay lập tức liền đến bọn họ trước mặt. Đôi tay giơ lên đối với bọn họ hai cái chụp được. Cường đại năng lượng dao động, làm Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, hắn biết coi thường thánh yêu linh. Ở một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Nghị Vân huyền hoàng âm dương dù thần quang ảm đạm. Tại đây một khắc Dương Nghị Vân cảm nhận được yêu thánh linh cường đại, cơ hồ ở di động chi gian kéo đều là thiên địa chi lực cường hãn. Cũng là tại đây một kích dưới, hắn cùng Mai Tỷ bị oanh kích tách ra. Ngay sau đó hai cái yêu thánh linh căn vốn là không cho bọn họ thở dốc thời gian, vèo một chút, liên tiếp công kích đi lên. Hiện tại hắn cùng Mai Tỷ là một chọi một đơn độc tác chiến. Ở chung tình huống hạ cũng là không có cách nào liên hợp ở bên nhau. Chỉ có thể từng người dựa vào chính mình,
trừ phi bọn họ chung có người dẫn đầu xử lý trong đó một cái, mới có cơ hội hai đối một. Dương Nghị Vân đối Mai Tỷ vẫn là có tự tin. Trước mắt hắn chỉ có thể toàn lực xuất kích, trong lòng nghĩ trước đem chính mình đối thủ cấp xử lý, ở rất quá mức tới giúp Mai Tỷ. Nhưng là Dương Nghị Vân biết đây là không dễ dàng. Ở giao phong bắt đầu, Dương Nghị Vân liền cảm thấy thật lớn áp lực, thoạt nhìn biến hóa này thành chính mình thánh yêu linh tu vi cảnh giới cùng hắn giống nhau, kỳ thật đâu. Động thủ lúc sau mới phát hiện đối phương bộc phát ra tới năng lượng, tựa hồ muốn so với chính mình dự đánh giá còn cao một ít. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng ngưng trọng vài phần, bất quá hắn không có đường lui, chỉ có thể phấn khởi xử lý địch nhân. Đông! Hỗn độn trung bị Dương Nghị Vân tế ra. Bỗng nhiên che ở phía trước, ngăn cản ở phát lại đây thánh yêu linh. Một tiếng du dương cổ xưa tiếng chuông vang lên sau, ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là nhìn đến thánh yêu linh cả người đều là run lên. Tựa hồ hỗn độn trung tiếng chuông đối hắn rất có ảnh hưởng. Như thế Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, lập tức tinh thần phấn chấn, trong đầu cũng nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc như thế nào giết địch. Làm chính mình bình tĩnh tự hỏi mới có thể chiến thắng địch nhân. Hắn đối mặt thánh yêu linh, trong lòng vừa động, thúc giục hỗn độn trung. Đã có hiệu, vậy thử xem, đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng đến thánh yêu linh. Thịch thịch thịch, một tiếng tiếp theo một tiếng chuông không ngừng vang lên. Hỗn độn trung thượng chín đại khắc văn kim quang lóa mắt dựng lên, phối hợp tiếng chuông, hình thành thực chất hóa công kích cùng ảnh hưởng thần hồn lực lượng. Quả nhiên mỗi một tiếng chuông vang lên, đều sẽ làm thánh yêu linh lui về phía sau một bước, nhìn về phía hắn hỗn độn trung khi, cái này thánh yêu linh nhãn thần trung tẫn nhiên xuất hiện sợ hãi, tựa hồ rất sớm liền kiến thức quá hỗn độn trung uy lực, hiện tại đối mặt thời điểm, tựa hồ là ở vào bản năng sợ hãi. Dương Nghị Vân thấy vậy, về phía trước tới gần, hắn há có thể buông tha cơ hội. Trong tay tinh la phù lập tức đối với thánh yêu linh thúc giục. Lộng lấy kim quang như là lợi kiếm bùng nổ mà đi, trực tiếp hướng về thánh yêu linh chém giết qua đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 215.